bên Việt Nam á, tôi học lịch sử tôi bị bưng bít hết, tôi không có biết cái gì hết trơn á. Cho đến mà khi tôi ra khỏi Việt Nam tôi mới biết, tôi mới lên tiếng như thế này nè. Cho nên á, bây giờ ngày hôm nay các bạn, quý anh chị, quý cô bác thấy không, ở trong nước có những người bạn trẻ họ lên họ phản biện, anh chị thấy không? Cái suy nghĩ của họ với cái suy nghĩ của Dương nó không có giống nhau. Mà ngày trước đó, khi mà những người bạn trẻ đó chưa lên tiếng nói tôi là cộng sản, không hiểu cái gì hết á, mà ngoại lên tiếng, trời sao Dương nó mới lên, Dương nó mới lên mà Dương mới ở trong Việt Nam nó mới ra mà sao nó lên tiếng nó chống cộng mạnh dữ vậy, là bởi vì tôi đã nhìn thấy được cái sự bất công ở trong cái xã hội Việt Nam rồi. Nhưng mà tại vì trong đó đó tôi nhìn không có rõ, tôi nói trời ơi sao ngày nào sáng đi ra đường tôi cũng bị kẹt xe hết vậy. Dương đi đó, Dương đi làm từ cái quận 9 nó đi qua cái quận 2, rồi đi, từ quận 2 đi qua cái quận 7, anh chị biết trời ơi đường kẹt xe kinh khủng. Mà anh chị biết ngay cái cầu rạch cái cầu Rạch Miễu đó, cái cầu Rạch Miễu, cái cầu ngay chỗ cái quận 9 đi qua cái quận 2 có cái cầu Rạch Miễu đó. Cầu Rạch Miễu phải không? Cầu Rạch Miễu. Cầu Rạch Miễu đúng rồi. Từ quận 9 qua quận 2 qua cái cầu đó. Trời ơi là kế bên cái cầu đó là gì, công ty sản xuất cát tiên hả? Công ty mà để sản xuất cái bao xi măng đó anh chị, sản xuất xi măng đó, nó nằm ở bên, nếu mà đi bự từ bên cầu đó đi qua bên quận 9 thì nó nằm bên trái đó. Mà đi ngược lại thì nó nằm bên phải đó. Rồi ở bên đó nó có rồi thêm một cái cảng nữa. Rồi mấy cái cảng ở bên đó container nó chạy rầm rầm. Container nó chạy rần rần. Tao nói sáng ngày nào Dương đi ra là Dương đi ra cái con đường đó. Con đường Tây Hồ, Hồ Tây, Tây Hồ. Cái gì Tây Tây quên rồi. Đi 2 năm quên đường đó rồi. Nói chung là ở quận 9 á, đi ra ngay chỗ ngã tư Bình Thái này kia nọ, nó đi ra con đường đó anh chị. Xe container nó nhiều dữ lắm, nó kẹt xe kinh khủng dữ lắm, không? Mà Dương sáng Dương đi từ chỗ nhà Dương ở, Dương đi qua bên quận 7 là nó kẹt kinh khủng khiếp. Mà nó kẹt mà hả, công an giao thông nó đứng đầy đường luôn, nó đứng kinh khủng luôn anh chị. Mà chạy lúc nào á, sáng ngủ dậy anh chị, lúc nào cũng phải tỉnh táo á, đặng chi, đặng mà canh coi có công an phía trước không, đặng mà tránh. Chạy lúc nào cũng mắt cũng Dương xa thiệt là xa luôn á, để nhìn coi có công an phía trước không, chạy đặng mà ép nó vô anh chị, không thôi chạy lấn lên một chút xíu nó phạt. Sáng một ngày làm có 200 ngàn à, mà nó phạt một phát là nhịn đói nguyên ngày luôn. Thấy không? Nó phạt một phát là nó tên nó công an đó, nó sáng là nó ra đứng đường là nó lượm bạc tỷ. Công an Việt Nam đó, nó ra đó đứng đường là sáng cầu Rạch Miễu, cầu Rạch gì quên rồi, đường Tây Hòa. À xi măng Hà Tiên, cầu Rạch Chiếc, xin lỗi anh chị nhanh lâu đi rồi nó quên, cầu Rạch Miễu, Rạch Chiếc nó lộn. Xin lỗi anh chị. Nó tao nói hả, nó đứng, tao nói có một lần anh chị, Dương chạy xe mà Dương chạy lên cái cầu vượt lên trên, mà cái cầu vượt nó cấm, nó không có cho xe chạy. Mà Dương thấy nó cũng lạ đó anh chị, cái cầu vượt nó xây trên cao mà nó cho xe phân khối lớn chạy, cho xe container bự chạy ngộ ha. Dương thấy nó kỳ, trời ơi nó xe cái cầu vượt nó lên trên mà mình thấy cái sự mà gọi là giống như cái sự kiên cố của nó không có, mà nó cho container chạy lên trên. Ồ mà container anh chị chạy đâu có nổi, nó cho container chạy lên trên mà nó đứng ở phía bên kia kìa, thằng công an đó. Anh chị thấy cái sự vô lý này không? Cái cầu vượt mà nó cho container chạy lên trên mà container nó nặng gần chết anh chị, nó phải leo lên xong nó đi qua bên đường kia chứ gì, nó đi qua đường Võ Văn Kiệt đó, nó leo lên đi qua đường Võ Văn Kiệt để xuống cái đường Võ Văn Kiệt đó. Thấy nó nghịch lý không? Hai gì cầu vượt á là nó xây, nó cho xe Honda, nó cho xe máy, cho xe hơi đi đường đó chứ gì, còn cái đường ở dưới nó cho container đi, như vậy thì nó sẽ không mau không hư đường, không có đâu. Nó xây cái cầu vượt vậy, nó cho toàn là xe hơi, nó cho toàn xe container chạy ở trên không à, nó làm gì kỳ không, kỳ không? Rồi xe máy như Dương á rồi phải chạy tới ngay chỗ mà trời ơi thật tình á, Dương ở bên Na Uy này 5 năm nữa là Dương quên hết trơn luôn, không biết tên. Bắt Dương phải chạy tới cái đèn xanh đèn đỏ, tới gần cái siêu thị bự đó hen, bắt đầu Dương phải quay đi ngược trở lại rồi đi qua cái đường Võ Văn Kiệt. Trời ơi, nó thiết kế mà thôi. Sáng ngày nào Dương đi Dương cũng ức chế hết anh chị, ức chế kinh khủng luôn. Dương nói bà mẹ tụi bay, mẹ bay xây đường xây ngu như quỷ, xây ngu như vậy, tụi tao phải đổ xăng à, tụi bay phải tốn tiền xăng à, tao phải tốn tiền đường bộ hàng năm nữa, đúng không? Nó đánh một cái cua như vậy đó anh chị, đánh xa cái vòng lại anh chị biết tốn bao nhiêu xăng rồi. Nói chung là ở Việt Nam nó bất ổn dữ lắm. Thì như khi mà Dương sống ở Việt Nam á là Dương thấy nó đã tào lao rồi. Dương đã thấy một cái sự ngu si của nó rồi, Dương đã thấy sự đần độn trong cái thiết kế của nó rồi. Còn Dương nói về cái hệ thống metro đó, hệ thống metro mà nó xây từ trong Sài Gòn mà nó dự định là đi ngang Suối Tiên đó, Dương nói nó sẽ phá sản. Lúc ban đầu Dương thấy nó làm mà Dương nói sẽ phá sản. Dương nói nó sẽ phá sản, Dương nói nó sẽ không thể nào mà nó làm mãi được. À, một thời gian sau nó phải dừng cái công trình nó lại do không có đủ tiền. Đó. Nó làm là Dương đã nhìn ra được cái chuyện trong tương lai luôn rồi. Nó làm, nó xây dựng hả, dự án này kia nọ là Dương đã nhìn được trong tương lai nó sẽ như thế nào luôn rồi.
Trời ơi, nó bất ổn dữ lắm, cho nên nó trong đó nó bị ức chế anh chị. Dương nói những cái điều này nó bất công như vậy mà không biết nói với ai, không biết đi đến cơ quan nào để chia sẻ, không biết là mình phải giải bày cái vấn đề của mình ở đâu anh chị, không có nói ai nghe được, mà nói lơ mơ nó sẽ gắn vô cái tội phản động chống phá chính quyền nhà nước Việt Nam để cho nó tự làm, nó làm tào lao, không, nó làm rất là tào lao luôn. Điên lắm, sống trong cái xã hội Việt Nam nó điên lắm anh chị, mà sống ở bên ngoài đây lâu rồi anh chị, về Việt Nam anh chị sẽ thấy không thể nào chịu nổi hết trơn đó, không. Cho nên khi mà Dương ra bên đây, trời đất ơi, lúc này là Dương chắc chắn rồi, Dương chắc chắn cái đất nước của người ta nó phát triển ok, nó phát triển thuận lợi, nó phát triển gọi là nó thuận chiều đó anh chị. Mình hay gọi là xã hội Việt Nam là xã hội phát triển ngược, thì tại Việt Nam á, thì tại Na Uy này nó phát triển rất là ok, có nghĩa là theo mình nó phát triển đúng và nó rất là hợp tình hợp lý. Thì lúc này bắt đầu Dương ra bên đây, Dương phải chọn cái giải pháp là Dương lên làm livestream, Dương lên tiếng nói mạnh mẽ. Thì sau khi mà Dương lên tiếng nói mạnh mẽ, Dương bị cho rằng Dương là cộng sản nằm vùng. À, mày được cộng sản đào tạo cho mình, mày ra nước ngoài mày mới có kiến thức kiểu này nè, mày mới nói kiểu này nè. Dương nó không có đâu, thật sự luôn. Những cái gì mà Dương nhìn thấy, những người bạn cùng trang lứa với Dương không có thấy. Những cái gì mà Dương đi tìm kiếm, Dương muốn tìm kiếm và chọn cái giải pháp đó trong tương lai, nhiều bạn của Dương không có tìm ra, không nghĩ tới luôn nữa, không nghĩ tới luôn nữa. Chứ không phải là anh chị nói rằng là Dương, ôi sao Dương mới ra nước ngoài mà Dương hiểu, Dương biết, Dương lại dám lên tiếng như vậy, chắc nói là cộng sản cầm vùng, nằm vùng được đào tạo bởi cộng sản này kia nọ, không phải đâu. Trời ơi, cái sức khỏe của mình nó cũng có giới hạn nữa, anh chị thấy không? Sáng đi ra ngoài đường, đi làm về thôi, chiều nguyên cái mặt nó hả? Trời ơi, nó đen thui, nó dơ hầy hả? Anh chị thấy ghê chưa? Rồi khói bụi này kia nọ, rồi stress căng thẳng nữa, rồi cái sức khỏe của mình sẽ yếu dần. Lỡ như mai mốt mình bệnh, mình quạng, mình không có lao động nữa thì sao? Bất thình lình mình đi khám bệnh, mình phát hiện ra bệnh nặng thì sao? Lúc đó ai lo cho mình? Mẹ của mình thì cũng già, cha mình già rồi, con cái thì nó có gia đình riêng, ai lo cho mình đây? Làm sao bây giờ? Mặc dù tuổi trẻ của mình làm mà đóng thuế rất là nhiều luôn, rồi làm sao ta? Tại vì Dương thấy xã hội Việt Nam bây giờ anh chị nhiều người bệnh lắm mà về làm gánh nặng của gia đình, Dương rất là sợ. Dương nói tại sao kỳ vậy ta? Mình cũng đi làm, mình cũng đổ xăng, mình cũng đóng thuế mà tại sao mai mốt về già mình không an toàn gì hết vậy? Mình không an tâm gì hết, mình cứ phải đi kiếm tiền đến bao giờ trời? Anh chị biết khi mà Dương quanh Na Uy này, anh chị biết không, một năm đó đó anh chị đi khám bệnh mà anh chị trả tới chừng khoảng 2.000 mấy, gần 3.000 cái ruộng neo, vượt cái mức đó đó là không cần trả tiền nữa, hay chưa? Cái đất nước Na Uy này lương dành cho người ta cao, chi phí nó cũng cao, nhưng mà đi vô bệnh viện này đó, nó quy định một năm đó anh chị trả khoảng 2.000 mấy, Dương không có nhớ chính xác nữa, 2.700, 2.800, cho Dương cho khoảng gần 3.000 đi, 3.000 là anh chị nhân ra cho 2.7 Việt Nam đồng, nên là tính ra khoảng 7 triệu 8 triệu gì thôi. Mà khi các anh chị mà đi khám bệnh tới cái mức độ này, đến cái chỗ này đó là hết rồi đó. Và nếu như mà có bệnh nặng hơn nữa là bệnh viện nó lo, chính phủ của nó lo, nó lấy tiền của mình ngày trước cho mình đóng thuế đó, mình xài đó, nó lấy nó lo ngược lại, sướng không? Nghĩ tới đây sướng không? Tại vì sao? Mình phải ra nước ngoài, mình phải tìm hiểu cái xã hội đất nước của người ta, phải không? Mình là ra bên ngoài đây mình định cư rồi, mình tìm hiểu những cái gì mà chính phủ nó dành cho người dân mình mới biết, chứ trong Việt Nam không biết, không có biết luôn. Không có biết thì làm sao nói? Cho nên những người bạn trẻ ở Việt Nam đó, anh chị thấy không, họ nghĩ rằng ôi sáng ngày tôi đi ra đường đâu có gì đâu, trời ơi chạy hòa bình thế mà. Họ nghĩ rằng cái đất nước Việt Nam đó không có tiếng súng, không có cái tiếng đạn là tự do đó, không có tiếng súng, không có tiếng đạn nổ giống như ngày xưa mà gọi là giống như súng đạn nổ rồi thịt xác người bay lên rồi tôi nó nát bét đó là tự do rồi đó. Không có phải như vậy là tự do đâu các bạn, không phải đâu các bạn. Bây giờ thực sự ra không có tiếng súng đạn thiệt đó, không có tiếng súng đạn thiệt đó, mà chết, sau đó số người chết còn hơn chiến tranh nữa, cộng lại mổ xẻ đi. Đừng có bao giờ mà nói ơi cái nước nào mà không có bệnh ung thư, ơi cái nước nào mà hả không có tai nạn giao thông, cái nước nào mà không có bắn nhau chết. Có chứ, đã là cái xã hội thì nó sẽ có chứ, có chứ, chứ Dương chưa bao giờ Dương nói không có hết á, có hết luôn. Mà cái tỷ lệ người ta không có đến nổi giống như Việt Nam đâu, không có kinh khủng như Việt Nam đâu, phải không? Cũng có đường xá xe chạy nữa, mà luật pháp của người ta ngon chạy sai cái đi, luật có, cảnh sát nó làm sai cái cũng chết nữa. Tại vì đất nước của người ta có tam quyền phân lập. Thằng cảnh sát làm sai, mày làm sai là mày chịu tội nha, mày nhận tiền là mày chết nha. Cái người đi đường á mà nhận lấy được bằng chứng này kia nọ hết là mày ra tòa nha, mày chịu tội nha, mày rời khỏi ngành, mày bị đuổi việc nha, hồ sơ đen nha, suốt đời luôn nha. Luật pháp người ta có mà, còn ở Việt Nam hả, tao nói làm trời làm đất luôn. Tại vì Việt Nam sao? Ta nói luật pháp có tam quyền phân lập không? Đâu có đâu. Các bạn có hiểu tam quyền phân lập không? Có hiểu tam quyền phân lập không? Ta nói không có đâu nha. Rồi bây giờ sao? Quay về vấn đề bệnh đi ha. Ở bên đây anh chị biết
người ta làm cái tuổi trẻ mà tao cố gắng làm á, có tiền mua nhà mua cửa mua xe, tao đi du lịch nữa, người ta đi du lịch khắp nơi. Mà trong cái khối trong châu Âu này, nếu ở Na Uy là anh chị được du lịch hai mấy nước trong cái khu vực này không cần visa luôn, đi thoải mái hen. Rồi sao nữa, rồi đi vô khám bệnh hen, chỉ cần đóng để Dương lấy cái máy tính Dương tính coi ai ai lẹ tai tính giùm coi, bây giờ phải lấy cái viết viết tính nữa, đợi anh xíu. Anh chị không tin, anh chị hỏi mấy người ngoài đi. Bây giờ Dương nói là hình như là tệ lắm, mình phải trả 2.800. Hình như cái mức kích, anh chị có anh chị nào trong Na Uy không, ghi xuống giùm Dương nha. Tại vì Dương không có tìm hiểu, Dương chỉ nhớ là thắng khoán là 2.000 mấy thôi. Bây giờ Dương giả sử 2.800 đi, mà nhân cho 2.7 đi. 7.856 phải không? 6.5, 7.2, 14, 9, 16, 1, 5. Rồi, ok. 6, 5, 6, 7. 7.560.000. 7.560.000 đó. Trong một năm đó mình đi khám bệnh, mà nếu như mà mình trả cái số tiền mà lên đến 7.560.000 rồi đó, như nói ví dụ vậy. Mà nếu mà anh chị mà phát sinh bệnh nữa đó, bệnh ung thư nữa đó, là hết rồi, không thanh toán gì hết đó. Bệnh viện nó lo hết, tiền thuốc, tiền men, tiền khám bệnh lo hết luôn, bệnh viện lo hết luôn. Sướng không? Ở Việt Nam có không? Ở Việt Nam có không? Không đâu. Ta nói vô mà không có tiền là chết. Mà đi vô trước tiên là tiền vô trước đi. Mình đã bệnh, mình đã nghèo rồi mà còn tiền vô trước đi, không có tiền vô là chết đó, nắm chắc cái chết trong tay rồi đó. Người giàu cũng vậy luôn nha, đừng có nói ở Việt Nam giàu là sướng ha, vô trong bệnh viện mà không có tiền đặt cọc, không có tiền mà gọi là gì? Tiền gì ta? Tiền gì anh chị? Tiền đặt cọc hả? Tiền đặt cọc phải không? Cái tiền gì đó? Tiền tạm ứng. Tiền tạm ứng. Vô mà không có cái tiền tạm ứng nó trước đi, thử nó cho vô nhập viện không? Nó cho nhập viện không biết liền à, không có đâu nha. Trời vô 42 năm giải phóng rồi, bây giờ tiền. Lãnh đạo xong rồi đất nước không có xây dựng lên, không có phát triển lên, toàn là cái gì mở miệng ra tiền không à. Đầu tiên là tiền đâu? Đó, hỏi sao tôi không chửi, tôi không la, tôi không nói. Rồi bây giờ những cái đứa trẻ nhỏ nó vô bệnh viện, nó không có lao động, nó không kiếm được tiền, tiền ở đâu ra? Vậy đó, bây giờ cha mẹ đã nghèo khổ rồi, đẻ tụi nó ra rồi anh chị không? Không có tiền cho bệnh viện, bệnh cái nằm chờ chết luôn. Ở Việt Nam bao nhiêu đứa trẻ nhỏ chờ chết luôn, tội không? Đáng lẽ những trong bệnh viện bên Na Uy này, những đứa trẻ nhỏ đó nó được ưu tiên cứu chữa này kia nọ, vô là cái sức khỏe tính mạng của con người quan trọng nhất nè. Nó vô là anh chị cần gì không cần biết gì nào, là nó vô nó chăm sóc, nó phải cứu anh chị trước cái đã, nó phải cứu anh chị trước cái đã. Xã hội Việt Nam 42 năm giải phóng, 43 năm giải phóng rồi đó, vô tiền đâu? Đầu tiên tiền đâu? Đó, là anh chị thấy biểu sao Dương không lên tiếng không? Tại vì Dương Việt Nam Dương đâu có biết đâu. Mình cũng nghĩ giống như các bạn trẻ ở Việt Nam á, nó có nhiều người nó đi bệnh viện bên Úc không tốn một đồng luôn kìa. Ở bên đây còn phải trả một năm bao nhiêu, mấy ngàn cù đùn ne, tính ra khoảng nào cho Dương cho 8 triệu tiền Việt Nam đồng đi. Một năm mà nếu anh chị mà trả cái mức đó mà nó phát sinh hơn nữa, anh chị không cần trả nữa, bên Úc không trả luôn kìa. Thấy không? Mà mình ở trong Việt Nam mình không biết, mình không thấy. Các anh chị các bạn nó trời, đất nước Việt Nam nó nghèo lắm, nó mới trải qua chiến tranh, ai làm nên chiến tranh, ai làm nên cớ sự này. Tự nhiên ngày xưa miền Nam Việt Nam thanh bình, đi học không có đóng tiền, uống sữa miễn phí luôn, không đi học cũng không có đóng tiền này kia nọ luôn, sung sướng ơi là sung sướng. Bây giờ giải phóng xong rồi cái gì cũng tiền hết, tiền quá trời tiền luôn, mà làm như cái xã hội Việt Nam nó giàu có lắm vậy? Không có giàu đâu, nghèo thấy mồ nội luôn, mà càng ngày người dân càng nghèo, chứ người dân đâu có khá hơn đâu, anh chị thấy không? Bây giờ nhà cửa nếu mà so với thời trước đó, ok có. Ngày trước đó, anh chị coi nó phát triển tỷ lệ nghịch nè. Ví dụ cách đây 20 năm á, là cái kinh tế Việt Nam nó còn nghèo, chứ nói ví dụ vậy. Mà anh chị mở cửa ra coi nhà có mất không? Các bạn mở cửa ra coi nhà cửa có mất trộm không? Cách đây 20 năm đó, coi có mất trộm không? Bây giờ kinh tế Việt Nam nó giàu chứ gì, mở cửa ra thử coi. Để coi các anh chị coi thấy nó tỷ lệ nghịch. Nó gọi là giàu hay nghèo? Các bạn cho tôi biết là giàu hay nghèo. 20 năm trước á, nó có nhiều anh chị comment kìa, 20 năm trước á, nhà cửa mở cửa pha ca, không có gì để mất hết. Nhà giàu mở cửa cũng vậy, không ai thèm lấy á, trong đây không ai thèm lấy hết. Ví dụ vậy, bây giờ giàu lắm, nhà tường này kia nọ xây kiên cố lắm, mà càng kiên cố càng bị cậy cửa, càng kiên cố càng bị lấy tài sản. Ủa vậy là gọi là giàu hay là nghèo? Bây giờ ở Sài Gòn đó, bây giờ người ta sống ở Sài Gòn mà Tết người ta muốn về quê đó, người ta làm một chục cái ổ khóa ở bên ngoài luôn. Người ta làm hả, nào là camera quay ghi hình, nào là ổ khóa điện tử, ta nói nhận diện qua cái khuôn mặt tùm lum tà la, rồi vân tay tùm lum tà la, mà cãi là cãi. Cái đó gọi là hòa bình đó hen, cái đó gọi là một đất nước hòa bình đó hen, mà bao nhiêu bạn trẻ vẫn u mê, bao nhiêu bạn trẻ vẫn gọi là mụ mị, không có nhìn ra được. Đó, thấy không?
Nhìn lại đi, hỏi ông bà cha mẹ của mình đi, ngày xưa cách đây 10 năm, 20 năm á, thử coi thời trước sống làm sao, giờ sống làm sao. Ừ, nhà cửa ngày xưa nhà lá đó, bây giờ xây bê tông cốt thép đó, mà cục điện bây giờ không có cốt thép đâu, xi măng không, rỗng tết ở bên trong, gió thổi một cái đồn ngã xuống ở trong rỗng tết. Hả, toàn xi măng ở bên ngoài không, mà ở trong không có sắt thép gì trong hết trơn. Nó ăn hết rồi, nó không? Cột điện mà nó cũng ăn nữa mà. Mạng người sát người, trẻ em bệnh tật mà nó cũng ăn nữa mà. Bây giờ nó dùng tính mạng của trẻ em mà để nó đổi chác nữa mà. Thấy kinh khủng không? Đó. Ngày hôm nay tháng 4 này tôi muốn nói vấn đề này nè, nhiều chuyện lắm. Hỏi làm sao mà tôi một cái người ở bên ngoài tôi lên tiếng. Mày hả? Mày mới ra nước ngoài mày đặt mày chống mày chửi. Tốt đi, không có che đậy đi, không làm tôi bất ngờ tôi đâu có chửi. Không làm tôi bất ngờ tôi đâu có chửi bà nội cha, tôi không tưởng tượng hỏi tôi bị suy sụp, tôi khủng hoảng tinh thần, tôi bị bất đó. Quá lạ ta, sao kỳ vậy ta? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, sao bao nhiêu năm trời tôi ở Việt Nam tôi làm tôi kiếm tiền mà tôi đâu có gây tội lỗi với quốc tế đâu trời. Tôi đâu có gây tội với Singapore đâu mà sao tôi đi lần đầu tiên mà tôi đi qua Singapore du lịch tôi gặp khó khăn như thằng ôn vậy nè trời. Chuyện gì xảy ra với tôi? Bao nhiêu năm trời tôi không quan tâm tới chính trị, đến rồi ngày hôm nay tôi ra đường tôi cầm cái passport tôi đi du lịch, tôi đi tôi gặp khó khăn. Trời ơi, đi tới sân bay Singapore thôi nó nhìn tôi. Nó nhìn từ trên đầu nhìn xuống dưới chân luôn á. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Chân tôi mà có ghẻ có lở gì nó thấy luôn đó anh chị. Nó nhìn cái giống gì mà nó nhìn giống như là ngày xưa tới giờ nó chưa được nhìn người Việt Nam mà. Tôi nói ủa kỳ vậy ta. Tôi đó giờ tôi đâu có làm gì nên tội đâu, tôi đâu có phạm pháp gì đâu trời. Xong mà tự nhiên tôi đi qua đây kiểm tra tôi dữ. Trời, đi vô tới sân bay Singapore mà tôi run cầm cập, tôi sợ nó không cho tôi vô. Tôi phải bay về đó anh chị, buồn không? Đó, hậu quả của mình 42 năm, 43 năm không tham gia tới chính trị để cho mặt Cộng sản Việt Nam làm gì làm, mặt cho lãnh đạo Việt Nam làm gì làm, đầu đất không? Đầu đất không luôn. Buồn không? Nói nữa, nói hoài, chửi hoài. Rồi một số người nói, mày chửi vậy đó, em chửi vậy, em không có còn cái cửa về Việt Nam đâu. Đúng rồi, chỉ có xã hội Việt Nam mới vậy thôi. Đó. Làm sao mà đất nước Na Uy nó cũng biết luôn, bây giờ là chính phủ Việt Nam hả, gọi là vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, trầm trọng luôn. Uống miếng nước anh chị. Các bạn nghiên cứu về bảo hiểm bên Na Uy đi anh chị, sẽ thấy bên Úc nữa, bên Canada nữa, bên Đài Loan nữa, bên Singapore nữa. Rồi bây giờ tôi không tức, đáng lẽ là tôi không tức nha, đáng lẽ là Dương không tức. Tại vì sao? Tại sao Dương tức? Trời, có một cái chi tiết này làm Dương tức nè. Tại vì sao mà ngày xưa Singapore nó không có bằng Việt Nam? Mà tại vì sao ngày xưa thủ tướng của Singapore mà đi qua Việt Nam mà lại trời ơi, tôi ước gì Singapore được trở như Sài Gòn. Đó, mà cái thời đó là thời nào các bạn biết không? Thời năm 60, 70 lận. Mà người ta ước như Sài Gòn là anh chị biết ngày xưa Sài Gòn phát triển cỡ nào rồi đó. Có một cái đó thôi mà làm tôi nhức đầu đó anh chị. Mà bây giờ đi qua Singapore đi. Đi qua Singapore đi anh chị coi Singapore. Không có một miếng rác luôn. Đi đường Singapore không có một miếng rác luôn. Nó đẹp ngất ngay con gà tay. Tôi nói Singapore thôi nha, chứ tôi không có nói là Na Uy nữa nha. Tôi không có nói Na Uy nữa. Nói Na Uy người ta nói tôi so sánh cặp khiển nha. Na Uy là tôi không có so sánh à. Na Uy là tôi đang muốn nói là tôi cho cái sự khác biệt thôi à. Tôi muốn cho nhìn ra thôi. Tại vì tôi không thể tới Singapore để tôi quay cảnh được. Tôi phải quay cái cảnh của Na Uy thôi. Chứ tôi không có khoe nè. Qua Singapore đi rồi mà thấy. Trời ơi, không tưởng tượng nổi luôn. Singapore có chút tí thì đi. Mà nó phát triển. Mà dân Singapore bây giờ là nó đi VIP nha. Đi qua chỗ hải quan là trời ơi mày đi qua đi. Vasugu tao mời mày đi luôn. Đi lẹ lẹ lên. Ưu tiên nữa. Sướng không? Trời ơi, cái thu nhập của Singapore nó cao lắm luôn. Sướng chưa? Mà ngày xưa thằng Singapore ước như Sài Gòn là anh chị biết cái thời đó là Ngô Đình Diệm tổng thống của chúng ta làm được nên cái chuyện như thế nào rồi. Trong giai đoạn loạn lạc, trong giai đoạn chiến tranh, trong giai đoạn bất ổn như vậy mà tổng thống của chúng ta làm nên được một cái sự thay đổi mà cả thế giới phải kinh ngạc. Thế giới kinh ngạc không tưởng tượng trong thời gian quá ngắn mà tổng thống Ngô Đình Diệm làm nên một cái biến đổi như vậy luôn. Đó. Rồi giờ 42 năm rồi nha. Cái giai đoạn của tổng thống Ngô Đình Diệm có 9 năm mà. Có 9 năm thôi đó nha. Mà bây giờ 42 năm, 43 năm rồi các bạn nói trời ơi Việt Nam. À, chị ơi, chị cứ nói thế hoài, Việt Nam còn đang hả mới vừa hết chiến tranh. Bây giờ anh chị nhân cái 9 x 4 bằng 6. 9 x 5 45 phải không? Năm nay 43 năm rồi đó, còn 2 năm nữa là 5 lần. 2 năm nữa là 5 lần rồi đó.
Mà tại sao ngôi đình diệm của chúng ta, tổng thống của chúng ta ngày xưa lên có 9 năm mà làm thay đổi biết bao nhiêu là thay đổi. Còn bây giờ 42, 43 năm rồi, tao nói càng tệ mà ngộ lắm. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào xong rồi bây giờ ở Việt Nam á, tao nói đi đâu cũng tiền không, cha chém con chém mẹ, chém tao nói chém tùm lum tào lao hết. Công an, quản lý trật tự đô thị, tao nói hất đổ đồ của người buôn bán hàng rong, tao nói đủ thứ các kiểu hết. Người ta làm ăn, gọi là giống như người ta làm ăn gọi là gì? Làm ăn chính đáng, người ta làm ăn chân chính, người ta không có con đường sống. Quản lý trật tự đô thị chạy ra hút đồ, giục lên xe, quăng đạp 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 đạp. Không cần nghĩ đến ngày mai người ta sống như thế nào hết á. Nó một cái xã hội vô lương, một cái bộ máy tàn nhẫn vô nhân đạo không? Rồi bây giờ bên một mặt là phá hoại cái đời sống của người dân, một mặt vơ vét tiền của người dân. Bên cạnh đó anh chị thấy không? Bây giờ nó đạp đổ xe của những người bán hàng rong, nó chà nó đạp, không, nó phá hoại như vậy. Bên cạnh đó cái người bán hàng rong đó, người ta phải mua gạo người ta ăn, mà mua gạo mắc mỏ, người ta phải đổ xăng nữa. Rồi người bán hàng rong đó phải đưa tiền cho những cái vị quan lớn, để những cái vị quan lớn nó ra nước ngoài mua nhà ở, nuôi con nuôi cái, ra nước ngoài mua nhà định cư. Tàn bạo không? Chưa có một xã hội nào tàn bạo vô nhân đạo vậy. Tôi chửi, tôi nói hoài luôn, đừng có nói tôi là tại sao ra nước ngoài, tôi chửi vậy. Chưa có một cái xã hội nào mà tàn bạo như cái xã hội Việt Nam luôn, nói vậy đó. Tức che đậy tôi, che mắt tôi ba mươi mấy năm trời, tôi sống ở trong Việt Nam tôi bị che quá trời luôn, tôi không thấy gì hết trơn trời á. Họ ra nước ngoài tôi la làng lên, tôi la rồi tôi chết tôi cũng chịu nữa. Không, tôi la xong một lát tôi tắt thở tôi chết tôi cũng chịu nữa. Lương thì thấp, lương có ba cọc ba đồng thôi, mà vô bệnh viện tiền quá trời, mà ung thư một cái mấy chục triệu anh chị, trả gấp mấy, nói gấp mấy lần gì. Ở Na Uy này người ta còn được đi du lịch, thấy không, người ta mua nhà mua cửa, người ta trẻ trẻ thì mua nhà thì mua cửa hết trơn, rồi mua xe luôn, đi xe hơi không, đi du lịch khắp nơi. Bệnh viện á, nhiều khi mà bệnh nặng cũng không có lo nữa, không. Còn Việt Nam á, vô anh chị tưởng tượng coi, một năm anh chị đóng tới 8 triệu bên Na Uy là anh chị ngừng lại nè, bao nhiêu cái chi phí phát sinh á là Na Uy nó trả hết luôn, chính phủ Na Uy nó trả hết luôn ha. Thì cái tiền đâu thì anh chị cũng biết rồi ha, nó trả hết. Còn Việt Nam á mà bắt bệnh ung thư một cái anh chị biết, tính này coi, vài 20 triệu là ít, bệnh ung thư 20 triệu là ít. Ông thầy của Dương ông bị tai biến thôi á, mà tới bây giờ nếu mà tính số tiền ông đi điều trị ông ngồi tại chỗ 400 triệu là có thể hơn luôn rồi đó. Từ năm 2007 cho tới bây giờ 11 năm, 400-500 triệu chỉ là bệnh tai biến thôi nghe, chứ không phải là ung thư nha. 400 triệu hơn rồi đó. Sao mà làm sao mà xã hội Việt Nam người ta sống cho nổi? Nói thì tôi chửi tôi phản động. Đưa người dân ở chỗ cùng, gọi là giải phóng thì phải làm cho cái xã hội người dân sống tốt hơn, chứ giải phóng làm tệ hơn. Biểu tôi không nói, ơi nói rồi có làm được gì đâu, không làm được cũng phải nói nữa. Cái xã hội Việt Nam đâu cho con người ta tự do ngôn luận đâu, đâu có cho con người ta được tự do nhân quyền đâu, cái quyền gì cũng không cho. Bây giờ cho người ta đa đảng đi, cho người ta lập đoàn lập hội đi, những người tài những người giỏi những người có cái khả năng đi, họ đứng lên họ thành lập đảng phái chính trị khác đi, họ đưa ra những cái đường lối, những cái chính sách mới đi, họ sẽ giúp cho cái xã hội Việt Nam phát triển. Bây giờ cái đảng cộng sản Việt Nam nó ngu như heo vậy á, rồi cứ ngồi nó hoài luôn. Làm những cái, nó làm dự án bao nhiêu dự án treo để biết bao nhiêu tiền trong đó người dân, thay vì người dân đi vô trong bệnh viện có những cái chính sách cho những người bệnh đó, đúng không anh chị? Lấy cái tiền nó bỏ vô dự án treo xong rồi bây giờ không có tiền để làm tiếp nữa anh chị, làm cái dự án bỏ dở chừng, biết bao nhiêu tiền đầu tư trong đó. Nhưng mà ngược lại biết bao nhiêu đứa trẻ trong bệnh viện chờ có tiền để khám bệnh, chờ có tiền để chữa bệnh, để giải quyết những cái bệnh tật của mình thì không có tiền. Bắt người nhà phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền, chạy ra nhờ nước ngoài giúp đỡ, những cái nước bên nước ngoài gọi là giống như gọi là nhân đạo người ta giúp đỡ. Còn Việt Nam, những người lãnh đạo Việt Nam thì làm dự án treo, công trình treo, vẽ ra biết bao nhiêu dự án để rồi bỏ tiền vào trong đó, một mớ bỏ vào túi đem ra nước ngoài để mà tiêu xài nữa. Rồi anh chị, nếu anh chị là Dương anh chị có im lặng được không? Các bạn là Dương các bạn có im lặng được không? Một năm mà các bạn ở bên Na Uy này các bạn trả 8 triệu đồng thôi à, mà các bạn có bệnh ung thư, các bạn có thay tim thay gì này chăng nữa, mấy trăm triệu chăng nữa thì đã ở bên ngoài người ta lo hết rồi. Còn ở Việt Nam là tự bản thân vận động hết, cho nên bán nhà bán cửa là như vậy đó. Mà xã hội Việt Nam mà bệnh tật ung thư bán nhà bán cửa là như thế đó. Các bạn ở Việt Nam các bạn giàu có đó, các bạn đừng có mừng nha. Sự giàu có ở Việt Nam không có bền vững đâu. Sự giàu có ở Việt Nam không có bền vững đâu. Anh chỉ thấy nó có trước mắt đó, nhưng mà không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Các anh chị, chúng ta giống như là một con cá nằm trên cái thớt vậy á. Tự nhiên ngày mai nó nói vô, anh làm ăn kinh doanh bất hợp pháp, nó để một cái gì đó trong nhà của mình, hoặc cái đánh thuế của mình, nó nói anh chị trốn thuế, làm không có gọi là giống như là không có rõ ràng trong cái việc thuế. Nó đánh cái đó, nó bắt của mình cũng được vậy. Bao nhiêu người tù nhân bị giam trong nhà tù cộng sản á, cái vụ cái dính cái tội thuế.
nó muốn cướp tài sản là nó cướp mà không làm được gì nó hết trơn, biểu tôi không nói. Nói anh chị có hiểu nguyên nhân vì sao mà anh chị ở tại mà chúng ta ở tại Việt Nam mà chúng ta bệnh chúng ta phải bán nhà không? Chúng ta phải bán nhà, chúng ta phải cầm cố tài sản của mình, các bạn hiểu chưa? Tại vì khi chúng ta thấy chúng ta có bệnh á, là vô bệnh viện anh chị thấy ngày nay đóng cái khoản tiền này, ngày mai đóng cái khoản tiền kia, ngày mốt đóng cái khoản tiền nọ. Đóng tiền vẫn đóng nhưng mà bệnh không có cải thiện được gì hết, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, và cuối cùng đó là mình đưa, tại vì mình con người của chúng ta không có nỡ lòng nào thấy cái người thân mình chết hết đó, cho nên sẽ chạy vậy, sẽ điều trị đến hơi thở cuối cùng luôn. Mà càng điều trị như vậy anh chị, chi phí nó càng phát sinh mà tình hình sức khỏe của người thân của chúng ta càng trở nên tệ hơn, xong rồi cái người nhà của chúng ta cũng chết, để lại mớ nợ trả nợ mắc gió luôn, trả nợ mắc gió mắc dịch luôn. Hỏi các bạn, hỏi những anh chị ở nước ngoài đi, anh chị mà các bạn trẻ mà chửi người ta phản động lưu vong á, con người ta có bán nhà không, con người ta có bán cửa không, người ta có bán vợ đỡ con không, rồi xong người ta, cái người nhà mà có chết người ta có để nợ lại không, hay chính phủ người ta lo? Trời ơi, chính phủ người ta lo cho đời sống của người dân người ta dữ lắm anh chị ơi, chứ không phải chính phủ Việt Nam đâu. Chứ nói thiệt luôn. Mà ngày xưa ở trong nước chứ không có biết gì hết á, chứ không có hiểu gì hết trơn, chứ không biết gì luôn. Làm sao mà biết được? Các bạn đi ra bên đây đi, các bạn sống, các bạn tìm hiểu về luật pháp bên đây đi. Cái chính phủ của người ta ra những cái quy luật dành cho công dân của người ta tốt ơi là tốt. Tôi không nói là cái người nào người Việt Nam phải ra nước ngoài sống khổ, chúng ta không nói như vậy nha. Các anh phải hiểu, các bạn phải hiểu. Chúng ta là những cái người mới, chúng ta ra nước ngoài chúng ta sẽ khó khăn. Dương không có đề cập đến cái chuyện này, tại vì chúng ta là những cái người ở công dân của những nước khác tới đây. Trong giai đoạn đầu chúng ta phải học tập, phải thích nghi với tờ văn bản này kia nọ, đủ thứ chuyện, cái chuyện đó tôi không nói. Mà tôi chỉ nói là cái chính phủ của người ta xây dựng ra những cái luật pháp, những cái quy định và những cái chính sách cho công dân của nước người ta. Chứ không phải tôi nói cái người Việt Nam của mình. Đừng nói trời ơi Việt Nam lên nước ngoài sống khổ thế bà luôn mà bày đặt khoe khoang. Tôi không có nói như vậy à. Ý tôi không có khoe khoang như vậy. Tôi chỉ nói là cái chính phủ của người ta xây dựng luật pháp và xây dựng cái phúc lợi xã hội tốt cho công dân của người ta. Nó phải hiểu cái chỗ này. Chứ đừng có đánh vô cái chỗ mày đi ra nước ngoài mày cực với mồ nội này kia nè. Đó là lộn nhầm lẫn nha. Là ăn đồ độc hại dữ lắm rồi đó. Cho nên mới nhầm lẫn cái khái niệm. Mới nhầm lẫn cái ý tôi nói. Tôi nói cái mỗi một quốc gia có một cái chính phủ, đúng không? Có một cái nền hệ thống luật pháp riêng. Mà họ xây dựng cái luật pháp đó cho ai? Cho công dân của người ta. Mình là những người đi đến đây, mình ở ké. Mình là những giống như những cây tầm gửi vậy đó. Mình tới đây mình ở ké, không? Tùy theo người đó sống ở đây nhiều năm. Sống nhiều năm thì nó ổn định rồi. Còn nhiều người mới sang giống như tôi thì nó chưa có ổn định, còn phải học. Học ngôn ngữ thì tôi không có nói cái chuyện người Việt Nam ha. Tôi đang nói cái luật pháp nó xây dựng ra cho cái xã hội của người ta. Tại sao Việt Nam mình không xây dựng nên cái xã hội đó, xây dựng nên cái luật pháp đó? Có luật pháp có lắm luôn, nhiều lắm luôn, như một cái rừng vậy đó. Luật pháp ở Việt Nam như cái rừng vậy đó, một cái rừng luật luôn. Mà sử dụng toàn là luật rừng không hà. Ngồi trong quốc hội ban hành luật dữ lắm luôn. Mà tới chừng đụng chuyện là dùng luật rừng không luôn. Không có dùng luật của con người mà dùng. Anh chỉ biết rừng là cái gì, ai sống ở trong đó không? Rừng là cái gì sống ở trong đó không? Không. Ngày xưa thời kỳ mà công xã nguyên thủy, mà thời mà gọi là thời kỳ đồ đá đó hen, thì con người chúng ta sống trong hang, trong hốc này kia nọ. Mà bây giờ xã hội, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, chúng ta xây sống trong nhà biệt thự này kia nọ rồi. Nhưng mà xài luật rừng không hà. Xài vậy đó. Ngộ lắm. Đi, ngày xưa mình học lịch sử là mình được tiến hóa từ loài vượn người, phải không? Bây giờ bao nhiêu năm trời rồi mà bây giờ mình vẫn xài luật của rừng. Anh chị thấy kinh khủng chưa? Không. Tôi nói hả, người ta lên tiếng đấu tranh cho vấn đề dân chủ nhân quyền, bị bắt, bỏ tù, dán cho cái âm mưu là chống phá lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam, đúng không? Luật gì đó, anh chị coi cái luật của Việt Nam đi. Con người được quyền tự do, bình đẳng, tự do ngôn luận nha. Không ai được can thiệp mà ngang, đọc luật đi, đọc hiến pháp đi, sẽ thấy. Vậy mà ngày hôm nay bao nhiêu người tù nhân trong nhà tù Cộng sản bị bắt, họ dùng luật gì vậy? Căn cứ vô luật ở Việt Nam đi, có nói đó đúng không? Luật rừng là luật gì anh chị hiểu rồi hen, không? Quốc tế mà còn cảm thấy luật cái Việt Nam mà quá kinh hồn mà. Ừ. Nói hoài. Ừ. Khỏi cần hăm dọa tôi nói hoài luôn. Ở trong nước á các bạn, nhìn cái tình hình ở Việt Nam nó mù mờ lắm. Thôi các bạn thấy trời đất ơi, tại sao chạy xe mà các bạn đi xe hơi phải không? Tự nhiên đằng trước á có mấy người mà chở cái cây dài dài, thiệt là dài đó hen. Nó chạy nó vác cồng kềnh mà người ta đi ung dung vậy. Tôi đố ra nước ngoài dám làm. Mà ở nước ngoài người ta cũng không có làm vậy nữa. Ở nước
ngoài á, người ta làm việc người ta cũng mới làm vậy nữa. Từ những cái người ta làm xong thì bỏ vô cái hộp cho nó gọn gọn lại, không để các bạn tiện các bạn trở về nhà xong các bạn mở ra các bạn lắp ráp nó vô, chứ không có để cái kiểu vậy. Ở bên đây cũng vậy nè, các bạn mua cái bàn, mua cái tủ, mua cái ghế, tôi cố các bạn thấy nó chở cái bàn, nó chở cái tủ, nó chở cái ghế, nguyên cái đồ như vậy đi về nhà. Các bạn đi vô những cái cửa hàng bán đồ trang trí nội thất, các bạn tôi đố các bạn mà thấy không bao giờ. Nó thiết kế rất là hay là bởi vì sao? Cái xã hội của người ta nó tôn trọng, nó phát huy, nó tận dụng cái chất xám, anh chị biết. Nó thiết kế cái bàn mà anh chị biết con ốc đồ này kia nọ để về ghép á, trời ơi nó vừa khích luôn. Nó để đồ trong cái bịch đó hả, bao nhiêu con ốc, bao nhiêu con vít ở vị trí nào nó làm vừa khít luôn, không tưởng tượng nổi luôn. Nó thiết kế cái nhà vị trí đặt đồ trong cái nhà cũng vậy nữa. Tại vì sao? Tại vì xã hội của người ta tận dụng chất xám, tại xã hội của người ta phát huy tận dụng cái tuổi trẻ. Việt Nam không có đâu, không, cho nên nó chở cây chở nhôm đồ dài sòng sọc chạy ra ngoài đường. Mà các bạn đừng nói là cái do nó do con người Việt Nam. Từ đâu? Ở bên nước ngoài không phải con người ha. Ở Úc không phải con người, ở Mỹ không phải con người, ở Na Uy không phải con người. Chắc bên mấy nước này con khỉ hết hay sao? Mà khỉ này sao tiến bộ dữ vậy? Mà khỉ ở Việt Nam tiến bộ không nổi, đúng không? Bao nhiêu năm trời rồi mà bên nước ngoài, nếu mà dựa theo gọi là những cái gì học ở tại Việt Nam á, dương học ở tại Việt Nam, tại con người tiến hóa từ loài vật người mà, phải không? Mà tại sao bên ngoài người ta tiến hóa mà tại sao cái xã hội người ta vậy, còn Việt Nam tới hiện giờ tiến hóa không nổi, không tiến hóa nào không nổi luôn. Rồi tôi nói cái ráng ở đó chửi đi, ráng ở đó chấm cộng đi, 43 năm nữa nói vậy cũng nói nữa. 43 năm nữa rồi sao? Nếu mà xã hội Việt Nam nó không thay đổi 43 năm nữa rồi sao? Các bạn không có được đi chơi, không được đi chơi thoải mái, cũng đi được nữa, nhưng mà ai đi chơi nó, các bạn nhìn đi, cái xã hội người ta bình đẳng với nhau á, không phải ca sĩ nổi tiếng được đi đâu hen. Cái xã hội người ta bình đẳng á, không phải những ca sĩ nổi tiếng, những người có tiền mới được đi du lịch đâu hen. Tôi qua bên đây nè, tôi đâu có tiền nhiều đâu mà tôi có thể đi đây đi kia đi chơi luôn á. Nó bình thường, người dân họ thu nhập bình thường, họ có thể đi khắp mọi nơi. Người dân Nam Quy này đó, họ đâu có nói là mày phải có tiền mày mới được đi qua Mỹ à nha. Hỏi anh chị hỏi coi người Na Uy có phải vậy không? Không có nha. Mày miễn mày là công dân của Na Uy, mày muốn đi qua Mỹ phải không? Mày lên trên mạng mày xin cái ESTA gì đó, mày điền cái đơn vô rồi mày đi qua Mỹ thôi. Ngày trước là đi qua Mỹ không cần điền luôn. Đó. Còn Việt Nam mình ha, 43 năm nữa đi. Là lúc đó hả? Lấy cái passport đó mà đem đi đâu á, chứ đừng có nói đi ra nước ngoài, ở trong Việt Nam luôn đi, chơi mình luôn đi, không? Bây giờ Campuchia mà còn nghỉ chơi. Đó. Hỏi buồn không? Hỏi các bạn là công dân Việt Nam các bạn buồn không? Tôi còn là công dân Việt Nam nha. Tôi là công dân Việt Nam, quốc tịch Việt Nam đàng hoàng luôn nha. Nghe không? Đừng nói là mày ra nước ngoài rồi mày không có quyền nói về Việt Nam. Cái luật nào mà cấm tôi vậy? Tôi còn là công dân Việt Nam rõ ràng luôn. Bây giờ mà tôi có bị gì là tôi phải về Việt Nam đó. Và tôi bị có giống như là theo luật của Việt Nam á, tôi là con phản động này, chống phá chính quyền nhà nước Việt Nam mà tôi bị xử theo luật của Việt Nam đó. Vậy tôi có quyền lên tiếng cho những bất công đó không? Những đó là sự mất mát của tôi mà. Ủa tại sao tôi ra nước ngoài tôi bị xem thường? Ủa tại sao tôi ra nước ngoài tôi đứng tại sân bay Singapore mà tôi bị nhìn lên nhìn xuống? Ủa tại sao như vậy? Ủa tại sao đồng tiền Việt Nam của chúng tôi mang lên nước ngoài không xài được? Tôi được quyền ủa chứ. Tôi được quyền ủa chứ, phải không? Đất nước Việt Nam không có của riêng ai hết trơn. Đất nước Việt Nam là của chung và trong đó có của tôi. Ông bà cha mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở đó. Không, không có của riêng ai, không ăn được quyền cấm tôi về Việt Nam hết trơn. Nói mình đừng có về Việt Nam nữa, lấy quyền gì cấm. Nhà tôi, đất nước của tôi, đất của tôi có ở Việt Nam, nhà tôi có Việt Nam lấy gì cấm tôi. Tôi là công dân Việt Nam tự nhiên cấm tôi. Trời ơi, nó ngẩn. Mày đừng có về Việt Nam nữa nghe, lấy cái quyền gì cấm. Mấy anh chị đâu có sinh ra tôi đâu. Tôi cha mẹ tôi đẻ ra, ông bà tôi tạo ra tôi mà lấy quyền gì cấm tôi. Bởi vì sống trong cái xã hội độc tài cộng sản Việt Nam, nó không có nghe được những cái lời gọi là trái ngược với nó cho nên nó cấm. Cấm vậy đó, cấm nó hoài. May 4, 1975. Hàng triệu đồng bào phải ra nước ngoài ở lưu vong. Tôi không biết gì hết trơn. Trời ơi, tôi sợ gần chết luôn. Lúc trước ban đầu tôi trong nước tôi sợ lắm. Mấy anh chị ở nước ngoài về Việt Nam, tôi né như gì. Mỗi lần nói về tới lá cờ vàng, bà sọc đỏ, tôi né như gì luôn. Tôi né như gì luôn á, tôi sợ lắm luôn. Rồi bây giờ tôi được cái cơ hội tôi ra nước ngoài tôi mới hiểu. Nói thấy không? Có người hỏi nữa kìa. Chị nói nhiều như vậy có được gì không? Có người hỏi nữa kìa, thấy không? Các em theo các em hiểu. Chị nói như vậy các em có nhìn được gì không? Các em ít ra các em phải nhìn được. Mà các em nói các em không nhìn được là cái đầu của các em bị hư luôn rồi. Chị nãy giờ chị nói chi tiết nhiều lắm luôn mà các em không nhìn ra được nữa là các em bị hư não luôn rồi.
Chị nói là cái vấn đề ở bên nước ngoài, khi mà chị nói tới vấn đề bệnh viện, phải không? Thì ở bên Na Uy này các bạn điều trị đến mức độ nào thì chính phủ đã lo hết luôn. Nếu mà các bạn bị ung thư này kia nọ, chính phủ đã lo hết. Rồi có nhiều cô chú anh chị ở trong đây comment, ở bên Canada cũng vậy, ở bên Úc cũng vậy, ở bên Mỹ cũng vậy, hay này kia nọ, nước khác cũng vậy. Đó, thông tin này là các bạn mở rồi. Mà các bạn hỏi như vậy, nói như vậy để được cái gì không? Mà các bạn hỏi tôi là đi uống thuốc đi, đi vào bệnh viện nào đó, bệnh viện nào đó nằm trên đường Võ Văn Kiệt đó, cái bệnh viện dài dài, cái bệnh viện gì đó, bệnh viện gì ta, bệnh viện nhiệt đới hả, cái bệnh viện gì vô trong đó thì chị đi, tôi không biết nữa, không được cũng phải nói luôn. Nước giàu sao so với nước nghèo được chị? Nước giàu so với nước nghèo được chị? Nước giàu sao so với nước... Vậy các bạn cho tôi hỏi cái Việt Nam, miền Nam Việt Nam ngày trước là nghèo hay giàu? Miền Nam Việt Nam ngày trước là giàu hay nghèo? Bây giờ miền Nam Việt Nam bây giờ nè, bây giờ nhìn đi, bây giờ không so sánh đâu xa, tôi so sánh trước và sau thôi nha. Bây giờ tôi so sánh xa xôi, các bạn nói tôi là trời ơi, tại sao mà chị cứ so sánh vậy hoài chị? Tại sao mà chị cứ so sánh Việt Nam với Na Uy hoài? Việt Nam sao so sánh được này kia nè. Bây giờ ok, tôi không so sánh nữa. Tôi không so sánh, tôi không nói Việt Nam với lại Na Uy nữa nha. Tôi nói lại. Nhìn lại cái miền Nam Việt Nam trước và sau năm 75 đi. Rồi, ok, hỏi bạn. Tại vì sao mà ông bà của mình ngày xưa nói trời ơi, sống ngày trước bệnh tật không có nhiều giống như bây giờ đâu con. Trả lời giùm tôi đi. Cái này là ông bà nói nghe. Tôi hỏi ông bà đàng hoàng luôn. Tại vì ở Việt Nam á, sau này tôi thấy bệnh tật nhiều quá, trẻ hóa bệnh tật nhiều quá, tôi sợ quá. Tôi mới chạy đi vòng vòng. Cái tính của tôi là tôi nhiều chuyện, mà tôi nhiều chuyện đúng, chứ không phải tôi nhiều chuyện tào lao. Chứ tôi không có đi nhiều chuyện cái kiểu mà mày hôm qua mày thấy không, cái thằng đó nó chở con nhỏ đó đó, rồi hai đứa nó giận nhau, nó chia tay, rồi tao thấy cái thằng đó nó chở con nhỏ khác, rồi tao thấy con nhỏ kia nó buồn. À, chuyện này là không bao giờ nha, tôi không bao giờ tôi hỏi mấy cái chuyện này. À, tôi tám thì tôi có tám thiệt, tôi có nhiều chuyện thì tôi có nhiều chuyện thiệt, mà tôi nhiều chuyện chuyện khác. Ừ, tôi chạy tôi kiếm hỏi mấy người lớn không, mà cái tính của tôi khoái nói chuyện như người lớn lắm, ngộ vậy đó. Chú, cô, bà cho con hỏi là ngày xưa đó, cái thời mà trước xưa xưa nữa đó, thời cũ ngày xưa 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 đó, bà cho con hỏi là ngày xưa bệnh tật có nhiều giống giờ không, sao mà con thấy giờ sao mà gì 30 tuổi mà con thấy bệnh tật ung thư chết quá trời, cái sớm con tao nói tuần lễ chết, tao nói hả chết bao người luôn. Trời ơi, người ta nói làm gì, mấy bà nói làm gì có, ngày xưa người ta sống rau củ quả sạch lắm, ngày xưa ăn này kia nọ nhưng mà đâu có bệnh tật giống như giờ, này sao bệnh giờ bệnh tật, người ta nói, người ta biết. Người ta biết bây giờ bệnh tật nhiều, ung thư nhiều mà người ta không biết cái nguyên nhân mới ác. Người ta không biết nguyên nhân, ghê không? Ngộ chưa? Hỏi đi, bây giờ mấy bạn trẻ mà không tin hỏi về, hỏi mấy người lớn lớn đi. Người ta hiểu đó, người ta nói ngày xưa sống á không có bệnh tật nhiều giống như bây giờ, mà bây giờ bệnh tật nhiều mà người ta không biết cái nguyên nhân nằm ở đâu á, làm sao biết được? Thông tin nó đưa cái gì đâu không, làm sao biết được? Thông tin lên mạng đưa gì đâu không? À, Việt Nam là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Ừ, Việt Nam là một trong những quốc gia có nền giáo dục hiện đại nhất thế giới. À, Việt Nam là một trong những quốc gia có passport quyền lực nhất thế giới. Nó toàn nói vậy không? À, Mỹ khủng bố, Đức khủng bố, giết chết bao nhiêu người, ABC các kiểu. Chứ bao giờ có bao giờ dám lên nói mà ngày hôm nay các bạn bị ung thư nhiều như vậy là bởi vì các bạn ăn đồ ăn độc hại nhập từ Trung Quốc qua. Và ngày hôm nay chính phủ Việt Nam á đã đồng ý cho hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam và họ không đánh thuế, có nghĩa là đánh thuế không đồng. Và ngày hôm nay á, là tàu của Trung Quốc đi vào xâm nhập đánh bắt cá trên vùng biển của Việt Nam và nhiều ngư dân của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc đánh chìm và nhiều ngư dân của Việt Nam bị bắn, bị giết trên cái vùng lãnh, gọi là lãnh hải của Việt Nam. Có dám nói không? Đâu có dám nói đâu. Nói cái gì đâu không à, làm sao mà người dân người ta biết được? Đâu có ai dám nói đâu. Cho nên người dân đâu có biết. Biết bệnh ung thư, biết chết nhiều đó mà không biết nguyên nhân vì sao chết. Đừng có nói nha, những người hiểu biết thì biết, những người dưới quê không biết. Ừ, biết chết nhiều vậy. Ơi ơi, nói chết nhiều như vậy á là do số mạng ông trời gọi đó, phải không? Ta nói trời kêu ai nấy dạ, con người ta có tới số rồi thì chết thôi. Nó ở Việt Nam thấy ghê không anh chị? Anh chị thấy nó tuyên truyền thấy ghê không? Coi bói, coi toán, coi tuổi, coi tác, nó rồi tới số rồi đó. Bữa nay nó ra đường nó bị tai nạn xe, nó tới số rồi đó. Đó, có vậy không? Không phải vậy đâu. Nhưng mà ở Việt Nam á, người ta hay dùng cái này để người ta giống như trấn an mình. Trời kêu anh nó dạ rồi, giờ không tránh được. Tôi nói cái này ra nhiều người chửi tôi lắm.
chửi tôi dữ lắm, nhưng mà tôi không có chịu vậy đâu à, ai tin cái vụ này với tôi không có tin đâu à, là do cái ý thức của chúng ta, do cái luật lệ của chúng ta, do cái cách chúng ta, người cái chính phủ của chúng ta nó dạy cái gì. Hồi nhỏ những cái người mà tham gia giao thông bây giờ 20 tuổi 30 tuổi hồi nhỏ nó họ được học cái gì, nói nghe nè, 43 năm rồi nha, đừng có nói tôi là nói chuyện vô bổ nha, 43 năm rồi nha, không đó. Mà những cái người mà chết trẻ bây giờ là 20 mấy 30 tuổi không mà nha, là học trong cái môi trường giáo dục của cộng sản đàng hoàng à nha, ý tôi nói vậy là hiểu không, có nghĩa là họ được đưa vào trong cái môi trường giáo dục đào tạo cho người ta cái ý thức tham gia giao thông từ lúc người ta còn nhỏ. Đến bây giờ 30 tuổi, 40 tuổi là người ta đã có biết cái cách tham gia giao thông như thế nào cho an toàn rồi. Không có đâu, ra đường ta nói phóng xe như điên, xe phân khối lớn chạy ầm ầm, phóng như điên luôn. Rồi chết, chết ai đau buồn, cha mẹ đau buồn, anh chị đau buồn chứ ai. Tới số rồi đó, ông trời kêu ai nấy dạ rồi đó, nói vậy đó không. Trời ơi, xã hội Việt Nam nó tiêu cực không tưởng tượng nổi luôn anh chị, tiêu cực dễ sợ lắm luôn. Không phải tới số đâu, chúng ta ở Việt Nam mà chúng ta bị tai nạn giao thông chết không phải tới số đâu anh chị, do cái luật pháp của chúng ta nó làm cho người ta, chúng ta nó không có đi vào một cái khuôn khổ. Hay cảnh sát giao thông mà họ đứng ra ngoài đường họ không làm việc cái trách nhiệm của mình, cảnh sát giao thông mà đi ra đường mục đích chính là lấy tiền thì làm sao mà người ta tuân thủ luật giao thông được, người ta chỉ đối phó thôi, là sống trong cái môi trường đó chúng ta chỉ đối phó. Đi học cũng vậy, ở Việt Nam là chúng ta đối phó với nhau không à, đi học cũng thế luôn, đi vô trường học để đối phó với thầy cô, đi ra đường chạy xe cộ đối phó với cảnh sát giao thông, chứ không phải là tự trong cái ý thức của người ta nói ừ chúng ta phải chạy giao thông như vậy, chúng ta phải tham gia giao thông như vậy để chúng ta bảo vệ những cái người đi đường. Không có đâu anh chị, không có phải như vậy. Chúng ta đi ra đường là chúng ta trạng thái đối phó không à, và chúng ta gặp những người bạn của mình lâu lâu mới gặp, cái tự nhiên nó thân thiện với mình, hỏi mày này kia nọ, họ gọi cho nó, họ gọi sáng hồi chiều bắt đầu nó đang chuẩn bị có một cái âm mưu gì đó, chuẩn bị có một sự tính toán gì đó, nó chắc nó chuẩn bị lợi dụng mình à. Phải cẩn thận, sống trong xã hội Việt Nam vậy đó. Bạn bè lâu lâu mà gặp, ê mày khỏe không, sáng chiều gọi tối là bắt đầu nghĩ rồi, tự nhiên sao lâu quá nó không gặp mình, nó gặp mình nó gọi nó hỏi dữ người ta, chắc mai nó mượn tiền mình phải không, bây giờ mình phải suy nghĩ cách, mai mà nó gọi nó mượn tiền mình nói làm sao ta, mình phải nói làm sao để cho nó mít lòng nó, có không, làm gì không. Chữa tôi khùng vậy á, nhưng mà cái gì Việt Nam cũng có hết trơn á. Tại mấy anh chị sống ở nước ngoài lâu năm, mấy anh chị không có tâm lý, mấy anh chị không hiểu thôi. Mà tôi nói thiệt, tôi sống ở bên đây 5 năm nữa là tôi quên, tôi không biết nói cái gì luôn. Nó đi có 2 năm là cái con đường ở trong kia tôi không nhớ tên nữa. Thấy không? Chuẩn quá chị Ương nè, chuẩn quá chị Dương nè, tôi nói như vậy nếu mà các bạn cho không đúng, tại sao có người nói chuẩn bị chuẩn quá chị Dương, có người chửi tôi, mấy bạn chửi tôi, mấy bạn là ai? Là cái giống dân gì? Phải không? Các bạn là giống dân gì? Cái giống dân xài luật rừng phải không? Tại sao có nhiều người ta nghe người ta ok quá chừng nè. Đó. Rồi các bạn gì nữa? Đỗ Đình Thắng Toyama này bạn cũng lì quá ha. Lì ơi là lì luôn. Bạn hỏi tôi, bây giờ tôi hỏi bạn hỏi ông bà của bạn đừng hỏi tôi. Ông bà nội, ông bà ngoại còn sống không hay là ngủm hết rồi? Mà nói thiệt ông bà tôi ngủm hết rồi. Ông bà nội, ông bà ngoại tôi ngủm hết trơn rồi, phải không? Cha ngủm luôn rồi. Tôi nhiều chuyện những người khác. Tôi hỏi mấy người khác, mấy người lớn khác, phải không? Ông bảo tôi không còn, tôi hỏi người khác đó. Hỏi rồi mới hỏi, bây giờ hỏi người ta, đừng hỏi tôi giàu hay nghèo. Tôi nghèo, tôi nói rồi mà, trời ơi, tôi sinh năm 85 mà trời, thời đó là thời bao cấp đó. Bà nội, cha ơi, tôi không may là tôi không sinh ra trước cái thời đó, chứ tôi sinh ra trước thời đó chắc tôi cũng ăn bo độn, tôi cũng biết cái cảm giác nó là sao, nó hên quá, tôi sinh năm 85. Có điều ngồi ăn cơm, gọi là ăn cơm khét, gọi là ăn cơm nấu, mà gọi là cơm mà nấu xong mà cạo rột á anh chị, không có cơm ăn mà gọi là giống như vét cơm mà cạo bằng cái nồi kêu rột đó, nó tôi đó. Đó, sinh năm 85 mà 90 cũng còn nghèo mà, phải không? 91 cũng còn nghèo. Cái giai đoạn này là giai đoạn nào? Đừng có giai đoạn này của Việt Nam Cộng Hòa nha. Giai đoạn này Cộng sản à. Trời ơi trời. Cái anh Nghĩa Eric ảnh ở bên Na Uy nè, ổng bây giờ ổng 50 mấy tuổi, gần 60 tuổi rồi. Mà ông sinh ra trước tôi, ông sống trong miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, ông sống ngày trước mà ông đi học, ông được đi học miễn phí. Ông uống sữa, người ta nói uống sữa mà ngán luôn, chạy vô toilet trốn cô giáo luôn, không dám uống sữa ngán. Còn tôi á, cái giai đoạn năm 85 á, ha, sinh năm 85 mà năm 90, 91, 92 á, ta nói nấu cơm á, cạo rột vô cái nồi nè, cạo rột luôn, trời ơi, vét cơm cháy ăn mà ngon. Nó để mà thấy cái sự khác biệt này, ủa sao kỳ vậy? Giai đoạn của tôi là giai đoạn sau giải phóng rồi, thống nhất miền Nam Việt Nam mà làm cho đất nước nó phát triển hơn, mà tôi phải ăn cơm cháy,
cơm cháy mà anh chị biết rồi, nấu nó khét mà phải không, mà không có gạo, không có tiền mua gạo ăn, nó phải cạo cạo sát cái nồi luôn rồi ăn. Trời ơi, ăn cơm cháy với nước dừa, có ai ăn cơm cháy với nước dừa không? Ở Việt Nam có nước dừa, các anh chị có ăn vậy chưa? Trời ơi, nấu cơm xong rồi múc nước dừa, chặt cái trái dừa ra đó anh chị, chặt cái trái dừa ra bỏ vô cơm, trời ơi vậy mà ăn ngon. Có ai ăn vậy không? Trong số anh chị có ai ăn vậy không? Dưa ăn hoài. Rồi xong nữa, cơm cháy với nước dừa còn nói gì nữa, ăn cơm với đường. Ăn cơm với đường nữa, bỏ đường cát, bỏ đường vô á, trộn vô chén cơm ăn. Nó, thấy không? Bạn Thành Dương này 2018 vẫn còn ăn mì tôm trừ cơm đấy. Rồi đâu có sữa đâu uống. Còn anh Nghĩa Eric anh nói trước đó, trời ơi, ông 60 tuổi rồi đó. Mà ông nói trước đó, trời ơi, uống sữa ngán luôn, tới nhà trường phát sữa uống ngán luôn còn tôi. Anh chị biết làm gì không? Nhà ngày xưa có nuôi gà đó. Anh chị biết cái món gọi là giống như cái trứng hột gà không? Hột gà là nấu nước sôi đó, bỏ vô quậy quậy, mà hột gà mà ngày xưa uống hột gà là tao nói cũng là hạng sang rồi đó. Nước cơm. Cái này là nói là nước cơm, tao nói bao nhiêu năm trời uống nước cơm không, bây giờ ra nó uy nè. Trong tủ lạnh thì lúc nào nó cũng có sữa hết trơn á, còn ở Việt Nam là nước cơm chắc lên nấu cho nhiều nước. Ở Việt Nam nấu cho nhiều nước, nó sôi lên lấy nước cơm chắc vô, xong rồi bỏ đường vô. À, bỏ đường vô húp nước cơm làm sữa. Đó. Vậy đó, mà có biết mẹ gì đâu, có ra nước ngoài đâu biết. Đâu có biết ở nước ngoài người ta lo con nít đâu, đâu có biết nước ngoài nó lo về thể chất con người đâu, nó đâu có biết nước ngoài nó lo cho cái trí tuệ, cho cái thể lực của trẻ em đâu, đâu có biết đâu. Đâu có biết đâu anh chị. Ra đây mới biết đó. Trong nước không biết gì hết trơn. Là hỏi làm sao người Việt Nam không đẹp đẹp đẹp. Ở Việt Nam đẹp ngát hả? Người Việt Nam đẹp không dinh dưỡng có đâu. Ở bên đây nó ăn xúc xích, nó ăn phô mai, nó ăn sữa, nó uống sữa, nó ăn tùm lum dưỡng chất hết. Việt Nam đẹp là vậy đó. Đẹp rồi không không có cái dinh dưỡng nữa. Rồi cái trí não của chúng ta đã dậy rồi ăn đồ độc hại nữa. Rồi làm sao Việt Nam nó phát triển bình thường được? Không có phát triển bình thường được. Nó có nhiều người nói kìa. Dương nè, ăn cơm cháy cạo, ăn cơm với nước dừa non chặt, bỏ vô nước dừa hút rột rột vậy đó, bỏ một cục muối vô. Anh chị thấy không? Tại vì nước dừa nó ấy mà bỏ cục muối vô. Hoặc không á là bỏ miếng nước tương vô. Trời ngày xưa kiếm nước mắm cũng khó nữa, bỏ miếng nước tương nước mắm vô cho nó mặn mặn vậy nó hút. Còn hả, nước cơm hút. Rồi ăn cơm trộn với đường, khổ không? Đó, đâu có biết cái gì đâu, không biết gì hết trơn, mà trong khi cùng một giai đoạn cùng một lứa tuổi với mình nè, những người bạn cùng tuổi với Dương nè, họ sinh ra tại Na Uy nè. Trời ơi, nó sướng như tiên luôn. Cha mẹ nó vượt biên đó, cha mẹ nó khổ đó, vào những cái giai đoạn mà cha mẹ lên đên trên biển không nói, nhưng mà nó sinh ra nó bằng tuổi với mình à. Ở bên đây nó sướng như vậy, còn Việt Nam á, trời ơi, Dương lăn lộn giống như là con cóc ghẻ vậy đó anh chị, không biết gì hết trơn, đâu có biết đâu. Mãi nó sau này mới biết. Vậy thì cái mong muốn là gì? Cái Dương mong muốn là cái tuổi trẻ Việt Nam, những cái thế hệ trẻ em bây giờ ở quê hay là ở thành phố phố, người nghèo hay là kẻ giàu, nó phải được chăm sóc như nhau. Họ đến thế để làm gì? Họ đến thế thì họ phải ưu tiên vô cái lực lượng mầm non, họ ưu tiên cho cái lực lượng trẻ đó. Tại vì sau này nó là gì, chủ nhân của đất nước, nó sẽ tiếp nối chúng ta để nó phát triển cái đất nước. Anh giờ anh chị thấy nó có chăm sóc gì không? Tiền đi, cha mẹ có nhiều tiền thì con học trường tốt, cha mẹ có ít tiền thì con học trường dở. Cha mẹ mà không có tiền nghỉ học. Làm sao biết không lên tiếng không? Xót chứ chị. Mình là người có cái trái tim, mình xót chứ anh chị. Bao giờ bao nhiêu đứa trẻ ở Việt Nam giờ trần truồng như nhộng, không có quần mặc luôn. Đó, 43 năm rồi đó. Không có Việt Nam không có khá hơn. Nhìn thì nó coi cái vẻ bề ngoài đó, cơ sở hạ tầng có vẻ khá đó. Nhưng mà ở bên trong nó đi ngược lại hết trơn. Cái vấn nạn cướp giật ở Việt Nam chưa bao giờ mà nó phổ biến nhiều như bây giờ. Mà bây giờ tôi hỏi anh chị nè, bây giờ Dương hỏi các bạn trẻ tại Việt Nam cho Dương một câu trả lời nha. Ở Hà Nội nó cướp có nhiều giống như trong Sài Gòn không? Tại vì Dương chưa ra Hà Nội, Dương có một cái người bạn là chị Nguyễn Liên đó. Chị nói là ở ngoài Hà Nội không có cướp trong giống như trong Sài Gòn, thì Dương không biết. Bây giờ Dương muốn hỏi số đông để Dương bên cạnh Dương chia sẻ những cái gì Dương biết được bên đây, rồi bây giờ Dương muốn các anh chị giúp Dương, các bạn giúp Dương cho thêm Dương cái kiến thức với. Ở anh chị mà đã từng sống ở Sài Gòn rồi á, Dương không dùng từ Sài Gòn nha, Dương đã từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh rồi đó. Rồi anh chị sống ở Hà Nội đó, anh chị cho Dương thấy được nơi nào an toàn hơn nơi nào. Đến bây giờ Dương không biết được, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh cướp kinh khủng, tai nạn giao thông kinh khủng, giết người kinh khủng, nạn tham nhũng kinh khủng. Bây giờ Dương muốn biết được ở Hà Nội như thế nào cho Dương biết với.
Hà Nội cướp ăn cắp như kiến thì Dương. Anh chỉ cho Dương biết cái tình hình ở ngoài Hà Nội như thế nào. Cướp giật và lừa đảo nhìn tới nhìn lui xứ Việt Nam đéo giống ai. Sài Giải Phóng mà mình tới bữa ăn phải ăn mì độn trước sau đó mới ăn tới cơm, đúng rồi đó. Sài Gòn cướp nhiều hơn. Ở Hà Nội bình yên hơn. Đó. Cho Dương biết để Dương nói tiếp. Hà Nội tàu khửa kinh khủng. Mấy anh chị mà đang ở Hà Nội giúp Dương có thông tin với. Để Dương nói tiếp. Dương phải coi cái số lượng đông người ta nói chuyện như thế nào rồi lúc đó Dương mới nói. Hà Nội cướp giật ít. Rồi đó mấy anh chị trong trong Sài Gòn, mấy anh chị trong thành phố Hồ Chí Minh coi nha. Coi người ta comment nha. Bên ngoài thì cơ sở hạ tầng phát triển nhưng bên trong toàn mắc nợ, đúng rồi, thủ đô không có đùa được. Thủ đô không có đùa được, người Hà Nội vào Sài Gòn làm cướp rất là nhiều. Nó là cái comment của Trần Thanh Long, Hà Nội cướp như quân nguyên, Hà Nội bình yên. Ủa sao kỳ vậy, sao người nói không, người nói có là sao? Trần Vĩnh Nguyên, Sài Gòn nhiều hơn em à. Bây giờ Dương đợi thêm 2 phút nữa nha. Thành phố Hồ Chí Minh đi khuya đường vắng là gần như cướp chắc, gặp cướp chắc. Cướp thì cướp nhiều là dấu hiệu của xã hội phát triển. Trời đất ơi. Trần Vĩnh Nguyên do người Hà Nội ra ra. Hà Nội giờ tàu cộng ở hết rồi. Ngày nay mới gọi là Phồn Vinh giả tạo nè. Đó. Sơn Ca Hải anh là người Hà Nội. Thái An Thái Bình cướp vô Hồ Chí Minh. Trung Đỗ Hà Nội kẻ cắp ở lẫn với người. Tôi là người Hà Nội. Không. Đó, anh chị thấy không? Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Nội hay bãi rác của Đông Nam Á là Dương dựa vào trong cái comment này để Dương nói chuyện nha. Chứ Dương không có nói theo cái quan điểm cá nhân của Dương nha anh chị. Dương đang đợi để coi số đông người ta nói như thế nào nè. Hà Nội trùm cướp, cướp cả miền Nam. Hà Nội dễ chết hơn Sài Gòn, sung sướng Sài Gòn xuống nhiều hơn, súng nhiều hơn hả? Sài Gòn ít cướp rồi em. Rồi tăng Yamaha không có đâu hen. Sài Gòn đa phần người Bắc vô cướp. Đắk Lắk giờ cũng cướp nhiều, toàn là cướp áo xanh áo vàng không á. Không ở đâu bình yên hết chị ơi. Đó, rồi ok bây giờ đó, anh chị coi đi, anh chị coi comment đi. Dương ở Sài Gòn mười mấy gần 20 năm trời. Gần như Dương chứng kiến nhiều cái cảnh giật đồ lắm. Và Dương chứng kiến nhiều cái vụ la ó cướp 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 cướp. Mình đang chạy ra ngoài đường vậy anh chị. Mình nghe người ta la thất thanh và chính bản thân của Dương cũng bị cướp. Dương bị cướp mấy lần. Mà Dương nghe điện thoại, Dương đã chạy. Dương biết là mình đứng cùng chiều á, thì Dương sẽ bị giật điện thoại rất là dễ. Mình biết khôn rồi, mình biết tránh rồi. Mình đi vô con đường đó, mình đứng ngược chiều ha. Mà mình nghe cái điện thoại là anh chị biết nghe vậy nè, cũng bị giật nữa. Mất. Tới chừng mình la cướp là anh chị nó dàn 3-4 chiếc xe luôn. Cái chiếc xe đầu tiên nó giật. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị mình phóng lên mình dí theo. 2 chiếc xe chạy xong nó cản lại, nó không cho mình dí theo. Mà mình có la cướp không có ai chạy theo vì cái điện thoại của mình. Không ai dí theo hết, mất cái điện thoại. Rồi ngày xưa Dương ở trên Sài Gòn, Dương để mà Dương đi thi vào trong trường Đại học Nông Lâm Thủ Đức á. Dương bị hai cô người Bắc. Dương bị hai con người Bắc vô mình dưới quê mà anh chị biết người miền Tây mới lên Sài Gòn mà ngây thơ ngốc nghếch dữ lắm. Đó là năm 2004 á, Dương mới lên. Dương bị vô tới trong tới cái phòng trọ mà Dương ở luôn, lấy vụ Dương sạch tiền luôn, sạch tài sản của Dương luôn, lúc đó Dương có dây chuyền vụ sạch. Bị hai lần rồi đó. Rồi một lần nữa là Dương gần đây nhất là năm 2015 hay sao á, là Dương bị cắt cổ khóa luôn. Ổ khóa mà đã khóa trong khóa ngoài rồi nó cắt, nó đi vô trong nhà nó lấy máy móc của Dương sạch sẽ luôn, nó lục tung cái tủ của Dương lên luôn. Nó mấy lần rồi đó anh chị. Đó là những gì Dương trải nghiệm tại Việt Nam đó. Cái đó là những gì Dương trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Dương trải nghiệm đó, Dương kể cho anh chị nghe. Dương không có tài sản nhiều mà có những người có tài sản nhiều như vậy nè. Dương nhớ có một cái câu chuyện mà cái chị đó đi xe SH. SH loại gì Dương không biết nhưng mà đi tới cầu Phú Mỹ ban đêm đó anh chị, hình như đeo tới túi sách cũng mắc tiền, đeo trang sức cũng nhiều, đám cưới hay sao anh chị, nó dừng là nó chặt 4-5 thằng thanh niên, nó chặt cái tay mém rớt luôn. Thì chắc ai ở Việt Nam chắc biết mà. Thì cũng may lúc đó là cái đường nó vắng ơ là vắng, cũng có một cái anh đó anh đi bán cá đi ngang qua, anh thấy đám đông như vậy giằng co với một cái cô gái, bắt đầu anh ta anh mới mạo gan. Anh mới đi gần gần lại cái bắt đầu anh la lên cướp 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 cướp, anh la lên thì lúc đó cái bắt đầu là mấy cái người kia mới hoảng quá. Mấy người thanh niên nó mới hoảng quá, cũng may là cô gái đã quăng cái chìa khóa đi rồi cho nên nó không có lấy được chiếc xe. Thì lúc đó mấy tên cướp này nó mới bỏ chạy chứ không thôi cô gái này cũng bị giết chết luôn.
Đó là một cái trường hợp mà Dương kể thôi, trong hàng triệu cái trường hợp khác. Rồi gần đây nhất có một cái người mà Dương share trên cái Facebook của mình, nó đi ra ngoài đường mang cái túi sách mà Dương cũng chẳng hiểu tại sao luôn. Đã biết ở Việt Nam nó giật đồ, phải không? Đã biết ở Việt Nam nó cướp rồi mà tại sao vẫn cứ bẹo, Dương cũng không hiểu luôn nữa. Lạ vậy đó, phải không? Đã nó biết là ra đường, tao nó khắp mọi hang cùng ngõ hẻm là lúc nào nó cũng có sẵn hết. Nó đứng dưới hình thức là xong đa ôm, nó đứng dưới hình thức là những người ăn mặc rất là sang trọng, nhưng mà nó là cướp, nó lại là giật. Vậy mà cũng khoe hàng ca khúc như vậy nè, khoe hàng ca khúc như vậy nè, rồi mang túi sách dắt ngang cái cần cổ. Trời đất ơi, nó giật mà không gãy cổ là cũng mừng rồi đó, nó giật mà không chấn thương đầu cũng là mừng rồi đó. Mà cứ đi ra đường là cứ bị, cứ đi ra đường là cứ khoe, Dung cũng chẳng hiểu khoe cái làm gì luôn á. Rồi mà cái tính mạng của mình thì mình không có bảo vệ anh chị. Mà đó, nói cái xã hội bây giờ anh chị thấy không, người ta buôn bán lành mạnh, người ta buôn bán vỉa hè, người ta kiếm tiền, không, người ta kiếm tiền một cách đàng hoàng, chính nghĩa. Nó không cho muốn người ta sống đàng hoàng, nó đẩy người ta vô cái chỗ đường cùng, người ta phải đi cướp. Mà cái xã hội bây giờ mà đi cướp nhiều như vậy thì ai là thiệt thòi? Thì chính chúng ta cũng sẽ là thiệt thòi thôi. Ở Việt Nam có nghĩa là mình đi cướp của người, rồi mai mốt cái người khác cũng sẽ đi cướp của mình thôi. Nó xoay vòng vòng ở trong đó đó anh chị, nó xoay vòng vòng ở trong đó thôi hà. Nó rồi xong rồi lên mạng là làng là sớm lên, anh chị cẩn thận nha. Mai mốt anh chị ra đường đó, đừng có đeo vàng nghe không, đừng có mang túi sách nghe không. Đợi đến khi cái mặt không còn cái gì hết trơn, để đến khi cái tay không còn cái gì hết trơn, để đến khi cẳng chân không còn cái gì hết trơn mới lên cảnh báo với mọi người. Mà trong khi người ta đã nói rất là lâu rồi, đừng có đeo trang sức đi ra ngoài đường nha, đừng có để giỏ sách ngang. Các anh chị có tiền có bạc, ở bên nước bên Na Uy này nó ngộ lắm, anh chị có tiền có bạc. Không bao giờ anh chị thấy người ta có tiền hình thức bên ngoài hết á. Người ta mua mấy cái đôi bông mà mấy chục một hộp, đâu 7-8 đâu gì đó, mấy chục crone nghe thôi hả. Chứ họ không có chứng minh là anh chị người ta có tiền qua cái việc mà có tá vàng dòng ở trên tay này mà ngộ. Cái đất nước của người ta đó sống anh chị không có phân biệt giàu nghèo, cái khoảng cách giàu nghèo nó không có nhiều. Mà Dương không có thấy người ta show vàng nhiều, mà Dương thấy cái tính của người Việt Nam mình đó nha, chứ không phải là bây giờ đâu. Mà sao họ cứ thích show vàng nhiều chi vậy, Dương cũng không hiểu luôn anh chị. Kỳ vậy đó, anh chị Dương hiểu được không? Người Việt Nam mình đặc biệt rất là thích khoe vàng. Ngộ lắm luôn á. Dương đi vô trong mấy cái buổi tiệc mà của người Na Uy tổ chức này, Dương chỉ thấy người ta mặc đồ đẹp thôi, đầm này kia nọ thôi, một số trang sức đi theo, phụ kiện đi theo cùng thôi, chứ Dương không có thấy người ta mà diện vàng dòng linh, ta nói quá trời quá đất này kia nọ, giống như người Việt Nam mình nha, ngộ vậy đó anh chị. Thì nói chung là mỗi một cái quốc gia, mỗi một nơi có văn hóa khác nhau ha. Nhưng mà ở Việt Nam anh chị làm như vậy chúng ta thiệt thòi thôi hà. Tại vì á, nếu mà cái xã hội của chúng ta ăn mặc đẹp, chúng ta mặc mang trang sức nhiều đắt tiền mà chúng ta ra đường chúng ta an toàn thì ok anh chị cứ thoải mái anh chị làm. Nhưng mà cái vấn đề này nó gây nguy hại cho chúng ta, nó gây nguy hiểm cho chúng ta. Anh chị bây giờ anh chị đi một mình không sao, bây giờ nó lỡ nó giật, anh chị đang chạy xe đi, ví dụ đi xe máy đi, nó giật không sao hết, anh chị có té gãy tay gãy chân không sao, mà lỡ con của mình thì sao, mà lỡ đi chung với chở với người lớn rồi sao, phải không? Rồi bây giờ nếu mà nó giật một phát mà ngã trong lề đường thì sao, không sao ha. Còn bây giờ nó ngã ngược trở ra xe tải cán rồi thì sao? Trời ơi, bao nhiêu cái trang sức trên người của mình nó đâu có quý bằng cái mạng của chúng ta đâu. Vậy đó, mà đi ra đường cứ khoe vàng dòng, nó khoe phủ phê luôn. Mà cái xã hội Việt Nam bây giờ nó cướp đại tràng luôn. Trời ơi, 43 năm trước nó cướp rồi thì bây giờ nó sẽ còn cướp, nó không có hết đâu. Ở Việt Nam nó không có hết đâu, thấy không? Không có hết đâu. Làm ơn đi anh chị, không phải Dương nói này, Dương ganh tị với anh chị đâu nha, không có đâu. Bây giờ muốn lấy trang sức rồi, Dương lấy trang sức Dương đeo cho anh chị coi, không có muốn đâu. Đừng có như vậy, đeo như lại như vậy là chúng ta bị chấn thương sọ não đó anh chị. Làm như người thực vật, chúng ta sẽ thiệt thòi, làm gánh nặng cho gia đình. Cái thứ nhất nè, cái thứ hai lỡ con cái của chúng ta bị gì rồi sao, phải không? Rất là nguy hiểm. Chứ không phải Dương nói như vậy để Dương có muốn ý là ôi anh tị quá không có tài sản cho nên mới nói thế vậy, không phải đâu nha anh chị. Đừng có làm như vậy, đừng có tạo điều kiện cho chúng ta gặp nguy hiểm. Chúng ta là làm giống như là con mồi vậy đó, phải không? Chúng ta trời, chúng ta bẹo mà, chúng ta bẹo nó đang đói đang nghèo nữa, gặp ở Việt Nam thuốc phiện ma túy này, những cái kẻ hút chích thiếu gì. Cho nên anh chị đừng có tạo điều kiện để nó giật rồi mình gặp nạn, tội lắm. Vừa móc điện thoại ra một tí là có thằng chạy qua nhìn liền, nó thấy không?
Ở Việt Nam còn cái gì an toàn, thực phẩm độc, đụng xe, trộm cắp, gian lận, buôn bán, thất nghiệp, đút lót, bắt cóc, hãm hiếp, cô giáo đánh trẻ, ép học, đánh ghen, đánh bạn, ngoại tình, ăn nhậu hút chích, kể tới mai không hết. Đó, một cái câu comment vậy để trả lời hết cho những người đang chửi tôi, hay không? Cái Dương cái nghĩ là bạn Phương Ly này nè, bạn Phương Ly, Phương Uyên Ly này chắc bạn cũng đang ở vòng vòng trong Việt Nam chứ không ở đâu xa hết á. Thì bao bao nhiêu người comment chửi tôi, bao nhiêu người comment nói như vậy là các bạn đủ hiểu tình hình Việt Nam bây giờ rồi, nó không có ổn gì hết. Cho nên đừng bao giờ dùng cái luận điệu của Cộng sản nó dạy các bạn mà các bạn chửi tôi. Tôi không có khe đâu, nghe không? Ngày xưa tôi mới lên làm livestream tôi còn yếu bóng vía, không? Còn yếu bóng vía còn bị mấy người đập 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 đập. Bây giờ là không có đâu, trời ơi, như đàn gãy tay trâu vậy đó. Tôi nói hoài, tôi nói cho mọi người, tôi nói cho người trong nước họ hình dung ra được cái phúc lợi bên ngoài như thế nào. Tôi hiểu tới đâu tôi nói tới đó, tôi có thời gian tới đâu tôi làm tới đó, phải không? Tôi phải nói cho mọi người biết để mọi người biết rằng ở bên ngoài á, người ta có đánh thuế thì cái tiền thuế đó đổ vô đâu, người ta làm cái gì, chứ không phải cái tiền thuế đó đánh thuế xong rồi bỏ vô túi của người quan quan liêu à, rồi xong rồi quan liêu dùng tiền đó nuôi gái nuôi bồ bịch bà nội cha nó, tiền mồ hôi nước mắt của mình. Ta nói người làm doanh nghiệp, ta nói cố gắng tìm đầu ra để buôn bán, để bán cái sản phẩm của mình đủ, ta nói đổ mồ hôi lưỡi chứ anh chị, làm doanh nghiệp đổ mồ hôi lưỡi chứ, phải không? Để mình đi tìm gặp cái đối tác để mình cung cấp cái sản phẩm bán ra đó, mình nói cũng muốn chết, hợp đồng hộp điếp đủ thứ hết đó. Vậy mà nó ngồi không có đánh thuế cho nó cao ngút ngàn luôn anh chị, mà đánh thuế cao như vậy thì tiền đâu mà cái người giám đốc có trả cho cái người lao động cao được. Đánh thuế cho nhà nước cao quá thì giám đốc phải trả lương cho người lao động thấp, mà trả lương cho người lao động thấp mà hàng hóa ở bên ngoài á là lại mắc nữa thì người lao động sẽ là người thiệt thòi. Người lao động lương thấp mà phải mua hàng hóa cao nữa anh chị, ai được lợi cuối cùng? Nhà nước được lợi, cái đảng cộng sản Việt Nam được được lợi, lãnh đạo Việt Nam được lợi, nó ngồi không nó ăn đó thôi, nó lấy tiền nó bỏ vô trong túi của nó mua nhà, nó mua cửa ở nước ngoài cho con đi du học rồi con đi nước ngoài ở luôn à. Vậy mà cũng có người ngồi bên tôi, cũng có nhiều người ngồi bên cộng sản chửi tôi. Cái hệ quả của chúng ta là 40 mấy năm trời chúng ta quan tâm tới chính trị, để ngày hôm nay nó muốn làm gì nó làm, nó muốn vơ vét tiền thuế của chúng ta nó lấy xong, nó không lo là chúng ta bệnh tật con cái của chúng ta, bao nhiêu đứa trẻ khác không có liên quan tới chúng ta thiệt, không liên quan thiệt, nhưng mà nó là con cháu của chúng ta, nó đáng tuổi con tuổi cháu của chúng ta không im lặng được anh chị. Đâu có phải là Dương nhìn thấy những cái đứa trẻ kia bệnh tật, nó không phải con tao, ơi nó không phải cháu tôi, mắc gì tôi phải quan tâm, nó phải người Việt Nam không, nó phải máu đỏ da vàng không, nó phải được sinh ra trên quê hương đất nước này không? Thì nó là con cháu của chúng ta, nó với chúng ta là đồng bào ruột thịt, sao ngồi im được? Ở xứ ngoài á, người ta tạo điều kiện để cho người dân lên tiếng, người dân người ta tiếp nhận cái quan điểm, cái ý kiến của người dân đóng góp. Ở tại Việt Nam không có, thì bắt buộc chúng tôi bên ngoài chúng tôi phải nói về Việt Nam cái kiểu này nè. Mà nói về Việt Nam kiểu này thì các bạn ở trong nước là cho tôi chống phá, kệ kệ, nói tôi chống phá tôi cũng chịu nữa, tôi nói hoài. Trong khi ở Việt Nam đâu dám nói giống như tôi đâu, không, nói cũng phải nói mé mé thôi, nói lấp lửng nói mé mé thôi chứ không dám nói sâu vào. Dám nói sâu không, nói sâu là mai mai là nhận cái giấy mời liền, nói sâu vô là ngày mốt nhận cái giấy mời liền, trong tù ngồi luôn vậy đó. Chửi mà như hát á nó. Rồi anh chị thấy không, nó Dương cũng là người trẻ nha, Dương anh chị thấy gần đây ở trong trong Facebook có những cái gương mặt trẻ lên tiếng không? Đó. Rồi anh chị có thấy Dương với người đó khác nhau không? Thấy khác nhau không? Hai người trẻ sinh ra và lớn lên trong cùng một môi trường. Ha. Hai người trẻ bằng tuổi với nhau, những gì bạn đó học, những là những gì Dương học, mà thậm chí bạn đó nghiên cứu lịch sử nhiều hơn Dương nữa. Tại sao cái quan điểm của Dương khác quan điểm của người bạn đó? Tại sao? Để cho các quý vị nhìn thấy rằng ngày hôm nay Dương ra nước ngoài, quý vị cho rằng là Dương là cộng sản cài cắm nó, cái sự đào tạo của cộng sản Việt Nam đó, các bạn thấy cái gương bạn trẻ, cái bạn trẻ trong nước không, khác nhau hoàn toàn so với những gì Dương thấy và Dương nói, không có giống nhau. Bởi vì Dương đi tìm cái giải pháp, bởi vì Dương sinh ra trong cái sự nghèo khổ, bởi vì Dương lớn lên trong cái sự chật vật. Dương đi học bằng đồng tiền của mình, cày cuốc cực khổ lắm để mà có tiền đi học. Rồi tất cả những gì Dương có sau này là do công sức của mình làm nên, không có được sự trợ giúp của chính phủ gì hết.
dân đi tìm một cái giải pháp. Còn những người mà họ có điều kiện kinh tế sẵn sàng, ít khi nào họ nhìn thấy được những cái vấn nạn trong xã hội lắm, ít khi nào họ thấy, và họ không tìm cái giải pháp, tại vì họ nghĩ họ có tiền rồi đâu có gì đâu. Tao có tiền là có tất cả, tao dùng tiền để tao mua cái dịch vụ. Tại Việt Nam là họ dùng tiền họ mua cái dịch vụ, họ nghĩ như vậy thôi. Cho nên ai cũng cắm đầu cắm cổ và đi làm kiếm tiền hết. Mà họ không nghĩ rằng nếu một ngày nào đó họ không làm ra tiền nữa thì sao? Họ không có tìm chỗ này anh chị, họ không có tìm chỗ này. Họ chỉ nghĩ là làm sao đi làm kiếm thật nhiều tiền cái đi. Nhưng mà họ không nghĩ rằng cái sức lực của họ, sức khỏe của họ nó cũng có giới hạn thôi. Rồi ngày mai đùng một phát đi ra đường bị xe, bị tai nạn giao thông, bị gãy chân, ngồi chỗ, tiền ở đâu ra? Mình có khỏe hoài được không? Mình đâu có khỏe hoài được. Nhưng mà nếu cái điều đó xảy ra tại ở bên đây, tại những xứ tư bản này, các bạn yên tâm mà nằm đó điều trị. Còn tại Việt Nam, nằm đó gãy chân một phát đi, cả gia đình khốn đốn, lận đận lao đao đi vay tiền, đi mượn tiền để mà điều trị cho mình. Nhưng mà những người có tiền á, họ đi có đi tìm giải pháp không? Không. Họ mới tìm giải pháp. Tại vì họ đã nghĩ rằng là họ đã có tiền là họ sẽ mướn người, họ sẽ mướn y tá, bác sĩ lo cho họ được, còn người nghèo thì sao? Còn những người họ không có điều kiện như vậy thì sao? Nhưng mà nghịch lý một cái là xã hội Việt Nam người nghèo nhiều lắm. Nghèo nhiều ơi là nhiều luôn. Tại vì sao? Cái tiền nó đổ vô dự án treo, tiền nó đổ vô công trình treo, nó công trình gọi là công trình về đường cát, gì đường cao tốc ở trên cao đi từ Sài Gòn ra bến ra Suối Tiên đó. Nó để đó là làm gì? Nó vừa cản đường của chúng ta nữa. Rồi ngoài Đồng Nai biết bao nhiêu dự án treo nữa, từ ở trong miền Nam mà đổ ra miền Bắc đi anh chị, đi tìm hiểu coi bao nhiêu cái dự án treo đó, để biết bao nhiêu dự án treo, đi tìm đi. Những bạn trẻ nào mà thích đi phượt á, tôi tin là các bạn đi phượt các bạn sẽ đi qua nhiều cái khu dự án treo, công trình treo mà nó bỏ dở trần, tôi tin điều này các bạn thấy. Và đi tìm hiểu xem những cái dự án đó họ đã đầu tư bao nhiêu tiền cho trong những cái dự án đó, tôi tin luôn. Tôi nói lần trước tôi làm livestream, tôi nói là có một cái dự án treo nó nằm ngay chỗ khu Bò Cạp Vàng đó. Tôi không biết bây giờ nó đập bỏ chưa, cái khu vực đó rộng lớn kinh khủng mà khu rồi khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng. Bự ơi là bự luôn. Người bạn của tôi làm xây dựng ở trong đó, tôi có một cái cơ hội tôi đến đó. Bây giờ tôi không biết nó làm cái gì nữa, ai mở gần cái khu Bò Cạp Vàng đó, bên khu vực Đồng Nai sẽ thấy. Cho nên người dân ở Việt Nam nó nghèo nhiều hơn người giàu là như vậy á. Mà người giàu bây giờ có tiền họ cũng tìm cách ra nước ngoài rồi. Theo cái năm 2017 thống kê là có đến 40-50% về những cái người mà gọi là giống như những người đại gia, những người có tiền á, họ chuyển sang nước Mỹ, họ mua nhà, họ đầu tư bên Mỹ. Và họ định cư bên Mỹ. Nó chửi Mỹ ngụy đó. Mỹ ngụy lưu vong này, đến Mỹ cút ngụy nhà, mà bây giờ ra nước ngoài để định cư hết, mà nói ở nước ngoài khủng bố. Nó bây giờ đi vô bệnh viện, đi vô nhà thờ sợ bị khủng bố. Nó vậy mà tao nói hằng ngày người ta vẫn nạp hồ sơ đi xin visa sang Mỹ. Rồi bây giờ Mỹ phải tìm cách để mà tiễn 8.000 người từ bên Mỹ về Việt Nam nữa. Các bạn phải tư duy. Chứ không thể nào mà các bạn nói hồi Mỹ khủng bố đi vô nhà thờ bị súng bắn, đạn bắn. Vậy mà tại sao vẫn có hàng triệu người ở Việt Nam họ muốn đi. Bây giờ người ta nói hoài, bây giờ mà Mỹ mà nó mở cửa ra, nó đón nhận người Việt Nam, bảo đảm người ta đi hết luôn. Mà thậm chí những người đảng viên đảng Cộng sản là những người chạy trước. Tại vì Dương đã có một cái người bạn, họ làm trong đảng viên đảng Cộng sản, họ ra khỏi đảng, trời ơi, họ nó trầy da tróc dãy luôn. Đi vô đảng đã khó rồi mà mình rời khỏi đảng càng khó nữa. Trời ơi, ra nó khó lắm, nó sợ mình ra, mình phản đảng, mình ra nước ngoài, mình định cư rồi mình sẽ bóc nói với những cái tổ chức đảng phái chính trị, rồi mình vô mình phản lại nó. Người bạn của Dương đang ở Na Uy nè. Nhưng hỏi là khi mà anh rời đó như thế nào, anh kể Dương nghe không hết hồn nữa thôi. Anh đi xong rồi anh đi về lại trong mấy năm trời, anh chị bị theo dõi dữ lắm luôn. Đi vô đảng rất, đi vô đảng cũng khó mà đi ra đảng khó còn khó nữa. Khó kinh khủng luôn, nó hành cho mệt mỏi luôn. Chứ đâu phải muốn ra đảng là dễ ra đâu. Ai ở trong đảng nói hiểu này với gì, ra đảng muốn ra đảng khó lắm. Chứ không phải là muốn vô đảng là muốn ra là dễ đâu. Nó hoành hành cho lên bờ xuống ruộng luôn, làm cho xanh chành xanh lét luôn anh chị, chứ không có đơn giản đâu. Không có dễ đâu. Đó, để anh chị nhìn thấy, gần đây anh chị thấy một cái gương mặt trẻ tại Việt Nam rồi ha. Dương với người đó bằng bằng tuổi với nhau đó. Dương với người đó bằng tuổi với nhau, chênh lệch nhau, chắc cái người đó với Dương chênh lệch nhau một vài tháng thôi. Mà cái tư tưởng của người đó với Dương hoàn toàn khác nhau. Khác nhau hoàn toàn luôn. Cũng sinh ra và lớn lên, Dương chưa hề học lịch sử một ngày nào của Việt Nam Cộng Hòa dạy. Bạn kia cũng chưa học lịch sử một ngày nào của Việt Nam Cộng Hòa dạy. Nhưng mà tại sao giữa Dương và người bạn đó có cái sự nhìn nhận khác nhau về xã hội?
bạn đó thành đạt chứ. Nếu mà nói về bạn đó là người thành đạt, rất là thành đạt, nhưng mà nhìn nhận về xã hội hai người khác nhau hoàn toàn. Còn ai mà nói Dương được cộng sản đào tạo đó, thật sự ra cái bạn kia được cộng sản đào tạo đó, học trong môi trường đó, thấm nhuần cái tư tưởng của Hồ Chí Minh, tư tưởng của Mác Lênin luôn. Còn Dương thì không. Dương sống thực tế, Dương thấy cái thời nào phải phát triển theo cái thời đó, chứ không thể nào mà vận dụng cái tư tưởng cũ đó đi vô trong cái xã hội hoài được. Ngày hôm nay khác, ngày xưa khác. Ngày hôm nay á, chúng ta không cần viết chữ đẹp. Chúng ta gửi một cái mail, chúng ta lên trên, chúng ta cần gõ máy vi tính cho nó nhanh. Chúng ta sử dụng máy vi tính nó thành thạo, chúng ta gõ rồi chúng ta gửi mail thì nó cũng sẽ có một cái văn bản với muôn vàn cái kiểu chữ chúng ta muốn định dạng ở trên đó, nó khác. Còn ngày xưa cách đây bao nhiêu chục năm trời chúng ta phải viết chữ, nó khác nhau. Mỗi một giai đoạn nó khác nhau hết, nó không giống nhau. Cho nên Dương không muốn áp dụng cái tư tưởng cổ lỗ sĩ lạc hậu lỗi thời vô cái xã hội bây giờ. Cái đất nước của người ta bây giờ nó chạy marathon, nó chạy theo tốc độ gì đó, nó chạy rất là nhanh. Còn Việt Nam của chúng ta nó đi ngược hoài. Đúng không? Anh chị không thể nào mà cái đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào bắt cái người dân mà giống như sống trong cái thời ngày xưa được. Bây giờ gửi một phát inter, gửi mail của nó đi hả? Chứ không phải gửi giống như cái lá thư mà bao nhiêu tháng trời nó mới đi. Giờ nó khác rồi. Thì phải thay đổi để thích nghi, thích hợp với cái xã hội bây giờ để phù hợp với thế giới chứ không có. Cứ bắt người dân phải học những cái tư tưởng lạc hậu lỗi thời. Mà nếu nói về cái tư tưởng Hồ Chí Minh, bây giờ có cái gì để mà học? Bây giờ trong khi Mỹ, Đức, trong khi Đức và Nhật sản xuất những cái chất liệu, ví dụ như xe hơi này kia nọ, chất lượng rất là tốt, đúng không? Việt Nam sản xuất được cái gì? Ngoài cái tư tưởng, ngoài đã sản xuất ra những cái con người mang những cái đầu óc rất là không bình thường. Học những cái tư tưởng đó để rồi đi ra ngoài xã hội phát triển cái gì, chế tạo những cái gì, sản xuất được cái gì, mang lại những thành quả gì, mang lại những cái sự phát triển kinh tế gì cho đất nước Việt Nam? Không có. Vậy thì tuổi trẻ Việt Nam bây giờ đang học cái gì? Đang học cái tư tưởng nó để ra làm cái gì? Cái tư tưởng nó đâu có sản xuất được cái gì? Cái tư tưởng nó không hề tạo ra cái sản phẩm gì để sản xuất ra ngoài thế giới được. Nhưng cái tư tưởng đó tạo ra cái sản phẩm phục vụ làm công cụ cho cái đảng Cộng sản Việt Nam. Và nó chỉ lẫn quẩn trong đó và nó làm cho cái đất nước của chúng ta không phát triển được, nghèo và nghèo. Cái tư tưởng nó không có phát triển được cái gì hết trơn. Không phát triển được. Mà cái tư tưởng anh chị bây giờ nhìn kỹ lại, ngày xưa Hồ Chí Minh có xe đạp để đi không? Ngày xưa Hồ Chí Minh có những cái máy móc thuận lợi giống như bây giờ không? Không. Thì bây giờ nó đã cổ để nó qua một bên, đi tiếp tục để mà phát triển chứ. Làm gì mà cứ đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra rã ngày này qua ngày nọ, ra rã ngày này qua ngày nọ, để trong trường hoài như vậy, dạy hoài như vậy, dành thời gian đó dạy cho người ta cái ý thức tham gia giao thông đi, dạy cho người ta về cái ý thức trong cái xã hội đi, dạy cho người ta cái ý thức bảo vệ môi trường đi. Không. Dạy học cái tư tưởng Hồ Chí Minh không, hết giờ. Hết ngày, hết năm luôn, bốn mấy năm trời. Rồi ra xã hội, ra thế giới, người ta hỏi cái này, hỏi kia, không biết, chứ hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh biết hết trơn. Rành lắm, tư tưởng Mác Lênin rành lắm. Mà nước ngoài người ta vứt vô sọt rác mà dục mất tiêu rồi. Ghê không? Nguy hiểm không? Thương đất nước không? Cái đó là sự thương của chúng ta đó. Cái tình yêu thương của chúng tôi bên ngoài đó. Chứ không phải lên tiếng nói như vậy là nói xấu đất nước đâu. Các bạn muốn đất nước phát triển không? Các bạn nhìn đi, các bạn nói Syria chiến tranh. Xin lỗi các bạn nha, tôi có một cái người bạn là người Syria nè. Người bạn Syria nè. Người ta cho tôi coi những cái tấm hình ở Syria, nó đẹp lắm. Nó đẹp cực kỳ. Syria một đất nước rất là giàu. Giàu kinh khủng. Xe hơi, làn đường của nó rộng hơn làn đường bên Na Uy luôn. Xe hơi đi rất là nhiều luôn. Nhưng mà tại vì Syria có chiến tranh là bởi vì sao? Syria một đất nước rất là giàu. Nó có giàu nhiều. Và những cái nước lớn họ muốn đến đó để họ khai thác dầu. Chứ các bạn đừng nghĩ Syria chiến tranh, đất rồi Syria nó nghèo khổ, thua Việt Nam, không có đâu. Syria rất là giàu. Và có những cái công trình kiến trúc cổ của nó rất là nhiều ngàn năm. Tệ nhất là 4-5 ngàn năm. Đó. Cho nên các bạn đừng nói chỗ đó giống như Syria đó, này kia nọ nha. Ở Việt Nam giờ nghèo quá, không có nước nào dám vô chiếm đâu nha. Việt Nam cộng mẹ gì nó chiếm, cây cối, cây cổ thụ lâu năm chặt cha hết rồi. Không có đợi nước ngoài vô chiếm nữa đâu. Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản gì nó khai thác nó bán cha nó rồi, nó khai thác thô nó bán mẹ nó hết rồi. Bây giờ các bạn nói mà Việt Nam còn gì để bán cho nước ngoài, hoặc là còn gì để nước ngoài vô khai thác, các bạn nói tôi nghe đi. Ừ còn. Còn. Mà anh chị nói đi rồi tôi sẽ nói còn gì. Các bạn nói đi tôi sẽ nói Việt Nam còn gì để bán, tôi nói cho nghe. Bây giờ nói về rừng ha, còn không? Rừng còn không? Tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam còn không? Cá này kia nọ, biển đảo còn không? Nhưng mà còn những cái khác tôi nói cho nghe.
Còn gì để mà cho nước ngoài nó vô nó chiếm không? Khí hậu Việt Nam thì bây giờ môi trường ô nhiễm trầm trọng. Bạn của tôi bên Mỹ mới về Việt Nam mà mới đi lại Mỹ cách đây chừng tuần lễ 2 tuần nè, bệnh nằm một đống bên Mỹ kìa, chịu không nổi luôn. Cái môi trường hả, khí bụi ô nhiễm chích chịch chích choạc luôn, nó chịu không nổi. Trời ơi, xe cộ về bệnh, nằm đang nằm ở bên Mỹ kìa, đang nằm thở thoi thóp ở bên Mỹ kìa, bạn Mỹ luôn. Ừ, còn nội tạng người thấy ghê chưa, nó còn nội tạng người, nó máu người mà nó còn muốn lấy nữa, anh chị thấy không, máu người mà nó còn muốn lấy, nó muốn khai thác nó bán nữa, thấy ghê không? Còn cái quần đùi Trung Quốc là ông cố nội của Việt Nam đi qua mất, không mất tiền thu thuế, dân Việt Nam đi qua Trung Quốc mất tiền còn kiểu còn còn kêu anh ơi lấy tiền đi anh nữa. Ừ, lụi tàn cả rồi. Nó còn lọt nó thôi không chị, nó có nhiều người nói đó, còn đàn bà đẹp ở Việt Nam, còn còn đàn bà phụ nữ đẹp đó. 43 năm giải phóng rồi, giờ tới tới vấn đề xuất khẩu con người luôn, xuất khẩu đàn bà đẹp, xuất khẩu tuổi trẻ ở Việt Nam không không có cơ hội để phát triển, phải xuất khẩu tuổi trẻ đi ra nước ngoài, ở Việt Nam không có đất, khổ chưa. Tài nguyên khoáng sản của dân, của chính mấy triệu đồng bào, nó khai thác, nó ăn cha mẹ nó hết rồi. Nó muốn làm gì làm, nó muốn lấy khu đất đó để nó làm dự án công trình, nó bán giá ngàn 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 tỷ, nó chia chác nhau để nó sống, không ai kiểm soát hết, tại nó có một đảng mà. Phải không? Nó muốn làm gì nó làm. Nhiều đảng người ta kiểm soát nhau được. Phải không? Làm gì cũng phải vuốt mặt thì phải nể mũi, phải không? Làm gì cũng phải vậy. Còn nó có một đảng, có một đảng muốn làm gì làm, cho nên các bạn đừng nói một đảng ổn định chính trị, không có đâu nha. Một đảng mới chết đó. Một đảng tiền của chúng ta bị xài tùm lum tà la, nó xài không ai kiểm soát được mới chết đó. Chứ đừng nói một đảng ổn định về chính trị. Ừ, ổn định lắm đó, ổn định. Giờ nhìn đi, người ta xuống đường người ta biểu tình thì các bạn nó loạn, không có đâu. Người ta biểu tình là người ta được nêu lên cái quan điểm chính kiến, từ đó cái chính phủ người ta mới sợ, người ta mới lắng nghe ý kiến của người dân, chứ không phải biểu tình là loạn đâu, không phải vậy đâu. Để cho họ một đảng không muốn làm gì làm mới loạn, cái đất nước mới loạn đó. Mới xã hội Việt Nam bây giờ nó loạn là vậy đó. Ừ, vậy thấy không? Bao nhiêu năm trời đó bây giờ còn nội tạng người để bán. Ừ. Thật sự là hôm nay Dương không có coi tin tức của Việt Nam nhiều lắm anh chị, Dương không có coi tin tức nhiều lắm. Biết bao nhiêu ngày hôm nay chúng ta ngồi đây chúng ta nói chuyện như thế này, Dương ngồi Dương có thể nói chuyện như thế này. Biết bao nhiêu anh chị của chúng ta đang ngồi trong nhà tù không? Và ngày hôm qua hôm kia có những vụ án mới mới vừa gọi là giống như mới đưa ra tòa để giải quyết để xử xét xử nữa. Và có những người phải nhận những mức án 9 10 năm tù, tại sao họ vẫn chấp nhận, họ đấu tranh anh chị. Những cái khoảng thời gian tù tội đó rất là dài, sau 40 năm giải phóng rồi đó mà bây giờ tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị còn rất là nhiều và quốc tế lên án rất là nhiều. Đó. Sao mà gọi là tự do được? Họ đang đấu tranh vì chúng ta đó, họ đang đấu tranh cho cái quyền tự do ngôn luận của chúng ta, họ đấu tranh cho cái quyền con người của chúng ta, họ đấu tranh để rồi một ngày nào đó nếu như nhiều người đứng lên thì các bạn khi về già các bạn sẽ không lo lắng nữa. Các bạn về già, các bạn bệnh tật, các bạn ngồi một chỗ, các bạn đã có những cái chính sách họ dành cho các bạn rồi, các bạn không lo lắng nữa. Họ đang đấu tranh vì các bạn đó, chứ không phải họ đấu tranh cho chính bản thân họ đâu. Họ cũng có thể ngồi ở nhà giống như chúng ta, họ có thể hưởng thụ giống như chúng ta, nhưng mà tại sao họ có thể hy sinh nhiều năm nhiều tháng trong tù? Họ hy sinh luôn cả gia đình con cái của họ, họ chấp nhận đối mặt với những cái sự khó khăn, những cái sự nguy hiểm trong tù, trong lao lý đó cho chúng ta. Còn chúng ta thì chửi họ là những người làm chuyện tào lao. Để rồi ngồi ở ngoài đây chứ các bạn ăn đồ ăn độc hại. Để rồi các bạn ngồi ở ngoài đây phải đi trong cái môi trường giao thông rất là phức tạp, nguy hiểm. Để rồi các bạn phải đối phó với cái nạn rình rập bắt cóc con cái chúng ta bất cứ lúc nào. Con cái của chúng ta có thể uống nước giả lao bất cứ lúc nào. Con cái của chúng ta có thể đưa vô trong trường mầm non bị nhồi, bị nhét, bị tán vô mặt bất cứ lúc nào. Con cái của chúng ta có thể bị hiếp dâm bất cứ lúc nào. Con cái của chúng ta đi ra đường có thể bị giao thông, bị tai nạn bất cứ lúc nào. Con cái của chúng ta có thể vô trong trong bệnh viện có thể bị chích nhầm thuốc và chết bất cứ lúc nào. Hãy đưa cho tôi bệnh viện là các bạn lo sợ trước đi, cái loại thuốc đó được chích vào không biết có an toàn không, không biết 5-10 phút nữa con mình có thở bình thường hay không. Nhưng mà những người đang đấu tranh, họ đang trong tù, họ đang đấu tranh cho cái sự an toàn đó của chúng ta, chứ không phải giống như những gì cộng sản tuyên truyền đâu. Họ đã bất lực, cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam đã bất lực trong cái khâu quản lý rồi. Họ không kiểm soát được từ trên xuống dưới rồi, họ không kiểm soát được và để dẫn đến nhiều cái hệ quả, cho nên những anh chị đó lo sợ cho thế hệ tương lai, họ phải đấu tranh và họ chấp nhận ở trong tù nhiều năm và họ vẫn cương trực, họ đứng trước tòa án và họ chấp nhận, họ không nhận tội
Và những năm tháng tù giam như thế là anh chị thấy tuổi xuân họ đi qua, họ được cái gì? Họ chỉ mong rằng cái sự hy sinh đó, cái sự dấn thân đó báo thức cảnh tỉnh cho nhiều người còn ở bên ngoài cố gắng lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để đấu tranh cho một cái công cuộc chung để bảo vệ con cháu chúng ta, bảo vệ con cháu chúng ta sau này. Dương đáng lẽ là mình ra bên đây là Dương yên ổn và Dương không cần phải lên tiếng, nhưng mà thật sự với anh chị, Dương và nhiều anh chị em khác không thể nào mà ngồi yên mà đứng nhìn cái tình hình Việt Nam như thế được. Không thể nhìn con cháu của chúng ta sau vài chục năm nữa, chúng ta già chứ. Bây giờ Dương 35 tuổi, vào 20 năm nữa, 30 nữa Dương già rồi. Lúc đó Dương muốn nói gì Dương cũng nói không được nữa. Dương cũng không còn hơi đâu, sức đâu mà Dương ngồi nói như thế này nữa. Dương không thể nào. Rồi Dương chết, Dương nằm xuống cũng không mang lại được cái gì cho con cái mình. Rồi để sau này con cái của chúng ta phải sống trong một cái môi trường như vậy, chúng ta đau lắm. Rất là đau. Không thể nào mà mình đi làm kiếm thật là nhiều tiền, mình bất chấp tất cả cái môi trường sống của con cái chúng ta, rồi nó hết cái gì? Mình đẻ con mình ra nó hết cái gì anh chị? Nó hết không khí ô nhiễm. Rồi mình đẻ con mình ra, mình thương con, mình yêu con mình lắm, mình mới đẻ con mình ra, mà để nó đi trong cái môi trường giao thông lát có thể cán nó chết bất cứ lúc nào. Rồi để nó sống trong một cái môi trường con gái cháu của chúng ta lúc nào cũng bị giống như kẻ gian, lúc nào cũng rình rập, nó muốn bắt chúng ta, nó muốn bắt con cháu của chúng ta giống như bắt chó vậy anh chị thấy không? Ở Việt Nam anh chị thấy cái trường hợp bắt chó không? Nó quăng cục thuốc chó, nó cầm cái cây là nó chụp một cái, nó lôi con chó đi anh chị thấy không? Con cháu của chúng ta cũng vậy, bồng trên tay thôi mà nó lại nó giật ngang giật ngược như này. Cái xã hội Việt Nam nó gọi là thanh bình, chúng ta sợ chứ anh chị. Bây giờ là năm 2018 rồi mà đến nghĩ đến 2025 đi, 2030 đi, anh chị nghĩ nó còn tệ cỡ nào nữa, nó kinh khủng cỡ nào nữa. Rồi chúng ta làm gì để chúng ta bảo vệ? Bây giờ chúng ta còn trẻ, chúng ta không bảo vệ con cháu chúng ta được. Anh chị nghĩ thì 30 tuổi mà anh chị không làm gì để bảo vệ con cháu mình được. Anh chị tưởng tượng 60 tuổi anh chị làm nổi không? Anh chị chống gậy rồi đó, anh chị làm gì nổi nó không? Sao làm nổi được? Không có làm nổi. Nhà của Dương vậy đó, lúc nào cũng nhiều lắm, rất là nhiều. Đây là cái tháng 4, ngày 13 tháng 4 năm 2018, cũng là một cái tháng gọi là cái tháng có thể nói là ngày xưa Dương không biết, Dương vẫn cho rằng đây là cái tháng giải phóng miền Nam. Có nghĩa là mình vẫn cho ngày 30 tháng 4 là một cái ngày gọi là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ha, Dương vẫn cho rằng như vậy. Nhưng mà đến ngày hôm nay, khi mà chúng ta đã hiểu ra rồi thì chúng ta mới biết được ngày 30 tháng 4 không phải là cái ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước được nữa. Mà cái ngày đó là cái ngày mà nhiều người tại miền Nam họ mất nhà mất cửa. Anh chị thấy bao nhiêu người mà họ sống ở nước ngoài đó mà anh chị cho rằng họ lưu vong đó. Đáng lẽ miền Nam Việt Nam là cái nhà của họ, đất nước của họ. Ha, mà bây giờ họ phải chọn những cái đất nước bên ngoài để họ sống. Họ sống gọi là lưu vong. Thì cái đó gọi là giải phóng không? Không có gọi là giải phóng. Chúng ta phải tư duy, chúng ta phải suy luận cho nó logic một chút. Nếu đã gọi là giải phóng thì tất cả mọi người đều sống trong hạnh phúc, trong độc lập, trong hòa bình, trong tự do. Mà nếu mà đã gọi là đi giải phóng rồi mà tại sao có hàng triệu người phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vườn, họ rời xa quê hương của họ để họ đến một đất nước khác, vậy thì chúng ta có thể gọi là giải phóng không? Và Dương tin rằng mặc dù chúng ta đã sống trong một cái môi trường đó đó, chúng ta ăn đồ ăn độc hại thiệt, nhưng không đến nỗi chúng ta không phân định được, chúng ta không định nghĩa được, chúng ta không phân tích được. Ồ, giải phóng đó sao? Ồ, giải phóng mà hàng triệu người Việt của chúng ta phải sống lưu vong như vậy, cái từ giải phóng nó có đúng hay không? Có hợp lý hay không? Thì cái điều đó mới cho chứng tỏ rằng cái việc ăn học của chúng ta nhiều năm nhiều tháng nó có kết quả. Mà chúng ta học nhiều năm nhiều tháng, chúng ta vận dụng đầu óc và chúng ta không phân tích được cái chỗ này là kể như xong, cái sự giáo dục của chúng ta nó có vấn đề rồi. Nó có vấn đề rồi. Nha các anh chị. Dương lên tiếng như thế này, Dương chưa bao giờ xem thường người Việt Nam. Nếu mà xem thường người Việt Nam có nghĩa là Dương không muốn chia sẻ một cái điều gì ở bên ngoài cho các bạn biết hết. Những cái sự ở bên ngoài đó chỉ một mình Dương và những ai sống ở bên ngoài mới biết. Nếu Dương không muốn một Việt Nam tốt hơn, nếu Dương không muốn những cái thế hệ con cháu của chúng ta sau này sống trong môi trường tốt hơn, thì Dương đã im lặng để Dương sống cuộc sống hưởng thụ một mình. Dương có thể đi chơi khắp mọi nơi và Dương không cần quan tâm tới mặc kệ. Nhưng bởi vì Dương yêu và Dương mong muốn cái đất nước của chúng ta, những cái đứa em của chúng ta, những đứa trẻ của chúng ta sau này nó được phát triển và nó được có cơ hội xây dựng đất nước giống như những người bạn trẻ bên nước ngoài, cho nên chúng ta mới lên tiếng. Thật sự ra cái sự lên tiếng này không phải Dương đơn chị, mà những cái cơ quan, những cái chính phủ ở bên ngoài họ nhìn thấy được cái sự vi phạm nhân quyền quốc tế, người ta còn lên tiếng nữa. Đừng nói mình là công dân của Việt Nam, thấy không?
những cái nước khác, nước ngoài khác ngoài Việt Nam họ còn lên tiếng cho cái việc vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, thì tại sao chúng ta là công dân Việt Nam, chúng ta nói tiếng Việt Nam, chúng ta lại thờ ơ với cái vận mạng của đất nước mình? Tại sao người ta không có liên quan gì tới mà người ta còn phải quan tâm tới cái chuyện Việt Nam? Mình là công dân Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, chúng ta sinh ra ở đó, chúng ta máu đỏ da vàng, chúng ta sống ra lớn lên ở đó, nhà cửa chúng ta ở đó mà chúng ta không quan tâm, thì chúng ta mong muốn quốc tế quan tâm chúng ta sao? Thì kiến thức của Dương nó ít ỏi, nó hạn hẹp lắm. Dương cũng muốn chia sẻ một số cái thông tin đến tất cả các bạn. Vì sao mà Dương lên tiếng như thế thôi. Dương chỉ mong rằng là cái sự lên tiếng của mình, Dương biết có nhiều người nói không có sai. Nói như thế hoài để làm được gì? Nhưng nói như thế để mong những cái người mà ta có lương tâm, hoặc là những người bạn trẻ chúng ta cùng nhau chúng ta lên tiếng, để chúng ta nhận định ra cái vấn đề, để chúng ta hiểu ít ra không làm được thay đổi nhiều. Nhưng các bạn phải hiểu đúng cái vấn đề lịch sử, các bạn nhìn đúng hơn về cái vấn đề lịch sử, chứ không bạn không thể nhìn sai được. Ngày hôm nay Đảng Cộng sản Việt Nam họ dám nói họ viết sai không? Họ không dám nói đâu. Tại vì họ sau khi mà cái bên thắng cuộc, họ viết lại lịch sử, rồi ngày hôm nay họ lên họ nói với các bạn như thế nào? Họ nói với các bạn như thế nào về cái việc viết ra sai lịch sử này? Họ làm sao anh chị? Thì những cái người bên ngoài họ làm nhiệm vụ, họ mở để cho các bạn ở trong họ quen dần để một ngày nó thay đổi. Chứ bây giờ Cộng sản Việt Nam họ sẽ lên họ nói với các bạn như thế nào về điều này? Họ nói làm sao? Không thể nào nói được cái gì hết. Nhưng mà ít ra các bạn hiểu được cái vấn đề là những người ở bên nước ngoài họ đi như vậy không phải là phản động, không phải là lưu vong, mà thực sự ra họ là những người rất là yêu quê hương, yêu đất nước. Đó. Thì ngày hôm nay thì cũng lâu rồi Dương không có làm livestream ha. Nhiều người anh chị cũng vào cũng thắc mắc, nghĩ rằng là chắc Dương lúc này Dương không có lên làm, là Dương cũng vắng xa cái này kia, họ không có đâu anh chị. Dương vẫn còn ở bên đây, Dương vẫn coi tin tức nhiều, nhưng mà lúc này Dương đi học rồi nhiều vấn đề lắm, cho nên Dương không có thời gian. Dương chỉ mong rằng là Dương chỉ cần đòi hỏi một cái điều đơn giản vậy thôi. Nhiều làm không được, ít làm được cũng được nữa. Bây giờ đi vô bệnh viện phải có một cái chính sách nào đó cho mấy đứa con nít, cho cái người già là ok rồi. Bây giờ chỉ cần trẻ em, con nít mà đưa vô bệnh viện khám bệnh miễn phí, thuốc men đàng hoàng, không? Mặc dù người ta miễn phí nhưng mà phải có thuốc chất lượng cho người ta đàng hoàng. Còn người già vô là cứ vô nhận bệnh điều trị cho người ta đàng hoàng, chứ không phải vô phải có tiền đặt cọc, phải có tiền gọi là lệ phí gì đó rồi mới điều trị. Này, cái này là một cái nỗi mà băn khoăn và trăn trở vô cùng. Mà những người làm bên y tế á, ít ra họ phải có trái tim. Họ làm bên bộ y tế, họ phải có trái tim, họ biết thương chứ cái gì đâu mà vô ngày hôm nay tăng viện phí, 3 tháng sau tăng viện phí, 6 tháng sau tăng viện phí. Mà trong khi cái thu nhập của người dân ở tại Việt Nam thì nó không có tăng. Bao nhiêu cái chi phí nó tăng lên, nhưng mà viện phí nó cũng tăng nữa. Rồi bây giờ những cái người lao động ở Việt Nam nghèo khổ làm sao họ nuôi được? Mà rốt cuộc là ngày hôm nay biết bao nhiêu hoàn cảnh tăng thương tại Việt Nam, bởi vì họ không có tiền để họ điều trị, rồi họ đưa về nhà họ nằm họ chờ chết. Rồi có nhiều người có mối quan hệ ở nước ngoài thì họ nhờ nước ngoài cứu trợ giúp đỡ cũng còn đỡ đỡ, còn không có ai mà có mối quan hệ bên ngoài là nằm chờ chết luôn. Cái cảnh tượng vô cùng tang thương luôn anh chị, vô cùng tang thương luôn. Đó. Nhìn rất là buồn. Bây giờ thì Dương đọc comment khoảng 5 phút nữa thì Dương sẽ dừng cái chương trình livestream lại ha anh chị. Chị Karen Tân vào bệnh viện tiếp đãi với người bệnh tốt tí, đó là cái sự mong muốn của chị Karen Tân nè, thấy không? Ý thức nước ngoài họ cao lắm, kệ đi cho chết hết đi, nói làm gì cho mệt. Không, Dương không làm vậy được anh chị, Dương không làm được. Có nhiều người họ nói vậy nè, Việt Nam nói không có được đâu, Việt Nam không có làm nên thay đổi được đâu, kệ mẹ nó đi, đừng có nói nữa, Dương không làm được anh chị. Thật sự ra nhiều khi Dương muốn như vậy lắm, Dương làm không được. Cái trái tim của mình nó không có thể nào mà nó thấy vậy rồi biểu im, người ta biểu im đi, không làm được đâu. Bao nhiêu triệu người tại Việt Nam bị như vậy hết rồi, không làm nên thay đổi đâu. Nhưng mà Dương cũng vẫn cố gắng hết sức có thể, chứ Dương không thể nào Dương im được. Dạ. Chú Nelson Võ, chú mới đi chụp hình phổi miễn phí ở Mỹ. Ở Việt Nam á chú không có chuyện chụp hình miễn phí đâu hả chú. Chú trước khi chú đến cái chỗ mà chú chụp hình á, chú phải đến đóng tiền trước. Họ sẽ đưa cái phiếu rằng chú đi đến đó chú chụp hình thì chú phải đi đến đó đóng tiền trước rồi chú mới đi vô trong cái chỗ chụp hình. Ở bên Việt Nam là như vậy, chú muốn chụp X-quang, chú muốn xét nghiệm máu thì chú đi qua cái chỗ đóng tiền trước rồi đi tới cái phòng số máy đó để mà đi chụp đi lấy máu xét nghiệm. Dương không biết là cái Việt Nam nó học của ai, Dương không biết nha.
Còn ở bên Na Uy này á, đi khám bệnh hết đi rồi sau đó tính tiền sau. Ở bên Na Uy này đi khám bệnh này kia nọ hết đi, đi lấy máu tùm lum tà la này kia nọ hết đi, rồi lúc đó tính tiền sau. Còn ở bên Việt Nam á, là đi tính tiền hết đi, đi khám chỗ nào đóng tiền đi, rồi bắt đầu đi lại đằng đó lấy máu, đi xét nghiệm hay chụp X quang, đi tới chỗ đó chụp đóng tiền đi, rồi đi chụp X quang. Nó như vậy đó. Thì anh chị để cho các bạn thấy được là cái xã hội Việt Nam của chúng ta, tiền lúc nào nó cũng đi trước hết, tiền đi trước trong mọi cái vấn đề. Tiền đi trước trong mọi cái vấn đề. Và chúng ta thấy được cái tính mạng con người của chúng ta nó rẻ bèo, nó rẻ lắm, cho nên chị thấy đồng tiền ở Việt Nam vô cùng lớn. Tại vì đồng tiền ở Việt Nam mọi cửa đi vào, không phải con người bước vào trước, không phải nhân cách con người bước vào trước, không phải cái năng lực con người bước vào trước, mà đồng tiền bước vào trước. Bước vào trước anh chị, một là đồng tiền bước vào trước, hai là mối quan hệ để anh chị bước vào, chứ không phải là đó là năng lực, nhân cách, trình độ của các bạn, mà là đồng tiền nó đi vào trước. Rồi, Dương cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị đã dành thời gian để mà ngồi đây để mà nghe Dương chia sẻ những cái vấn đề ha. Ở bên nước ngoài có những cái chính sách phúc lợi dành cho người ta rất là tốt, và cũng có nhiều anh chị ở bên Úc, có nhiều anh chị ở bên Canada, có nhiều anh chị bên Mỹ đã chia sẻ những cái điều này rồi, không chỉ riêng Na Uy. Cái tiếng nói của Dương nhằm để phụ trợ cho những cái tiếng nói của những anh chị khác, để mà củng cố thêm niềm tin cho những người bạn đang sống tại Việt Nam, không có cơ hội nhìn ra bên ngoài, không có cơ hội được tiếp xúc, tiếp cận với những cái nền văn minh ở bên ngoài. Thì chúng tôi, những người đang sống tại nước ngoài đó, thì Dương cũng chỉ mới ra, chứ nói thật là chỉ có 1 năm 10 tháng hơn thôi. Thì những cái gì Dương chia sẻ, Dương biết, thì Dương cố gắng chia sẻ để chúng ta nhìn ra được bên ngoài với cái camera nhỏ như thế này, để chúng ta hình dung, để chúng ta biết được chúng ta mất cái gì, chúng ta được cái gì, để chúng ta lên tiếng ha anh chị. Chứ Dương lên tiếng như thế này thì Dương biết bản thân mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn trở ngại, nhưng không sao. Đối với Dương thì cái sự sống của Dương á, thì Dương cảm thấy nó mỏng manh lắm anh chị. Chúng ta không biết được ngày mai chúng ta còn thở hay không, nhưng mà miễn rằng ngày hôm nay Dương sống có ý nghĩa là Dương cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi. Rồi thì bây giờ Dương xin dừng cái chương trình livestream này lại. Dương chúc tất cả các anh chị em trên Facebook có những cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ha. Dương, hộp gà nào nấu nước sôi đó, bỏ vô quậy quậy, mà hộp gà mà ngày xưa uống hộp gà là tao nói cũng là hạng sang rồi đó. Nước cơm. Cái này là nói là nước cơm. Tao nói bao nhiêu năm trời uống nước cơm không, bây giờ ra nó uy nè. Trong tủ lạnh thì lúc nào nó cũng có sữa hết trơn á. Còn ở Việt Nam là nước cơm chắc lên nấu cho nhiều nước. Ở Việt Nam nấu cho nhiều nước, nó sôi lên lấy nước cơm chắc vô, xong rồi bỏ đường vô, bỏ đường vô hút nước cơm làm sữa đó. Vậy đó, mà có biết mẹ gì đâu, có ra nước ngoài đâu biết, đâu có biết ở nước ngoài người ta lo con nít đâu, đâu có biết nước ngoài nó lo về thể chất con người đâu, nó đâu có biết nước ngoài nó lo cho cái trí tuệ, cho cái thể lực của trẻ em đâu, đâu có biết đâu, đâu có biết đâu anh chị, ra đây mới biết đó. Trong nước không biết gì hết trơn. Rồi hỏi làm sao người Việt Nam không đẹp. Ở Việt Nam đẹp ngát hả? Người Việt Nam đẹp không, dinh dưỡng có đâu. Ở bên đây nó ăn xúc xích, nó ăn phô mai, nó ăn sữa, nó uống sữa, nó ăn tùm lum dưỡng chất hết. Việt Nam đẹp là vậy đó. Đẹp rồi không có cái dinh dưỡng nữa. Rồi cái trí não của chúng ta đã dậy rồi, ăn đồ độc hại nữa. Rồi làm sao Việt Nam nó phát triển bình thường được? Không có phát triển bình thường được. Nó có nhiều người nói kìa. Dương nè, ăn cơm cháy cạo, ăn cơm với nước dừa non chặt, bỏ vô nước dừa hút rột rột vậy đó, bỏ một cục muối vô, anh chị thấy không, tại vì nước dừa ấy mà bỏ cục muối vô, hoặc không á là bỏ miếng nước tương vô. Trời, ngày xưa kiếm nước mắm cũng khó nữa, bỏ miếng nước tương nước mắm vô cho nó mặn mặn vậy nó hút. Còn hả, nước cơm hút rồi ăn cơm trộn với đường khổ không đó, đâu có biết cái gì đâu, không biết gì hết trơn. Mà trong khi cùng một giai đoạn, cùng một lứa tuổi với mình nè, những người bạn cùng tuổi với Dương nè, họ sinh ra tại Na Uy nè, trời đó, nó sướng như tiên luôn. Cha mẹ nó vượt biên đó, cha mẹ nó khổ đó, vào những cái giai đoạn mà cha mẹ lên đên trên biển không nói, nhưng mà nó sinh ra nó bằng tuổi với mình à. Ở bên đây nó sướng như vậy, còn Việt Nam á, trời ơi, Dương lăn lộn giống như là con cóc ghẻ vậy đó anh chị, không biết gì hết trơn, đâu có biết đâu, mãi nó sau này mới biết. Vậy thì cái mong muốn là gì? Cái Dương mong muốn là cái tuổi trẻ Việt Nam, những cái thế hệ trẻ em bây giờ ở quê hay là ở thành phố, người nghèo hay là kẻ giàu, nó phải được chăm sóc như nhau. Họ đánh thuế để làm gì? Họ đến thế thì họ phải ưu tiên vô cái lực lượng mầm non, họ ưu tiên vô cái lực lượng trẻ đó, tại vì sau này nó là gì, chủ nhân của đất nước, nó sẽ tiếp nối chúng ta để nó phát triển cái đất nước. Anh giờ anh chị thấy nó có chăm sóc gì không? Tiền đi, cha mẹ có nhiều tiền thì con học trường tốt, cha mẹ có ít tiền thì con học trường dở, cha mẹ mà không có tiền nghỉ học.
Làm sao biết không lên tiếng không? Xót chứ chị. Mình là người có cái trái tim, mình xót chứ chị. Bao giờ bao nhiêu đứa trẻ ở Việt Nam giờ trần truồng như nhộng, không có quần mặc luôn. Đó, 43 năm rồi đó. Không có Việt Nam không có khá hơn. Nhìn thì nó coi coi cái vẻ bề ngoài đó, cơ sở hạ tầng có vẻ khá đó. Nhưng mà ở bên trong nó đi ngược lại hết trơn. Cái vấn nạn cướp giật ở Việt Nam chưa bao giờ mà nó phổ biến nhiều như bây giờ. Mà bây giờ tôi hỏi anh chị nè, bây giờ Dương hỏi các bạn trẻ tại Việt Nam cho Dương một câu trả lời nha. Ở Hà Nội nó cướp có nhiều giống như trong Sài Gòn không? Tại vì Dương chưa ra Hà Nội, Dương có một cái người bạn là chị Nguyễn Liên đó. Chị nói là ở ngoài Hà Nội không có cướp trong giống như trong Sài Gòn, thì Dương không biết. Bây giờ Dương muốn hỏi số đông để Dương bên cạnh Dương chia sẻ những cái gì Dương biết được bên đây rồi. Bây giờ Dương muốn các anh chị giúp Dương, các bạn giúp Dương cho thêm Dương cái kiến thức với. Ở anh chị mà đã từng sống ở Sài Gòn rồi á, Dương không dùng từ Sài Gòn nha, Dương đã từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh rồi đó. Rồi anh chị sống ở Sài Gòn, Hà Nội đó, anh chị cho Dương thấy được nơi nào an toàn hơn nơi nào. Đến bây giờ Dương không biết được, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh cướp kinh khủng, tai nạn giao thông kinh khủng, giết người kinh khủng, nạn tham nhũng kinh khủng. Bây giờ Dương muốn biết được ở Hà Nội như thế nào cho Dương biết với. Hà Nội cướp ăn cắp như kiến thì Dương. Anh chị cho Dương biết cái tình hình ở ngoài Hà Nội như thế nào. Cướp giật và lừa đảo nhìn tới nhìn lui xứ Việt Nam đéo giống ai. Sao giải phóng mà mình tới bữa ăn phải ăn mì độn trước sau đó mới ăn tới cơm, đúng rồi đó. Sài Gòn cướp nhiều hơn. Ở Hà Nội bình yên hơn. Đó. Cho Dương biết để Dương nói tiếp. Hà Nội tàu khửa kinh khủng. Mấy anh chị mà đang ở Hà Nội giúp Dương có thông tin với. Để Dương nói tiếp. Dương phải coi cái số lượng đông người ta nói chuyện như thế nào rồi lúc đó Dương mới nói. Hà Nội cướp giật ít. Rồi đó mấy anh chị trong trong Sài Gòn, mấy anh chị trong thành phố Hồ Chí Minh coi nha. Cho người ta comment nha. Bên ngoài thì cơ sở hạ tầng phát triển nhưng bên trong toàn mắc nợ, đúng rồi. Thủ đô không có đùa được. Thủ đô không có đùa được, người Hà Nội vào Sài Gòn làm cướp rất là nhiều. Nó là cái comment của Trần Thanh Long. Hà Nội cướp như quân Nguyên. Hà Nội bình yên. Ủa sao kỳ vậy? Sao người nói không, người nói có là sao? Trần Vĩnh Nguyên, Sài Gòn nhiều hơn em à. Bây giờ Dương đợi thêm 2 phút nữa nha. Thành phố Hồ Chí Minh đi khuya đường vắng là gần như cướp chắc. Gặp cướp chắc. Cướp thì cướp nhiều là dấu hiệu của xã hội phát triển. Trời đất ơi. Trần Vĩnh Nguyên do người Hà Nội ra ra. Hà Nội giờ tàu cộng ở hết rồi. Ngày nay mới gọi là phồn vinh giả tạo nè. Đó. Sơn Ca Hải anh là người Hà Nội. Thái An Thái Bình cướp vô Hồ Chí Minh. Trung Đỗ Hà Nội kẻ cắp ở lẫn với người. Tôi là người Hà Nội. Không. Đó anh chị thấy không? Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Nội hay bãi rác của Đông Nam Á là Dương dựa vào trong cái comment này để Dương nói chuyện nha. Chứ Dương không có nói theo cái quan điểm cá nhân của Dương nha anh chị. Dương đang đợi để coi số đông người ta nói như thế nào nè. Hà Nội trùm cướp, cướp cả miền Nam. Hà Nội dễ chết hơn Sài Gòn, sung sướng. Sài Gòn xuống nhiều hơn, súng nhiều hơn hả? Sài Gòn ít cướp rồi em. Rồi tăng Yamaha không có đâu hen. Sài Gòn đa phần người Bắc vô cướp. Đắk Lắk giờ cũng cướp nhiều, toàn là cướp áo xanh áo vàng không á. Không ở đâu bình yên hết chị ơi. Đó, rồi ok bây giờ đó, anh chị coi đi, anh chị coi comment đi. Dương ở Sài Gòn mười mấy gần 20 năm trời. Gần như Dương chứng kiến nhiều cái cảnh giật đồ lắm. Và Dương chứng kiến nhiều cái vụ la ó cướp 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 cướp. Mình đang chạy ra ngoài đường vậy anh chị. Mình nghe người ta la thất thanh và chính bản thân của Dương cũng bị cướp. Dương bị cướp mấy lần. Mà Dương nghe điện thoại, Dương đã chạy. Dương biết là mình đứng cùng chiều á, thì Dương sẽ bị giật điện thoại rất là dễ. Mình biết khôn rồi, mình biết tránh rồi. Mình đi vô con đường đó, mình đứng ngược chiều ha. Mà mình nghe cái điện thoại là anh chị biết nghe vậy nè, cũng bị giật nữa. Mất. Tới chừng mình la cướp rồi anh chị, nó dàn 3-4 chiếc xe luôn. Cái chiếc xe đầu tiên nó giật. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị mình phóng lên mình dí theo. Hai chiếc xe chạy xong nó cản lại, nó không cho mình dí theo. Mà mình có la cướp không có ai chạy theo vì cái điện thoại của mình. Không ai dí theo hết, mất cái điện thoại. Rồi ngày xưa Dương ở trên Sài Gòn, Dương để mà Dương đi thi vào trong trường đại học Nông Lâm Thủ Đức á.
Dương bị hai con người bắt. Dương bị hai con người bắt vô mình dưới quê mà anh chị biết, người miền Tây mới lên Sài Gòn mà ngây thơ ngốc nghếch dữ lắm. Đó là năm 2004 Dương mới lên. Dương bị vô tới trong tới cái phòng trọ mà Dương ở luôn, lấy vụ Dương sạch tiền luôn, sạch tài sản của Dương luôn, lúc đó Dương có dây chuyền vụ sạch. Bị hai lần rồi đó. Rồi một lần nữa là Dương gần đây nhất là năm 2015 hay sao á, là Dương bị cắt ổ khóa luôn. Ổ khóa mà được đã khóa trong khóa ngoài rồi, nó cắt nó đi vô trong nhà, nó lấy máy móc của Dương sạch sẽ luôn, nó lục tung cái tủ của Dương lên luôn. Nó mấy lần rồi đó anh chị. Đó là những gì Dương trải nghiệm tại Việt Nam đó. Cái đó là những gì Dương trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Dương trải nghiệm đó, Dương kể cho anh chị nghe. Dương không có tài sản nhiều mà có những người có tài sản nhiều như vậy nè. Dương nhớ có một cái câu chuyện mà cái chị đó đi xe SH. SH loại gì Dương không biết, nhưng mà đi tới cầu Phú Mỹ ban đêm đó anh chị, hình như đeo tới túi sách cũng mắc tiền, đeo trang sức cũng nhiều, đám cưới hay sao, anh chị nó dừng là nó chặt 4-5 thằng thanh niên, nó chặt cái tay mém rớt luôn. Thì chắc ai ở Việt Nam chắc biết mà. Thì cũng may lúc đó là cái đường nó vắng ơ là vắng, cũng có một cái anh đó anh đi bán cá đi ngang qua, anh thấy đám đông như vậy giằng co với một cái cô gái, bắt đầu anh ta anh mới mạo gan, anh mới đi gần gần lại, bắt đầu anh la lên cướp 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 cướp, anh la lên. Thì lúc đó cái bắt đầu là mấy cái người kia mới hoảng quá, mấy người thanh niên nó mới hoảng quá, cũng may là cô gái đã quăng cái chìa khóa đi rồi cho nên nó không có lấy được chiếc xe. Thì lúc đó mấy tên cướp này nó mới bỏ chạy, chứ không thôi cô gái này cũng bị giết chết luôn. Đó là một cái trường hợp mà Dương kể thôi, trong hàng triệu cái trường hợp khác. Rồi gần đây nhất có một cái người mà Dương share trên cái Facebook của mình, nó đi ra ngoài đường mang cái túi sách mà Dương cũng chẳng hiểu tại sao luôn. Đã biết ở Việt Nam nó giật đồ, phải không? Đã biết ở Việt Nam nó cướp rồi mà tại sao vẫn cứ bẹo, Dương cũng không hiểu luôn nữa. Lạ vậy đó. Phải không? Đã nó biết là ra đường, tao nó khắp mọi hang cùng ngõ hẻm là lúc nào nó cũng có sẵn hết. Nó đứng dưới hình thức là xong đa ôm. Nó đứng dưới hình thức là những người ăn mặc rất là sang trọng, nhưng mà nó là cướp, nó lại là giật. Vậy mà cũng khoe hàng ca khúc như vậy nè. Khoe hàng ca khúc như vậy nè, rồi mang túi sách gắt ngang cái cần cổ. Trời đất ơi, nó giật mà không gãy cổ là cũng mừng rồi đó. Nó giật mà không chấn thương đầu cũng là mừng rồi đó. Mà cứ đi ra đường là cứ bị. Cứ đi ra đường là cứ khoe, Dương cũng chẳng hiểu khoe cái làm gì luôn á. Rồi mà cái tính mạng của mình thì mình không có bảo vệ anh chị. Mà đã nói cái xã hội bây giờ anh chị thấy không? Người ta buôn bán lành mạnh, người ta buôn bán vỉa hè, người ta kiếm tiền, không? Người ta kiếm tiền một cách đàng hoàng, chính nghĩa. Nó không cho muốn người ta sống đàng hoàng, nó đẩy người ta vô cái chỗ đường cùng, người ta phải đi cướp. Mà cái xã hội bây giờ mà đi cướp nhiều như vậy thì ai là thiệt thòi? Thì chính chúng ta cũng sẽ là thiệt thòi thôi. Ở Việt Nam có nghĩa là mình đi cướp của người, rồi mai mốt cái người khác cũng sẽ đi cướp của mình thôi. Nó xoay vòng vòng ở trong đó đó anh chị. Nó xoay vòng vòng ở trong đó thôi hà. Nó rồi xong rồi lên mạng, là làng là sớm lên, anh chị cẩn thận nha. Mai mốt anh chị ra đường đó, đừng có đeo vàng nghe không? Đừng có mang túi sách nghe không? Đợi đến khi cái mặt không còn cái gì hết trơn, để đến khi cái tay không còn cái gì hết trơn, để đến khi cẳng chân không còn cái gì hết trơn mới lên cảnh báo với mọi người. Mà trong khi người ta đã nói rất là lâu rồi, đừng có đeo trang sức đi ra ngoài đường nha. Đừng có để giỏ sách ngang. Các anh chị có tiền có bạc, ở bên nước bên Na Uy này nó ngộ lắm. Anh chị có tiền có bạc. Không bao giờ anh chị thấy người ta có tiền hình thức bên ngoài hết á. Người ta mua mấy cái đồ bông mà mấy chục một hộp, đâu 7-8 đâu gì đó, mấy chục crone nghe thôi hả. Chứ họ không có chứng minh là anh chị người ta có tiền qua cái việc mà có tao vàng dòng ở trên tay này mà ngộ. Cái đất nước của người ta đó sống anh chị không có phân biệt giàu nghèo, cái khoảng cách giàu nghèo nó không có nhiều. Mà Dương không có thấy người ta show vàng nhiều, mà Dương thấy cái tính của người Việt Nam mình đó nha. Chứ không phải là bây giờ đâu, mà sao họ cứ thích show vàng nhiều chi vậy, Dương cũng không hiểu luôn anh chị. Kỳ vậy đó, anh chị Dương hiểu được không? Người Việt Nam mình đặc biệt rất là thích khoe vàng. Ngộ lắm luôn á. Dương đi vô trong mấy cái buổi tiệc mà của người Na Uy tổ chức này, Dương anh chị, Dương chỉ thấy người ta mặc đồ đẹp thôi, đầm này kia nọ thôi, một số trang sức đi theo phụ kiện đi theo cùng thôi. Chứ Dương không có thấy người ta mà diện vàng dòng linh, ta nói quá trời quá đất này kia nọ giống như người Việt Nam mình nha. Ngộ vậy đó anh chị. Thì nói chung là mỗi một cái quốc gia, mỗi một nơi có văn hóa khác nhau ha. Nhưng mà ở Việt Nam anh chị làm như vậy chúng ta thiệt thòi thôi hà. Tại vì á, nếu mà cái xã hội của chúng ta ăn mặc đẹp, chúng ta mặc mang trang sức nhiều đắt tiền mà chúng ta ra đường chúng ta an toàn thì ok anh chị cứ thoải mái anh chị làm. Nhưng mà cái vấn đề này nó gây nguy hại cho chúng ta, nó gây nguy hiểm cho chúng ta. Anh chị bây giờ anh chị đi một mình không sao, bây giờ nó lỡ nó giật, anh chị đang chạy xe đi, ví dụ đi xe máy đi, nó giật không sao hết, anh chị có té gãy tay gãy chân không sao, mà lỡ con của mình thì sao, mà lỡ đi chung với chở với người lớn rồi sao,
phải không? Rồi bây giờ nếu mà nó giật một phát mà ngã trong lề đường thì sao? Không sao ha. Còn bây giờ nó ngã ngược trở ra xe tải cán rồi thì sao? Trời ơi, bao nhiêu cái trang sức trên người của mình nó đâu có quý bằng cái mạng của chúng ta đâu. Vậy đó, mà đi ra đường cứ khoe vàng dòng tới khoe, khoe phủ phê luôn. Mà cái xã hội Việt Nam bây giờ nó cướp đại tràng luôn. Trời ơi, 43 năm trước nó cướp rồi thì bây giờ nó sẽ còn cướp đó, nó không có hết đâu. Ở Việt Nam nó không có hết đâu. Thấy không? Không hết đâu. Làm ơn đi anh chị, không phải Dương nói này, Dương ganh tị với anh chị đâu nha, không có đâu. Bây giờ muốn lấy trang sức rồi, Dương lấy trang sức Dương đeo cho anh chị coi, không có muốn đâu. Đừng có như vậy, đeo như là như vậy rồi chúng ta bị chấn thương sọ não đó anh chị, làm như người thực vật, chúng ta sẽ thiệt thòi, làm gánh nặng cho gia đình. Cái thứ nhất nè, cái thứ hai lỡ con cái của chúng ta bị gì rồi sao? Phải không? Rất là nguy hiểm chứ không phải Dương nói như vậy để Dương có muốn ý là ôi ganh tị quá không có tài sản cho nên mới nói thế vậy, không phải đâu nha anh chị, đừng có làm như vậy, đừng có tạo điều kiện cho chúng ta gặp nguy hiểm. Chúng ta là giống như là con mồi vậy đó, phải không? Chúng ta trời, chúng ta bẹo mà, chúng ta bẹo, nó đang đói đang nghèo, nó gặp ở Việt Nam thuốc phiện ma túy này, những cái kẻ hút chích thiếu gì, cho nên anh chị đừng có tạo điều kiện để nó giật rồi mình gặp nạn, tội lắm. Vừa móc điện thoại ra một tí là có thằng chạy qua nhìn liền nó, thấy không? Ở Việt Nam còn cái gì an toàn? Thực phẩm độc, đụng xe, trộm cắp, gian lận, buôn bán, thất nghiệp, đút lót, bắt cóc, hãm hiếp, cô giáo đánh trẻ, ép học, đánh ghen, đánh bạn, ngoại tình, ăn nhậu, hút chích, kể tới mai không hết. Đó, một cái câu comment vậy để trả lời hết cho những người đang chửi tôi, hay không? Cái Dương cái nghĩ là bạn Phương Ly này nè, bạn Phương Ly, Phương Uyên Ly này chắc bạn cũng đang ở vòng vòng trong Việt Nam chứ không ở đâu xa hết á. Thì bao bao nhiêu người comment chửi tôi, bao nhiêu người comment nói như vậy là các bạn đủ hiểu tình hình Việt Nam bây giờ rồi, nó không có ổn gì hết. Cho nên đừng bao giờ dùng cái luận điệu của Cộng sản nó dạy các bạn mà các bạn chửi tôi. Tôi không có khe đâu, nghe không? Ngày xưa tôi mới lên làm livestream tôi còn yếu bóng vía, phải không? Còn yếu bóng vía còn bị mấy người đập 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 đập. Bây giờ là không có đâu luôn. Trời ơi, như đàn gãy tay trâu vậy đó. Tôi nói hoài, tôi nói cho mọi người, tôi nói cho người trong nước họ hình dung ra được cái phúc lợi ở bên ngoài như thế nào. Tôi hiểu tới đâu tôi nói tới đó, tôi có thời gian tới đâu tôi làm tới đó, phải không? Tôi phải nói cho mọi người biết để mọi người biết rằng ở bên ngoài á, người ta có đánh thuế thì cái tiền thuế đó đổ vô đâu, người ta làm cái gì, chứ không phải cái tiền thuế đó đánh thuế xong rồi bỏ vô túi của người quan quan liêu à, rồi xong rồi quan liêu dùng tiền đó nuôi gái nuôi bồ bịch, bà nội cha nó tiền mồ hôi nước mắt của mình. Tao nói người làm doanh nghiệp, tao nói cố gắng tìm đầu ra để buôn bán, để bán làm vừa khít luôn, không tưởng tượng nổi luôn. Nó thiết kế cái nhà vị trí đặt đồ đặt đồ trong cái nhà cũng vậy nữa. Tại vì sao? Tại vì xã hội của người ta tận dụng chất xám, tại xã hội của người ta phát huy tận dụng cái tuổi trẻ, Việt Nam không có đâu, không, cho nên nó chở cây chở nhôm đồ dài sòng sọc chạy ra ngoài đường. Mà các bạn đừng nói là cái do nó do con người Việt Nam. Từ đâu? Ở bên nước ngoài không phải con người ha. Ở Úc không phải con người, ở Mỹ không phải con người, ở Na Uy không phải con người, chắc ở bên mấy nước này con khỉ hết hay sao? Mà khỉ này sao tiến bộ dữ vậy, mà khỉ ở Việt Nam tiến bộ không nổi. Đúng không? Bao nhiêu năm trời rồi mà ở bên nước ngoài, nếu mà theo dựa theo gọi là những cái gì học ở tại Việt Nam á, Dương học ở tại Việt Nam tại con người tiến hóa từ loài vượn người mà. Phải không? Mà tại sao bên ngoài người ta tiến hóa mà tại sao cái xã hội người ta vậy, còn Việt Nam tới giờ tiến hóa không nổi. Không biết hóa nào không nổi luôn. Rồi tôi nói cái nói ráng ở đó chửi đi, ráng ở đó chống cộng đi, 43 năm nữa nói vậy cũng nói nữa, 43 năm nữa rồi sao? Nếu mà xã hội Việt Nam nó không thay đổi 43 năm nữa rồi sao? Các bạn không có được đi chơi, không được đi chơi thoải mái, cũng đi được nữa nhưng mà ai đi chơi nó, các bạn nhìn đi, cái xã hội người ta bình đẳng với nhau, không phải ca sĩ nổi tiếng được đi đâu hen. Cái xã hội người ta bình đẳng, không phải những ca sĩ nổi tiếng, những người có tiền mới được đi du lịch đâu hen. Tôi qua bên đây nè, tôi đâu có tiền nhiều đâu mà tôi có thể đi đây đi kia đi chơi luôn á. Nó bình thường, người dân họ thu nhập bình thường, họ có đi đi khắp mọi nơi đâu. Người dân Na Uy này đó, họ đâu có nói là mày phải có tiền mày mới được đi qua Mỹ à nha. Hỏi anh chị, hỏi coi người Na Uy có phải vậy không? Không có à nha. Mày miễn mày là công dân của Na Uy mày muốn đi qua Mỹ phải không? Mày lên trên mạng mày xin cái ESTA gì đó, mày điền cái đơn vô rồi mày đi qua Mỹ thôi. Ngày trước là đi qua Mỹ không cần điền luôn. Đó. Còn Việt Nam mình ha, 43 năm nữa đi. Là lúc đó hả? Lấy cái passport đó mà đem đi đâu á, chứ đừng đưa nó đi ra nước ngoài, ở trong Việt Nam luôn đi, chơi mình luôn đi, không? Bây giờ Campuchia mà còn nghỉ chơi. Đó, hỏi buồn không? Hỏi các bạn là công dân Việt Nam các bạn buồn không? Tôi còn là công dân Việt Nam nha. Tôi là công dân Việt Nam, quốc tịch Việt Nam đàng hoàng luôn nha. Nghe không? Đừng nói là mày ra nước ngoài rồi mày không có quyền nói về Việt Nam. Cái luật nào mà cấm tôi vậy? Tôi còn là công dân Việt Nam rõ ràng luôn. Bây giờ mà tôi có bị gì là tôi phải về Việt Nam đó. Và tôi bị có giống như là theo luật của Việt Nam á, tôi là con phản động này chống phá chính quyền nhà nước Việt Nam mà tôi bị xử theo luật của Việt Nam đó.
Vậy tôi có quyền lên tiếng cho những bất công đó không? Những đó là sự mất mát của tôi mà. Ủa tại sao tôi ra nước ngoài tôi bị xem thường? Ủa tại sao tôi ra nước ngoài tôi đứng tại sân bay Singapore mà tôi bị nhìn lên nhìn xuống? Ủa tại sao như vậy? Ủa tại sao đồng tiền Việt Nam của chúng tôi mang ra nước ngoài không xài được? Tôi được quyền ủa chứ. Tôi được quyền ủa chứ. Phải không? Đất nước Việt Nam không có của riêng ai hết trơn. Đất nước Việt Nam là của chung. Và trong đó có của tôi. Ông bà cha mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở đó. Không, không có của riêng ai, không ai được quyền cấm tôi về Việt Nam hết trơn. Nói mình đừng có về Việt Nam nữa, lấy quyền gì cấm. Nhà tôi, đất nước của tôi, đất của tôi có ở Việt Nam, nhà tôi có Việt Nam, lấy gì cấm tôi. Tôi là công dân Việt Nam, tự nhiên cấm tôi. Trời ơi, nó ngồi mày đừng có về Việt Nam nữa nghe, lấy cái quyền gì cấm. Mấy anh chị đâu có sinh ra tôi đâu. Tôi, cha mẹ tôi đẻ ra, ông bà tôi tạo ra tôi mà lấy quyền gì cấm tôi. Bởi vì sống trong cái xã hội độc tài cộng sản Việt Nam, nó không có nghe được những cái lời gọi là trái ngược với nó, cho nên nó cấm. Cấm vậy đó, cấm nó hoài. Ngày 30 tháng 4 1975, hàng triệu đồng bào phải ra nước ngoài ở lưu vong. Tôi không biết gì hết trơn. Trời ơi, tôi sợ gần chết luôn. Lúc trước ban đầu tôi trong nước tôi sợ lắm. Mấy anh chị ở nước ngoài về Việt Nam, tôi né như gì. Mỗi lần nói về tới lá cờ vàng bà sọc đỏ tôi né như gì luôn. Tôi né như gì luôn á, tôi sợ lắm luôn. Rồi bây giờ tôi được cái cơ hội tôi ra nước ngoài tôi mới hiểu. Nói thấy không? Có người hỏi nữa kìa, chị nói nhiều như vậy có được gì không? Có người hỏi nữa kìa, thấy không? Các em theo các em hiểu, chị nói như vậy các em có được có nhìn được gì không? Các em ít ra các em phải nhìn được, mà các em nói các em không nhìn được là cái đầu của các em bị hư luôn rồi. Chị nãy giờ chị nói chi tiết nhiều lắm luôn mà các em không nhìn ra được nữa là các em bị hư não luôn rồi. Chị nói là cái vấn đề ở bên nước ngoài, khi mà chị nói tới vấn đề bệnh viện, phải không? Thì ở bên Na Uy này các bạn điều trị đến mức độ nào thì chính phủ đã lo hết luôn. Nếu mà các bạn bị ung thư này kia nọ, chính phủ đã lo hết. Rồi có nhiều cô chú anh chị ở trong đây comment, ở bên Canada cũng vậy, ở bên Úc cũng vậy, ở bên Mỹ cũng vậy, hay này kia nọ, nước khác cũng vậy. Đó, thông tin này là các bạn mở rồi. Mà các bạn hỏi như vậy, nói như vậy để được cái gì không? Mà các bạn hỏi tôi là đi uống thuốc đi. Đi vào bệnh viện nào đó. Bệnh viện nào đó nằm trên đường Võ Văn Kiệt đó, cái bệnh viện dài dài, cái bệnh viện gì đó. Bệnh viện gì ta? Bệnh viện nhiệt đới hả? Cái bệnh viện gì? Vô trong đó thì chị đi, tôi không biết nữa. Không được cũng phải nói luôn. Nước giàu sao so với nước nghèo được chị? Nước giàu so với nước nghèo được chị? Nước giàu so với nước. Vậy các bạn cho tôi hỏi cái Việt Nam, miền Nam Việt Nam ngày trước là nghèo hay giàu? Miền Nam Việt Nam ngày trước là giàu hay nghèo? Bây giờ miền Nam Việt Nam bây giờ nè, bây giờ nhìn đi, bây giờ không so sánh đâu xa hết, tôi so sánh trước và sau thôi nha. Bây giờ tôi so sánh xa xôi, các bạn nói tôi là trời ơi, tại sao mà chị cứ so sánh vậy hoài chị? Tại sao mà chị chỉ cứ so sánh Việt Nam với Na Uy hoài? Việt Nam sao so sánh được này kia nè. Bây giờ ok, tôi không so sánh nữa. Tôi không so sánh, tôi không nói Việt Nam với lại Na Uy nữa nha. Tôi nói lại. Nhìn lại cái miền Nam Việt Nam trước và sau năm 75 đi. Rồi, ok, hỏi bạn. Tại vì sao mà ông bà của mình ngày xưa nói trời ơi, sống ngày trước có bệnh tật không có nhiều giống như bây giờ đâu con. Trả lời giùm tôi đi. Cái này là ông bà nói nghe. Tôi hỏi ông bà đàng hoàng luôn. Tại vì ở Việt Nam á, sau này tôi thấy bệnh tật nhiều quá, trẻ hóa bệnh tật nhiều quá, tôi sợ quá. Tôi mới chạy đi vòng vòng. Cái tính của tôi là tôi nhiều chuyện, mà tôi nhiều chuyện đúng, chứ không phải tôi nhiều chuyện tào lao. Chứ tôi không có đi nhiều chuyện cái kiểu mà mày hôm qua mày thấy không, cái thằng đó nó chở con nhỏ đó đó, rồi hai đứa nó giận nhau nó chia tay, rồi tao thấy cái thằng đó nó chở con nhỏ khác, rồi tao thấy con nhỏ kia nó buồn. Chuyện này là không bao giờ nha, tôi không bao giờ tôi hỏi mấy cái chuyện này. Tôi tám thì tôi có tám thiệt, tôi có nhiều chuyện thì tôi có nhiều chuyện thiệt, mà tôi nhiều chuyện khác. Tôi chạy tôi kiếm hỏi mấy người lớn không, mà cái tính của tôi khoái nói chuyện như người lớn lắm, ngộ vậy đó. Chú cô bà cho con hỏi là ngày xưa đó, cái thời mà trước xưa xưa nữa đó, thời cũ ngày xưa đó, bà cho con hỏi là ngày xưa bệnh tật có nhiều giống giờ không, sao mà con thấy giờ sao mà nhiều 30 tuổi mà con thấy bệnh tật ung thư chết quá trời, cái sớm con tao nói tuần lễ chết, tao nói hả chết bao người luôn. Trời ơi, người ta nói như vậy, mấy bà nói làm gì có, ngày xưa người ta sống rau củ quả sạch lắm, ngày xưa ăn này kia nọ nhưng mà đâu có bệnh tật giống như giờ này, sao bệnh giờ bệnh tật. Người ta nói, người ta biết. Người ta biết bây giờ bệnh tật nhiều, ung thư nhiều mà người ta không biết cái nguyên nhân mới ác. Người ta không biết nguyên nhân, ghê không? Ngộ chưa? Hỏi đi, bây giờ mấy bạn trẻ mà không tin hỏi về hỏi mấy người lớn lớn đi. Người ta hiểu đó, người ta nói ngày xưa sống á không có bệnh tật nhiều giống như bây giờ, mà bây giờ bệnh tật nhiều mà người ta không biết cái nguyên nhân nằm ở đâu á, làm sao biết được? Thông tin nó đưa cái gì đâu không, làm sao biết được?
thông tin lên mạng đưa gì đâu không. Việt Nam là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia có nền giáo dục hiện đại nhất thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia có passport quyền lực nhất thế giới. Nó toàn nói vậy không. Mỹ khủng bố, Đức khủng bố, giết chết bao nhiêu người, ABC các kiểu. Chứ bao giờ có bao giờ dám lên nói mà ngày hôm nay các bạn bị ung thư nhiều như vậy là bởi vì các bạn ăn đồ ăn độc hại nhập từ Trung Quốc qua. Và ngày hôm nay chính phủ Việt Nam á đã đồng ý cho hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam và họ không đánh thuế, có nghĩa là đánh thuế không đồng. Và ngày hôm nay á là tàu của Trung Quốc đi vào xâm nhập đánh bắt cá trên vùng biển của Việt Nam và nhiều ngư dân của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc đánh chìm và nhiều ngư dân của Việt Nam bị bắn, bị giết trên trên cái vùng lãnh gọi là lãnh hải của Việt Nam. Có dám nói không? Đâu có dám nói đâu. Nói cái gì đâu không à, làm sao mà người dân người ta biết được? Đâu có ai dám nói đâu. Cho nên người dân đâu có biết. Biết bệnh ung thư, biết chết nhiều đó mà không biết nguyên nhân vì sao chết. Đừng có nói nha, những người hiểu biết thì biết, những người dưới quê không biết. Biết chết nhiều mẹ ơi ơi, nói chết nhiều như vậy á là do số mạng ông trời gọi đó, phải không? Ta nói trời kêu ai nấy dạ, con người ta có tới số rồi thì chết thôi. Nó ở Việt Nam thấy ghê không anh chị? Anh chị thấy nó tuyên truyền thấy ghê không? Coi bói, coi toán, coi tuổi, coi tác, nó rồi tới số rồi đó. Bữa nay nó ra đường nó bị tai nạn xe, nó tới số rồi đó. Đó. Có vậy không? Không phải vậy đâu. Nhưng mà ở Việt Nam người ta hay dùng cái này để người ta giống như trấn an mình. Trời kêu anh nó dạ rồi giờ không tránh được. Tôi nói cái này ra nhiều người chửi tôi lắm, chửi tôi dữ lắm, nhưng mà tôi không có chịu vậy đâu à. Ai tin cái vụ này với tôi không có tin đâu à. Là do cái ý thức của chúng ta, do cái luật lệ của chúng ta, do cái cách chúng ta người, cái chính phủ của chúng ta nó dạy cái gì. Hồi nhỏ những cái người mà tham gia giao thông bây giờ 20 tuổi, 30 tuổi, hồi nhỏ nó họ được học cái gì? Nói nghe nè, 43 năm rồi nha. Đừng có nói tôi là nói chuyện vô bổ nha, 43 năm rồi nha, không? Đó, mà những cái người mà bị chết trẻ bây giờ là 20 mấy, 30 tuổi không mà nha, là học trong cái môi trường giáo dục của Cộng sản đàng hoàng à nha. Ý tôi nói vậy là hiểu không? Có nghĩa là họ được đưa vào trong cái môi trường giáo dục đào tạo cho người ta cái ý thức tham gia giao thông từ lúc người ta còn nhỏ. Đến bây giờ 30 tuổi, 40 tuổi là người ta đã có biết cái cách tham gia giao thông như thế nào cho an toàn rồi. Không có đâu, ra đường ta nói phóng xe như điên, xe phân khối lớn chạy ầm ầm phóng như điên luôn, rồi chết. Chết ai đau buồn? Cha mẹ đau buồn, anh chị đau buồn chứ ai. Tới số rồi đó, ông trời kêu ai nấy dạ rồi đó. Nói vậy đó không. Trời ơi, xã hội Việt Nam nó tiêu cực không tưởng tượng nổi luôn anh chị. Tiêu cực dễ sợ lắm luôn. Không phải tới số đâu. Chúng ta ở Việt Nam mà chúng ta bị tai nạn giao thông chết không phải tới số đâu anh chị. Do cái luật pháp của chúng ta nó làm cho người ta, chúng ta nó không có đi vào một cái khuôn khổ. Hay cảnh sát giao thông mà họ đứng ra ngoài đường, họ không làm việc cái trách nhiệm của mình. Cảnh sát giao thông mà đi ra đường mục đích chính là lấy tiền thì làm sao mà người ta tuân thủ luật giao thông được. Người ta chỉ đối phó thôi, là sống trong cái môi trường đó chúng ta chỉ đối phó. Đi học cũng vậy. Ở Việt Nam là chúng ta đối phó với nhau không à. Đi học cũng thế luôn. Đi vô trường học để đối phó với thầy cô, đi ra đường chạy xe cộ đối phó với cảnh sát giao thông, chứ không phải là tự trong cái ý thức của người ta nói ừ chúng ta phải chạy giao thông như vậy, chúng ta phải tham gia giao thông như vậy để chúng ta bảo vệ những cái người đi đường. Không có đâu anh chị, không có phải như vậy. Chúng ta đi ra đường là chúng ta trạng thái đối phó không à, và chúng ta gặp những người bạn của mình lâu lâu mới gặp, cái tự nhiên nó thân thiện với mình, ơ mày này kia nọ, họ gọi tới, họ gọi sáng hồi chiều bắt đầu nó đang chuẩn bị có một cái âm mưu gì đó, chuẩn bị có một sự tính toán gì đó, nó chắc nó chuẩn bị lợi dụng mình à. Phải cẩn thận, sống trong xã hội Việt Nam vậy đó. Bạn bè lâu lâu mà gặp, ê mày khỏe không, sáng chiều gọi tối là bắt đầu nghĩ được. Tự nhiên sao lâu quá nó không gặp mình, nó gặp mình nó gọi nó hỏi dữ người ta, chắc mai nó mượn tiền mình phải không. Bây giờ mình phải suy nghĩ cách, mai mà nó gọi nó mượn tiền mình nói làm sao ta, mình phải nói làm sao để cho nó mít lòng. Nó có không làm gì không. Chửi tôi khùng vậy á, nhưng mà cái gì Việt Nam cũng có hết trơn á. Tại mấy anh chị sống ở nước ngoài lâu năm, mấy anh chị không có tâm lý, mấy anh chị không hiểu thôi. Mà tôi nói thiệt, tôi sống ở bên đây 5 năm nữa là tôi quên, tôi không biết nói cái gì luôn. Nó đi có 2 năm là cái con đường ở trong kia tôi không nhớ tên nữa. Thấy không? Chuẩn quá chị Ương nè, chuẩn quá chị Dương nè, tôi nói như vậy. Nếu mà các bạn cho không đúng, tại sao có người nói chuẩn bị, chuẩn quá chị Dương, có người chửi tôi. Mấy bạn chửi tôi, mấy bạn là ai? Là cái giống dân gì? Phải không? Các bạn là giống dân gì? Cái giống dân xài luật rừng phải không? Tại sao có nhiều người người ta nghe người ta ok quá chừng nè. Nó rồi các bạn gì nữa? Đỗ Đình Thắng Toyama này bạn cũng lì quá ha. Lì ơi là lì luôn.
Bạn hỏi tôi, bây giờ tôi hỏi bạn hỏi ông bà của bạn, bạn đừng hỏi tôi ông bà nội, ông bà ngoại còn sống không hay là ngủm hết rồi. Mà nói thiệt, ông bà tôi ngủm hết rồi. Ông bà nội, ông bà ngoại tôi ngủm hết trơn rồi, phải không? Cha ngủm luôn rồi. Tôi nhiều chuyện là tôi nhiều chuyện những người khác. Tôi hỏi mấy người khác, mấy người lớn khác, phải không? Ông bà tôi không còn, tôi hỏi người khác, đó. Hỏi rồi mới hỏi, bây giờ hỏi người ta đừng hỏi tôi giàu hay nghèo. Tôi nghèo, tôi nói rồi mà, trời ơi, tôi sinh năm 85 mà trời, thời đó là thời bao cấp đó. Bà nội, cha ơi, tôi không may ra tôi không sinh ra trước cái thời đó chứ, tôi sinh ra trước thời đó chắc tôi cũng ăn bo bo độn, tôi cũng biết cái cảm giác nó là sao, nó hên quá, tôi sinh năm 85. À, có điều ngồi ăn cơm gọi là ăn cơm khét, gọi là ăn cơm nấu mà gọi là cơm mà nấu xong mà cạo rột rột á anh chị, không có cơm ăn mà gọi là giống như vét cơm mà cạo bằng cái nồi kêu rột rột đó, nó tôi đó. Ừ. Đó, sinh năm 85 mà 90 cũng còn nghèo mà, phải không? 91 cũng còn nghèo. Cái giai đoạn này là giai đoạn nào? Giai đoạn này giai đoạn nào? Đừng có giai đoạn này của Việt Nam Cộng Hòa nha. Giai đoạn này Cộng sản à. Trời ơi trời. Cái anh Nghĩa Eric anh ở bên Na Uy nè, ổng bây giờ ổng 50 mấy tuổi, gần 60 tuổi rồi. Mà ổng sinh ra trước tôi, ổng sống trong miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, ổng sống ngày trước mà ổng đi học, ổng được đi học miễn phí. Ổng uống sữa, người ta nói uống sữa mà ngán luôn, chạy vô toilet trốn cô giáo luôn, không dám uống sữa ngán. Còn tôi á, cái giai đoạn năm 85 á, sinh năm 85 mà năm 90, 91, 92 á, ta nói nấu cơm á, cạo rột rột vô cái nồi nè, cạo rột rột luôn, trời ơi, vét cơm cháy ăn mà ngon. Nó để mà thấy cái sự khác biệt này, ủa sao kỳ vậy? Giai đoạn của tôi là giai đoạn sau giải phóng rồi, thống nhất miền Nam Việt Nam mà làm cho đất nước nó phát triển hơn, mà tôi phải ăn cơm cháy. Cơm cháy mà anh chị biết rồi, nấu nó khét mà, phải không? Mà không có gạo, không có tiền mua gạo ăn, nó phải cạo, cạo sát cái nồi luôn rồi ăn. Trời ơi, ăn cơm cháy với nước dừa, có ai ăn cơm cháy với nước dừa không? Ở Việt Nam có nước dừa, các anh chị có ăn vậy chưa? Trời ơi, nấu cơm xong rồi múc nước dừa, chặt cái trái dừa ra đó anh chị. Chặt cái trái dừa ra bỏ vô cơm. Trời ơi, vậy mà ăn ngon. Có ai ăn vậy không? Trong số anh chị có ai ăn vậy không? Dưa ăn hoài. Rồi xong nữa, cơm cháy với nước dừa còn nói gì nữa, ăn cơm với đường. Ăn cơm với đường nữa, bỏ đường cát, bỏ đường vô á, trộn vô chén cơm ăn. Nó, thấy không? Bạn Thành Dương này 2018 vẫn còn ăn mì tôm trừ cơm đấy. Rồi đâu có sữa đâu uống. Còn anh Nghĩa Eric anh nói trước đó, trời ơi, ông 60 tuổi rồi đó. Mà ông nói trước đó, trời uống sữa ngán luôn, tới nhà trường phát sữa uống ngán luôn. Còn tôi, anh chị biết làm gì không? Nhà ngày xưa có nuôi gà đó. Anh chị biết cái món gọi là giống như cái trứng hột gà không? Ở trong rỗng tết, toàn xi măng ở bên ngoài không, ở trong không có sắt thép gì trong trơn. Nó ăn hết rồi, đúng không? Cột điện mà nó cũng ăn nữa mà. Mạng người sát người, trẻ em bệnh tật mà nó cũng ăn nữa mà. Bây giờ nó dùng tính mạng của trẻ em mà để nó đổi chác nữa mà. Thấy kinh khủng không? Đó. Ngày hôm nay tháng 4 này tôi muốn nói vấn đề này nè. Nhiều chuyện lắm. Hỏi làm sao mà tôi một cái người ở bên ngoài đúng lên tiếng. Mày hả? Mày mới ra nước ngoài mày đặt mày chống mày chửi. Tốt đi, không có che đậy đi, không làm tôi bất ngờ tôi đâu có chửi. Không làm tôi bất ngờ tôi đâu có chửi bà nội cha, tôi không tưởng tượng nổi tôi bị suy sụp, tôi khủng hoảng tinh thần, tôi bị bất đó, đó. Quá lạ ta, sao kỳ vậy ta, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, sao bao nhiêu năm trời tôi ở Việt Nam tôi làm tôi kiếm tiền mà tôi đâu có gây tội lỗi với quốc tế đâu trời, tôi đâu có gây tội với Singapore đâu, mà sao tôi đi lần đầu tiên mà tôi đi qua Singapore du lịch tôi gặp khó khăn dữ thần ôn gì nè trời, chuyện gì xảy ra với tôi? Bao nhiêu năm trời tôi không quan tâm tới chính trị, đến rồi ngày hôm nay tôi ra đường tôi cầm cái passport tôi đi du lịch, tôi đi tôi gặp khó khăn. Trời ơi, đi tới sân bay Singapore thôi nó nhìn tôi. Nó nhìn từ trên đầu nhìn xuống dưới chân luôn á. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Chân tôi mà có ghẻ có lở gì nó thấy luôn đó anh chị, nó nhìn cái giống gì mà nó nhìn giống như là ngày xưa tới giờ nó chưa được nhìn người Việt Nam mà, tôi nói ổ kỳ ta. Tôi đó giờ tôi đâu có làm gì nên tội đâu, tôi cứ đâu có phạm pháp gì đâu trời, xong mà tự nhiên tôi đi hôm nay kiểm tra tôi dữ. Trời, đi vô tới sân bay Singapore mà tôi run cầm cập, tôi sợ nó không cho tôi vô, tôi phải bay về đó anh chị, buồn không? Đó, hậu quả của mình 42 năm, 43 năm không tham gia tới chính trị để cho mặt Cộng sản Việt Nam làm gì làm, mặt cho lãnh đạo Việt Nam làm gì làm, đầu đất không? Đầu đất không luôn. Buồn không? Nói nữa, nói hoài, chửi hoài. Rồi một số người nói, mày chửi vậy đó em, chửi vậy em không có còn cái cửa về Việt Nam đâu. Đúng rồi, chỉ có xã hội Việt Nam mới vậy thôi. Đó. Làm sao mà đất nước Na Uy nó cũng biết luôn, bây giờ là chính phủ Việt Nam hả, gọi là vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, trầm trọng luôn. Uống miếng nước anh chị. Các bạn nghiên cứu về bảo hiểm bên Na Uy đi anh chị sẽ thấy, bên Úc nữa, bên Canada nữa.
bên Đài Loan nữa, bên Singapore nữa. Rồi bây giờ tôi không tức, đáng lẽ là tôi không tức nha, đáng lẽ là Dương không tức. Tại vì sao? Tại sao Dương tức? Trời, có một cái chi tiết này làm Dương tức nè. Tại vì sao mà ngày xưa Singapore nó không có bằng Việt Nam? Mà tại vì sao ngày xưa thủ tướng của Singapore mà đi qua Việt Nam mà lại, trời ơi, tôi ước gì Singapore được trở như Sài Gòn. Nó, mà cái thời đó là thời nào các bạn biết không? Thời năm 60, 70 lận. Mà người ta ước như Sài Gòn là anh chị biết ngày xưa Sài Gòn phát triển cỡ nào rồi đó. Có một cái đó thôi mà làm tôi nhức đầu đó anh chị. Mà bây giờ đi qua Singapore đi. Đi qua Singapore đi anh chị coi Singapore. Không có một miếng rác luôn. Đi đường Singapore không có một miếng rác luôn. Nó đẹp ngất ngây con gà tay. Tôi nói Singapore thôi nha, chứ tôi không có nói là Na Uy nữa nha. Tôi không có nói Na Uy nữa. Nói Na Uy người ta nói tôi so sánh cặp khiển nha. Na Uy là tôi không có so sánh à. Na Uy là tôi đang muốn nói là tôi cho cái sự khác biệt thôi à. Tôi muốn cho nhìn ra thôi. Tại vì tôi không thể tới Singapore để tôi quay cảnh được. Tôi phải quay cái cảnh của Na Uy thôi. Chứ tôi không có khoe nè. Qua Singapore đi rồi mà thấy. Trời ơi, không tưởng tượng nổi luôn. Singapore có chút tí thì đi. Mà nó phát triển. Mà dân Singapore bây giờ là nó đi VIP nha. Đi qua chỗ hải quan là trời ơi mày đi qua đi. Vasugu tao mời mày đi luôn. Đi lẹ lẹ lên. Ưu tiên nữa. Sướng không? Trời ơi, cái thu nhập của Singapore nó cao lắm luôn. Sướng chưa? Mà ngày xưa thằng Singapore ước như Sài Gòn là anh chị biết cái thời đó là Ngô Đình Diệm tổng thống của chúng ta làm được nên cái chuyện như thế nào rồi. Trong giai đoạn loạn lạc, trong giai đoạn chiến tranh, trong giai đoạn bất ổn như vậy mà tổng thống của chúng ta làm nên được một cái sự thay đổi mà cả thế giới phải kinh ngạc. Thế giới kinh ngạc không tưởng tượng trong thời gian quá ngắn mà tổng thống Ngô Đình Diệm làm được cái biến đổi như vậy luôn. Đó. Rồi giờ 42 năm rồi nha. Cái giai đoạn của tổng thống Ngô Đình Diệm có 9 năm mà. Có 9 năm thôi đó nha. Mà bây giờ 42 năm, 43 năm rồi các bạn nói trời ơi Việt Nam. Chị ơi chị cứ nói thế hoài, Việt Nam còn đang hả mới vừa hết chiến tranh. Bây giờ anh chị nhân cái 9 nhân 4 bằng 6. 9 nhân 5 45 phải không? Năm nay 43 năm rồi đó, còn 2 năm nữa là 5 lần. 2 năm nữa là 5 lần rồi đó. Mà tại sao Ngô Đình Diệm của chúng ta, tổng thống của chúng ta ngày xưa lên có 9 năm mà làm thay đổi biết bao nhiêu là thay đổi. Còn bây giờ 42, 43 năm rồi. Tao nói càng tệ mà ngộ lắm. Đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho Ngụy Nhào xong rồi bây giờ ở Việt Nam á, tao nói đi đâu cũng tiền không. Cha chém con chém mẹ, chém tao nói chém tùm lum tà la hết. Công an, quản lý trật tự đô thị, tao nói hất đổ đồ của người buôn bán hàng rong. Tao nói đủ thứ các kiểu hết, người ta làm ăn, gọi là giống như người ta làm ăn gọi là gì? Làm ăn chính đáng, người ta làm ăn chân chính, người ta không có con đường sống à, quản lý trật tự đô thị chạy ra hút đồ giục lên xe quăng đạp 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 không cần nghĩ đến ngày mai người ta sống như thế nào hết á. Nó một cái xã hội vô lương, một cái bộ máy tàn nhẫn vô nhân đạo không ừ. Rồi bây giờ bên một mặt là phá hoại cái đời sống của người dân, một mặt vơ vét tiền của người dân, bên cạnh đó anh chị thấy không, bây giờ nó đạp đổ xe của những người bán hàng rong, nó chà nó đạp không, nó phá hoại như vậy. Bên cạnh đó cái người bán hàng rong đó người ta phải mua gạo người ta ăn, mà mua gạo mắc mỏ, người ta phải đổ xăng nữa. Rồi người bán hàng rong đó phải đưa tiền cho những cái vị quan lớn để những cái vị quan lớn nó ra nước ngoài mua nhà ở, nuôi con nuôi cái, ra nước ngoài mua nhà định cư. Tàn bạo không, chưa có một xã hội nào tàn bạo vô nhân đạo vậy. Tôi chửi, tôi nói hoài luôn, đừng có nói tôi là tại sao ra nước ngoài tôi chửi vậy, chưa có một cái xã hội nào mà tàn bạo như cái xã hội Việt Nam luôn, nói vậy đó. Tức che đậy tôi, che mắt tôi ba mươi mấy năm trời, tôi sống ở trong Việt Nam tôi bị che quá trời luôn, tôi không thấy gì hết trơn trời á. Họ ra nước ngoài tôi la làng lên, tôi la rồi tôi chết tôi cũng chịu nữa, không tôi la xong một lát tôi tắt thở tôi chết tôi cũng chịu nữa. Lương nó thì thấp, luôn có ba cọc ba đồng thôi mà vô bệnh viện tiền quá trời, mà ung thư một cái mấy chục triệu anh chị, trả gấp mấy, nói gấp mấy lần gì. Ở Na Uy này người ta còn được đi du lịch không, người ta mua nhà mua cửa, người ta trẻ trẻ thì mua nhà, người ta mua cửa hết trơn, rồi mua xe luôn, người ta đi xe hơi không, đi du lịch khắp nơi, bệnh viện á, nhiều khi mà bệnh nặng cũng không có lo nữa không. Còn Việt Nam á, vô mà anh chị tưởng tượng coi, một năm mà anh chị đóng tới 8 triệu bên Na Uy là anh chị ngừng lại nè, bao nhiêu cái chi phí phát sinh á là Na Uy nó trả hết luôn, chính phủ Na Uy nó trả hết luôn ha. Thì cái tiền đâu thì anh chị cũng biết rồi ha, nó trả hết. Còn Việt Nam á, mà bắt bệnh ung thư một cái anh chị biết, tính này coi, vài 20 triệu là ít, bệnh ung thư 20 triệu là ít. Ông thầy của Dương ông bị tai biến thôi á, mà tới bây giờ nếu mà tính số tiền ông đi điều trị ông ngồi tại chỗ 400 triệu là có thể hơn luôn rồi đó. Từ năm 2007 cho tới bây giờ 11 năm, 400-500 triệu chỉ là bệnh tai biến thôi nghe, chứ không phải là ung thư nha. 400 triệu hơn rồi đó. Sao mà làm sao mà xã hội Việt Nam người ta sống cho nổi? Nói thì tôi chửi tôi phản động.
đưa người dân ở chỗ cùng, gọi là giải phóng thì phải làm cho cái xã hội này người dân sống tốt hơn chứ, giải phóng làm tệ hơn. Biểu tôi không nói, ơi nói rồi có làm được gì đâu, không làm được cũng phải nói nữa. Cái xã hội Việt Nam đâu cho con người ta tự do ngôn luận đâu, đâu có cho con người ta được tự do nhân quyền đâu, cái quyền gì cũng không cho. Bây giờ cho người ta đa đảng đi, cho người ta lập đoàn lập hội đi, những người tài, những người giỏi, những người có cái khả năng đi, họ đứng lên, họ thành lập đảng phái chính trị khác đi, họ đưa ra những cái đường lối, những cái chính sách mới đi, họ sẽ giúp cho cái xã hội Việt Nam phát triển. Bây giờ cái đảng cộng sản Việt Nam nó ngu như heo vậy á, rồi cứ ngồi nó hoài luôn, làm những cái, nó làm dự án, bao nhiêu dự án treo treo để biết bao nhiêu tiền trong đó người dân, thay vì người dân đi vô trong bệnh viện có những cái chính sách cho những người bệnh đó, đúng không anh chị, lấy cái tiền nó bỏ vô dự án treo, xong rồi bây giờ không có tiền để làm tiếp nữa anh chị, làm cái dự án bỏ dở chừng, biết bao nhiêu tiền đầu tư trong đó, nhưng mà ngược lại biết bao nhiêu đứa trẻ trong bệnh viện chờ có tiền để khám bệnh, chờ có tiền để chữa bệnh, để giải quyết những cái bệnh tật của mình thì không có tiền. Bắt người nhà phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền, chạy ra nhờ nước ngoài giúp đỡ, những cái nước bên nước ngoài gọi là giống như gọi là nhân đạo người ta giúp đỡ. Còn Việt Nam, những người lãnh đạo Việt Nam thì làm dự án treo, công trình treo, vẽ ra biết bao nhiêu dự án để rồi bỏ tiền vào trong đó, một mớ bỏ vào túi đem đi nước ngoài để mà tiêu xài nữa. Rồi anh chị, nếu anh chị là Dương, anh chị có im lặng được không? Các bạn là Dương, các bạn có im lặng được không? Một năm mà các bạn ở bên Na Uy này các bạn trả 8 triệu đồng thôi à, mà các bạn có bệnh ung thư, các bạn có thay tim thay gì này chăng nữa, mấy trăm triệu chăng nữa thì đã ở bên ngoài người ta lo hết rồi. Còn ở Việt Nam là tự bản thân vận động hết, cho nên bán nhà bán cửa là như vậy đó. Ở xã hội Việt Nam mà bệnh tật ung thư bán nhà bán cửa là như thế đó. Các bạn ở Việt Nam, các bạn giàu có đó, các bạn đừng có mừng nha. Sự giàu có ở Việt Nam không có bền vững đâu. Sự giàu có ở Việt Nam không có bền vững đâu. Anh chỉ thấy nó có trước mắt đó, nhưng mà không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Các anh chị, chúng ta giống như là còn con cá nằm trên cái thớt vậy á. Tự nhiên ngày mai nó nói vô, ừ anh làm ăn kinh doanh bất hợp pháp, nó để một cái gì đó trong nhà của mình hoặc cái đánh thuế của mình, nó nói anh chị trốn thuế, làm không có gọi là giống như là không có rõ ràng trong cái việc thuế, nó đánh cái đánh bắt của mình cũng được. Vậy bao nhiêu người tù nhân bị giam trong nhà tù cộng sản, cái vụ cái dính cái tội thuế, nó muốn cướp tài sản mà nó cướp mà không làm được gì nó hết trơn. Biểu tôi không nói. Đó, anh chị có hiểu nguyên nhân vì sao mà anh chị ở tại, mà chúng ta ở tại Việt Nam mà chúng ta bệnh chúng ta phải bán nhà không? Chúng ta phải bán nhà, chúng ta phải cầm cố tài sản của mình, các bạn hiểu chưa? Tại vì khi chúng ta thấy chúng ta có bệnh á, là vô bệnh viện anh chị thấy ngày nay đóng cái khoản tiền này, ngày mai đóng cái khoản tiền kia, ngày mốt đóng cái khoản tiền nọ. Đóng tiền vẫn đóng nhưng mà bệnh không có cải thiện được gì hết, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, và cuối cùng đó là mình đưa, tại vì mình con người của chúng ta không có nỡ lòng nào thấy cái người thân mình chết hết đó, cho nên sẽ chạy vậy, sẽ điều trị đến hơi thở cuối cùng luôn. Mà càng điều trị như vậy anh chị, chi phí nó càng phát sinh, mà tình hình sức khỏe của người thân của chúng ta càng trở nên tệ hơn, xong rồi cái người nhà của chúng ta cũng chết, để lại mớ nợ trả nợ mắc gió luôn, trả nợ mắc gió mắc dịch luôn. Hỏi các bạn, hỏi những anh chị ở nước ngoài đi, anh chị mà các bạn trẻ mà chửi người ta phản động lưu vong á, con người ta có bán nhà không, con người ta có bán cửa không, người ta có bán vợ đỡ con không, rồi xong người ta, cái người nhà mà có chết người ta có để nợ lại không, hay chính phủ người ta lo? Trời ơi, chính phủ của người ta lo cho đời sống của người dân người ta dữ lắm anh chị ơi, chứ không phải chính phủ Việt Nam đâu. Dữ nói thiệt luôn. Mà ngày xưa ở trong nước tôi không có biết gì hết á, chứ không có hiểu gì hết trơn, chứ không biết gì luôn. Làm sao mà biết được, các bạn đi ra bên đây đi, các bạn sống, các bạn tìm hiểu về luật pháp bên đây đi. Cái chính phủ của người ta ra những cái quy luật dành cho công dân của người ta tốt ơi là tốt. Tôi không nói là cái người nào người Việt Nam phải ra nước ngoài sống khổ, chúng ta không nói như vậy nha. Các anh phải hiểu, các bạn phải hiểu. Chúng ta là những cái người mới, chúng ta ra nước ngoài chúng ta sẽ khó khăn. Dương không có đề cập đến cái chuyện này, tại vì chúng ta là những cái người ở công dân của những nước khác tới đây. Trong giai đoạn đầu chúng ta phải học tập, phải thích nghi với tờ văn bản này kia nọ, đủ thứ chuyện, cái chuyện đó tôi không nói. Mà tôi chỉ nói là cái chính phủ của người ta xây dựng ra những cái luật pháp, những cái quy định và những cái chính sách cho công dân của nước người ta. Chứ không phải tôi nói cái người Việt Nam của mình. Đừng nói trời ơi Việt Nam lên nước ngoài sống khổ thí bà luôn mà bày đặt khoe khoang. Tôi không có nói như vậy à, ý tôi không có khoe khoang như vậy. Tôi chỉ nói là cái chính phủ của người ta xây dựng luật pháp và xây dựng cái phúc lợi xã hội tốt cho công dân của người ta. Nó phải hiểu cái chỗ này. Chứ đừng có đánh vô cái chỗ mày đi ra nước ngoài mày cực với mồ nội này kia nè. Đó là lộn nhầm lẫn nha. Là ăn đồ độc hại dữ lắm rồi đó. Cho nên mới nhầm lẫn cái khái niệm. Mới nhầm lẫn cái ý tôi nói. Tôi nói cái mỗi một quốc gia có một cái chính phủ, đúng không? Có một cái nền hệ thống luật pháp riêng. Mà họ xây dựng cái luật pháp đó cho ai? Cho công dân của người ta. Mình là những người đi đến đây mình ở ké. Mình là những giống như những cây tầm gửi vậy đó. Mình tới đây mình ở ké.
không, tùy theo người đó sống ở đây nhiều năm, sống nhiều năm thì nó ổn định rồi, còn nhiều người mới sang giống như tôi thì nó chưa có ổn định, còn phải học học ngôn ngữ. Thì tôi không có nói cái chuyện người Việt Nam ha, tôi đang nói cái luật pháp nó xây dựng ra cho cái xã hội của người ta. Tại sao Việt Nam mình không xây dựng nên cái xã hội đó, xây dựng nên cái luật pháp đó? Có luật pháp có lắm luôn, nhiều lắm luôn, như một cái rừng vậy đó. Luật pháp ở Việt Nam như cái rừng vậy đó, một cái rừng luật luôn, mà sử dụng toàn là luật rừng không hà. Ngồi trong quốc hội ban hành luật dữ lắm luôn, mà tới chừng đụng chuyện là dùng luật rừng không luôn, không có dùng luật của con người, mà dùng, anh chỉ biết rừng là cái gì, ai sống ở trong đó không, rừng là cái gì, sống ở trong đó không, không. Ngày xưa thời kỳ mà công xã nguyên thủy, mà thời mà gọi là thời kỳ đồ đá đó hen, thì con người chúng ta sống trong hang trong hốc này kia nọ. Mà bây giờ xã hội bây giờ là thế kỷ 21 rồi, chúng ta xây sống trong nhà biệt thự này kia nọ rồi, nhưng mà xài luật rừng không hà, xài vậy đó, ngộ lắm. Đi, ngày xưa mình học lịch sử là mình được tiến hóa từ loài vượn người phải không? Bây giờ bao nhiêu năm trời rồi mà bây giờ mình vẫn xài luật của rừng, anh chị thấy kinh khủng chưa? Không, ta nói hả, người ta lên tiếng đấu tranh cho vấn đề dân chủ nhân quyền bị bắt mà bỏ tù, dán cho cái âm mưu là chống phá lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam, không, luật gì đó. Anh chị coi cái luật của Việt Nam đi, con người được quyền tự do bình đẳng, tự do ngôn luận nha, không ai được can thiệp. Mà ngang đọc luật đi, đọc hiến pháp đi sẽ thấy. Vậy mà ngày hôm nay bao nhiêu người tù nhân trong nhà tù cộng sản bị bắt, họ dùng luật gì vậy? Căn cứ vô luật ở Việt Nam đi, có nói đúng không? Luật luật rừng là luật luật gì anh chị hiểu rồi hen, không? Quốc tế mà còn cảm thấy luật cái Việt Nam mà quá kinh hồn mà. Ừ. Nói hoài. Ừ. Khỏi cần hăm dọa tôi nói hoài luôn. Ở trong nước á các bạn, nhìn cái tình hình ở Việt Nam nó mù mờ lắm. Thôi, các bạn thấy trời đất ơi, tại sao chạy xe mà các bạn đi xe hơi phải không? Tự nhiên đằng trước á có mấy người mà chạy chở cái cây dài dài thiệt là dài đó hen. Nó chạy nó dắt cồng kềnh mà người ta đi ung dung vậy. Tôi đố ra nước ngoài dám làm. Mà ở nước ngoài người ta cũng không có làm vậy nữa. Ở nước ngoài á, người ta làm việc người ta cũng không có làm vậy nữa. Từ những cái người ta làm xong thì bỏ vô cái hộp cho nó gọn gọn lại, không? Để các bạn tiện, các bạn trở về nhà xong các bạn mở ra, các bạn lắp ráp nó vô. Chứ không có để cái kiểu vậy. Ở bên đây cũng vậy nè, các bạn mua cái bàn, mua cái tủ, mua cái ghế. Tôi đố các bạn thấy nó chở cái bàn, nó chở cái tủ, nó chở cái ghế, nguyên cái đồ như vậy đi về nhà. Các bạn đi vô những cái cửa hàng bán đồ trang trí nội thất các bạn, tôi đố các bạn mà thấy không bao giờ. Nó thiết kế rất là hay là bởi vì sao? Cái xã hội của người ta nó tôn trọng, nó phát huy, nó tận dụng cái chất xám, anh chị biết. Nó thiết kế cái bàn mà anh chị biết con ốc đồ này kia nọ để về ghép á, trời ơi nó vừa khít luôn. Nó để đồ trong cái bịch đó hả, bao nhiêu con ốc, bao nhiêu con vít, ở vị trí nào nó. Ở trong Việt Nam á, tôi học lịch sử tôi bị bưng bít hết, tôi không có biết cái gì hết trơn á. Cho đến mà khi tôi ra khỏi Việt Nam tôi mới biết, tôi mới lên tiếng như thế này nè. Cho nên á, bây giờ ngày hôm nay các bạn, quý anh chị, quý cô bác thấy không? Ở trong nước có những người bạn trẻ họ lên họ phản biện, anh chị thấy không? Cái suy nghĩ của họ với cái suy nghĩ của Dương nó không có giống nhau. Mà ngày trước đó khi mà những người bạn trẻ đó chưa lên tiếng nói tôi là cộng sản, không hiểu cái gì hết, nó mặn ngoại lên tiếng, trời ơi, sao ông Dương nó mới lên, ông Dương nó mới lên mà ông Dương mới ở trong Việt Nam nó mới ra mà sao nó lên tiếng nó chống cộng mạnh dữ vậy. Là bởi vì tôi đã nhìn thấy được cái sự bất công ở trong cái xã hội Việt Nam rồi, nhưng mà tại vì trong đó đó tôi nhìn không có rõ, tôi nói trời ơi sao ngày nào sáng đi ra đường tôi cũng bị kẹt xe hết vậy. Dương đi đó, Dương đi làm từ cái quận 9 nó đi qua cái quận 2, rồi từ quận 2 đi qua cái quận 7, anh chị biết, trời ơi đường kẹt xe kinh khủng. Mà anh chị biết ngay cái cầu Rạch Miễu đó, cái cầu Rạch Miễu, cái cầu ngay chỗ cái quận 9 đi qua cái quận 2 có cái cầu Rạch Miễu đó. Cầu Rạch Miễu phải không? Cầu Rạch Miễu. Cầu Rạch Miễu đúng rồi. Từ quận 9 qua quận 2 qua cái cầu đó. Trời ơi là kế bên cái cầu đó là gì, công ty sản xuất cát tiên hả? Công ty mà để sản xuất cái bao bao xi măng đó anh chị, sản xuất xi măng đó nó nằm ở bên, nếu mà đi bự từ bên cầu đó đi qua bên quận quận 9 thì nó nằm bên trái đó, mà đi ngược lại thì nó nằm bên phải đó. Rồi ở bên đó nó còn rồi thêm một cái cảng nữa, rồi mấy cái cảng ở bên đó container nó chạy rầm rầm, container nó chạy rần rần. Tao nói sáng ngày nào Dương đi ra là Dương đi ra cái con đường đó, con đường Tây Hồ, Hồ Tây, Tây Hồ cái gì Tây Tây quên rồi, đi đi 2 năm quên đường đó rồi. À, nói chung là ở quận 9 á, đi ra ngay chỗ ngã tư Bình Thái này kia nọ, nó đi ra con đường đó anh chị.
xe container nó nhiều dữ lắm, nó kẹt xe kinh khủng dữ lắm, không? Mà Dương Dương sáng Dương đi từ chỗ nhà Dương ở, Dương đi qua bên quận 7 là nó kẹt kinh khủng khiếp. Mà nó kẹt mà hả, công an giao thông nó đứng đầy đường luôn, nó đứng kinh khủng luôn anh chị. Mà chạy lúc nào á, sáng ngủ dậy anh chị, lúc nào cũng phải tỉnh táo á, đặng chi, đặng mà canh coi có công an phía trước không, đặng mà tránh. Chạy lúc nào cũng mắt cũng Dương xa thiệt là xa luôn á, để nhìn coi có công an phía trước không, chạy đặng mà ép ép nó vô anh chị, không thôi chạy lấn lên một chút xíu nó phạt. Sáng một ngày làm có 200 ngàn à, mà nó phạt một phát là nhịn đói nguyên ngày luôn. Thấy không? Nó phạt một phát là nó tới nói công an đó, nó sáng là nó ra đứng đường là nó lụm bạc tỷ. Công an Việt Nam đó, nó ra đó đứng đường là sáng cầu Rạch Miễu, cầu Rạch gì quên rồi, đường Tây Hòa. À xi măng Hà Tiên, cầu Rạch Chiếc, xin lỗi anh chị nhanh lâu đi rồi nó quên, cầu Rạch Miễu, Rạch Chiếc nó lộn. Xin lỗi anh chị. Nó tao nói hả, nó đứng, tao nói có một lần anh chị, Dương chạy xe mà Dương chạy lên cái cầu vượt, cái cầu vượt á, cái cầu vượt lên trên mà cái cầu vượt nó cấm, nó không có cho xe chạy. Mà Dương thấy nó cũng lạ đó anh chị, cái cầu vượt nó xây trên cao mà nó cho xe phân khối lớn chạy, cho xe container bự chạy, ngộ ha. Dương thấy nó kỳ. Trời ơi, nó xe cái cầu vượt á lên trên mà mình thấy cái sự mà gọi là giống như cái sự kiên cố của nó không có, mà nó cho container chạy lên trên. Ồ, mà container anh chị chạy đâu có nổi. Nó cho container chạy lên trên mà nó đứng ở phía bên kia kìa, thằng công an đó, anh chị thấy cái sự vô lý này không? Cái cầu vượt mà nó cho container chạy lên trên mà container nó nặng gần chết anh chị, nó phải leo lên xong nó đi qua bên đường kia chứ gì? Nó đi qua đường Võ Văn Kiệt đó, nó leo lên đi qua đường Võ Văn Kiệt, đi xuống cái đường Võ Văn Kiệt đó. Thấy nó nghịch lý không? Thay vì cầu vượt á là nó xây, nó cho xe Honda, nó cho xe máy, cho xe hơi đi đường đó chứ gì, còn cái đường ở dưới nó cho container đi. Như vậy thì nó sẽ không mau, không hư đường. Không có đâu. Nó xây cái cầu vượt vậy, nó cho toàn là xe hơi, nó cho toàn xe container chạy ở trên không à. Nó làm gì kỳ không? Kỳ không? Rồi xe máy như Dương á, rồi phải chạy tới ngay chỗ mà trời ơi, thật tình á, Dương ở bên Na Uy này 5 năm nữa là Dương quên hết trơn luôn, không biết tên. Bắt Dương phải chạy tới cái đèn xanh đèn đỏ, tới gần cái siêu thị bự bự đó đó hen, bắt đầu Dương phải quay đi ngược trở lại, rồi đi qua cái đường Võ Văn Kiệt. Trời ơi, nó thiết kế mà thôi. Sáng ngày nào Dương đi Dương cũng ức chế hết, anh chạy ức chế kinh khủng luôn. Dương nói bà mẹ tụi bay, mẹ bay xây đường xây ngu như quỷ, xây ngu như vậy. Tụi tao phải đổ xăng à, tụi bay phải tốn tiền xăng à, tao phải tốn tiền đường bộ hàng năm nữa. Đó không? Nó đánh một cái cua như vậy đó anh chị, đánh xa cái vòng lại, anh chị biết tốn bao nhiêu xăng rồi. Nói chung là ở Việt Nam nó bất ổn dữ lắm. Thì như khi mà Dương sống ở Việt Nam á là Dương thấy nó đã tào lao rồi. Dương đã thấy một cái sự ngu si của nó rồi, Dương đã thấy sự đần độn trong cái thiết kế của nó rồi. Còn Dương nói về cái hệ thống metro đó, hệ thống metro mà nó xây từ trong Sài Gòn mà nó dự định là đi ngang Suối Tiên đó, Dương nói nó sẽ phá sản. Lúc ban đầu Dương thấy nó làm mà Dương nói sẽ phá sản. Dương nói nó sẽ phá sản, Dương nói nó sẽ không thể nào mà nó làm mãi được. À, một thời gian sau nó phải dừng cái công trình nó lại do không đủ tiền. Đó. Nó làm mà Dương đã nhìn ra được cái chuyện trong tương lai luôn rồi. Nó làm, nó xây dựng hả dự án này kia nọ là Dương đã nhìn được trong tương lai nó sẽ như thế nào luôn rồi. Trời ơi, nó bất ổn dữ lắm, cho nên nó trong đó nó bị ức chế anh chị. Dương nói những cái điều này nó bất công như vậy mà không biết nói với ai, không biết đi đến cơ quan nào để chia sẻ, không biết là mình phải giải bày cái vấn đề của mình ở đâu anh chị, không có nói ai nghe được, mà nói lơ mơ nó sẽ gán vô cái tội phản động chống phá chính quyền nhà nước Việt Nam, để cho nó tự làm, nó làm tào lao, không, nó làm rất là tào lao luôn, điên lắm. Sống trong cái xã hội Việt Nam nó điên lắm anh chị, mà sống ở bên ngoài đây lâu rồi anh chị, về Việt Nam anh chị sẽ thấy không thể nào chịu nổi hết trơn đó, không. Cho nên khi mà Dương ra bên đây, trời đất ơi, lúc này là Dương chắc chắn rồi, Dương chắc chắn cái đất nước của người ta nó phát triển ok, nó phát triển thuận lợi, nó phát triển gọi là nó thuận chiều đó anh chị. Mình hay gọi là xã hội Việt Nam là xã hội phát triển ngược. Thì tại Việt Nam á, thì tại Na Uy này nó phát triển rất là ok, có nghĩa là theo mình nó phát triển đúng và nó rất là hợp tình hợp lý. Thì lúc này bắt đầu Dương ra bên đây, Dương phải chọn cái giải pháp là Dương lên làm livestream, Dương lên tiếng nói mạnh mẽ. Thì sau khi mà Dương lên tiếng nói mạnh mẽ, Dương bị cho rằng Dương là cộng sản nằm vùng. À, mày được cộng sản đào tạo cho mình, mày ra nước ngoài mày mới có kiến thức kiểu này nè, mày mới nói kiểu này nè. Dương nó không có đâu, thật sự luôn. Những cái gì mà Dương nhìn thấy, những người bạn cùng trang lứa với Dương không có thấy. Những cái gì mà Dương đi tìm kiếm, Dương muốn tìm kiếm và chọn cái giải pháp đó trong tương lai, nhiều bạn của Dương không có tìm ra, không nghĩ tới luôn nữa. Chứ không phải là anh chị nói rằng là Dương, ôi sao Dương mới ra nước ngoài mà Dương hiểu, Dương biết, Dương lại dám lên tiếng như vậy, chắc nó là cộng sản nằm vùng được đào tạo bởi cộng sản này kia nọ, không phải đâu. Trời ơi, cái sức khỏe của mình nó cũng có giới hạn nữa, anh chị thấy không? Sáng đi ra ngoài đường, đi làm về thôi, chiều nguyên cái mặt nó hả? Trời ơi, nó đen thui, nó dơ hầy hả? Anh chị thấy ghê chưa? Rồi khói bụi này kia nọ, rồi stress căng thẳng nữa.
rồi cái sức khỏe của mình sẽ yếu dần. Lỡ như mai mốt á, mình bệnh, mình quạng, mình không có lao động nữa thì sao? Bất thình lình mình đi khám bệnh á, mình phát hiện ra bệnh nặng thì sao? Lúc đó ai lo cho mình? Mẹ của mình thì cũng già, cha mình già rồi, con cái thì nó có gia đình riêng, ai lo cho mình đây? Làm sao bây giờ? Mặc dù tuổi trẻ của mình làm mà đóng thuế rất là nhiều luôn, rồi làm sao ta? Tại vì Dương thấy xã hội Việt Nam bây giờ anh chị nhiều người bệnh lắm mà về làm gánh nặng của gia đình, Dương rất là sợ. Dương nói tại sao kỳ vậy ta? Mình cũng đi làm, mình cũng đổ xăng, mình cũng đóng thuế mà, tại sao mai mốt về già mình không an toàn gì hết vậy? Mình không an tâm gì hết, mình cứ phải đi kiếm tiền đến bao giờ trời? Anh chị biết khi mà Dương quanh Na Uy này, anh chị biết không, một năm đó đó anh chị đi khám bệnh mà anh chị trả tới chừng khoảng 2.000 mấy, gần 3.000 cái ruộng neo, vượt cái mức đó đó là không cần trả tiền nữa, hay chưa? Cái đất nước Na Uy này lương dành cho người ta cao, chi phí nó cũng cao, nhưng mà đi vô bệnh viện này đó, nó quy định một năm đó anh chị trả khoảng 2.000 mấy, Dương không có nhớ chính xác nữa, 2.700, 2.800, cho Dương cho khoảng gần 3.000 đi, 3.000 là anh chị nhân ra cho 2.7 Việt Nam đồng, nên là tính ra khoảng 7 triệu 8 triệu gì thôi. Mà khi các anh chị mà đi khám bệnh tới cái mức độ này, đến cái chỗ này đó là hết rồi đó. Và nếu như mà có bệnh nặng hơn nữa là bệnh viện nó lo, chính phủ của nó lo, nó lấy tiền của mình ngày trước cho mình đóng thuế đó, mình xài đó, nó lấy nó lo ngược lại, sướng không? Nghĩ tới đây sướng không? Tại vì sao? Mình phải ra nước ngoài, mình phải tìm hiểu cái xã hội đất nước của người ta, phải không? Mình là ra bên ngoài đây mình định cư rồi, mình tìm hiểu những cái gì mà chính phủ nó dành cho người dân mình mới biết, chứ trong Việt Nam không biết. Không có biết luôn. Không có biết thì làm sao nói? Cho nên những người bạn trẻ ở Việt Nam đó, anh chị thấy không? Họ nghĩ rằng ôi sáng ngày tôi đi ra đường đâu có gì đâu, trời ơi chạy hòa bình thế mà. Họ nghĩ rằng cái đất nước Việt Nam đó không có tiếng súng, không có cái tiếng đạn là tự do đó, không có tiếng súng, không có tiếng đạn nổ giống như ngày xưa mà gọi là giống như súng đạn nổ rồi thịt xác người bay lên rồi tôi nó nát bét đó là tự do rồi đó. Không có phải như vậy là tự do đâu các bạn, không phải đâu các bạn. Bây giờ thực sự ra không có tiếng súng đạn thiệt đó, không có tiếng súng đạn thiệt đó mà chết, sau đó số người chết còn hơn chiến tranh nữa, cộng lại mổ xẻ đi. Đừng có bao giờ mà nói ơi cái nước nào mà không có bệnh ung thư, ơi cái nước nào mà hả không có tai nạn giao thông, hả cái nước nào mà không có bắn nhau chết. Có chứ, đã là cái xã hội thì nó sẽ có chứ, có chứ, chứ Dương chưa bao giờ Dương nói không có hết á, có hết luôn. Mà cái tỷ lệ người ta không có đến nỗi giống như Việt Nam đâu, không có kinh khủng như Việt Nam đâu, phải không? Cũng có đường xá xe chạy nữa, mà luật pháp của người ta ngon chạy sai cái đi, luật có, cảnh sát nó làm sai cái cũng chết nữa. Tại vì đất nước của người ta có tam quyền phân lập. Thằng cảnh sát làm sai, mày làm sai là mày chịu tội nha, mày nhận tiền là mày chết nha. Cái người đi đường á mà nhận lấy được bằng chứng này kia nọ hết là mày ra tòa nha, mày chịu tội nha, mày rời khỏi ngành, mày bị đuổi việc nha, hồ sơ đen nha, suốt đời luôn nha. Luật pháp người ta có mà, còn ở Việt Nam hả, tao nói làm trời làm đất luôn. Tại vì Việt Nam sao? Ta nói luật pháp có tam quyền phân lập không? Đâu có đâu. Các bạn có hiểu tam quyền phân lập không? Có hiểu tam quyền phân lập không? Ta nói không có đâu nha. Rồi bây giờ làm sao? Quay về vấn đề bệnh đi ha. Ở bên đây anh chị biết, người ta làm, cái tuổi trẻ mà tôi cố gắng làm, có tiền mua nhà, mua cửa, mua xe. Tôi đi du lịch nữa. Người ta đi du lịch khắp nơi. Mà trong cái khối trong châu Âu này, nếu ở Na Uy là anh chị được du lịch hai mấy nước trong cái khu vực này, không cần visa luôn, đi thoải mái hen. Rồi sao nữa? Rồi đi vô khám bệnh hen, chỉ cần đóng để Dương lấy cái máy tính, Dương tính coi. Ai lẹ tai tính giùm coi, bây giờ phải lấy cái viết tính nữa. Đợi xíu. Anh chị không tin anh chị hỏi mấy người ngoài đi. Bây giờ Dương nói là hình như là tệ lắm, mình phải trả 2.800. Hình như cái mức kích, anh chị có anh chị nào trong Na Uy không, ghi xuống giùm Dương nha. Tại vì Dương không có tìm hiểu, Dương chỉ nhớ là thắng khoán là 2.000 mấy thôi. Bây giờ Dương giả sử 2.800 đi, mà nhân cho 2.7 đi, 7.856 phải không? 6.5, 7.2, 14, 9, 16, 1, 5, rồi ok. 6, 5, 6, 7, 7.560.000. 7.560.000 đó. Trong một năm đó đó, mình đi khám bệnh mà nếu như mà mình trả cái số tiền mà lên đến 7.560.000 rồi đó, như nó ví dụ vậy. Mà nếu mà anh chị mà phát sinh bệnh nữa đó, bệnh ung thư nữa đó, là hết rồi, không thanh toán gì hết đó. Bệnh viện nó lo hết, tiền thuốc, tiền men, tiền khám bệnh lo hết luôn, bệnh viện lo hết luôn. Sướng không? Ở Việt Nam có không? Ở Việt Nam có không? Không đâu. Ta nói vô mà không có tiền là chết, mà đi vô trước tiên là tiền vô trước đi. Mình đã bệnh, mình đã nghèo rồi mà còn tiền vô trước đi, không có tiền vô là chết đó, nắm chắc cái chết trong tay rồi đó. Người giàu cũng vậy luôn nha, đừng có nói ở Việt Nam giàu là sướng ha, vô trong bệnh viện mà không có tiền đặt cọc, không có tiền mà gọi là gì? Tiền gì ta?
Tiền gì anh chị? Tiền đặt cọc hả? Tiền đặt cọc phải không? Cái tiền gì đó? Tiền tạm ứng. À, tiền tạm ứng. Vô mà không có cái tiền tạm ứng đó trước đi, thử nó cho vô nhập viện không? Nó cho nhập viện không biết liền à? Không có đâu nha. Trời ơi, 42 năm giải phóng rồi, bây giờ tiền tiền và tiền và tiền. Ồ, lãnh đạo xong rồi đất nước không có xây dựng lên, không có phát triển lên, toàn là cái gì mở miệng ra tiền không mà. Đầu tiên là tiền đâu? Đó, hỏi sao tôi không chửi, tôi không la, tôi không nói. Rồi bây giờ những cái đứa trẻ nhỏ nó vô bệnh viện, nó không có lao động, nó không kiếm được tiền, tiền ở đâu ra? Vậy đó, bây giờ cha mẹ đã nghèo khổ rồi, đẻ tụi nó ra rồi anh chị không? Không có tiền cho bệnh viện, bệnh cái nằm chờ chết luôn. Ở Việt Nam bao nhiêu đứa trẻ nhỏ chờ chết luôn, tội không? Đáng lẽ những trong bệnh viện bên Na Uy này, những đứa trẻ nhỏ đó nó được ưu tiên cứu chữa này kia nọ, vô là cái sức khỏe tính mạng của con người quan trọng nhất nè. Nó vô là anh chị cần gì không cần biết gì nào là nó vô nó chăm sóc. Nó phải cứu anh chị trước cái đã, nó phải cứu anh chị trước cái đã. Xã hội Việt Nam 42 năm giải phóng, 43 năm giải phóng rồi đó. Vô tiền đâu? Đầu tiên tiền đâu? Đó, là anh chị thấy biểu sao Dương không lên tiếng không? Tại vì Dương Việt Nam Dương đâu biết đâu. Mình cũng nghĩ giống như các bạn trẻ ở Việt Nam á. Nó có nhiều người nó đi bệnh viện bên Úc không tốn một đồng luôn kìa. Ở bên đây còn phải trả một năm bao nhiêu, mấy ngàn corona, tính ra khoảng nào cho Dương cho 8 triệu tiền Việt Nam đồng đi. Một năm mà nếu anh chị mà trả tới mức đó mà nó phát sinh hơn nữa, anh chị không cần trả nữa, bên Úc không trả luôn kìa. Thấy không? Mà mình ở trong Việt Nam mình không biết, mình không thấy. Các anh chị các bạn nói trời đất nước Việt Nam nó nghèo lắm, nó mới trải qua chiến tranh, ai làm nên chiến tranh, ai làm nên cớ sự này. Tự nhiên ngày xưa miền Nam Việt Nam thanh bình, đi học không có đóng tiền, uống sữa miễn phí luôn, không đi học cũng không có đóng tiền này kia nọ luôn, sung sướng ơi là sung sướng. Bây giờ giải phóng xong rồi cái gì cũng tiền hết, tiền quá trời tiền luôn, mà làm như cái xã hội Việt Nam nó giàu có lắm vậy. Không có giàu đâu, nghèo thấy mồ nội luôn, mà càng ngày người dân càng nghèo, chứ người dân đâu có khá hơn đâu, anh chị thấy không? Bây giờ nhà cửa nếu mà so với thời trước đó, ok có. Ngày trước đó, anh chị coi nó phát triển tỷ lệ nghịch nè. Ví dụ cách đây 20 năm á, là cái kinh tế Việt Nam nó còn nghèo, chứ nói ví dụ vậy. Mà anh chị mở cửa ra coi nhà có mất không? Các bạn mở cửa ra coi nhà cửa có mất trộm không? Cách đây 20 năm đó, coi có mất trộm không? Bây giờ kinh tế Việt Nam nó giàu chứ gì, mở cửa ra thử coi. Để coi các anh chị coi thấy nó tỷ lệ nghịch. Nó gọi là giàu hay nghèo? Các bạn cho tôi biết là giàu hay nghèo. 20 năm trước á, nó có nhiều anh chị comment kìa, 20 năm trước á, nhà cửa mở cửa pha ca, không có gì để mất hết. Nhà giàu mở cửa cũng vậy, không ai thèm lấy á, trong đây không ai thèm lấy hết. Ví dụ vậy. Bây giờ giàu lắm, nhà tường này kia nọ xây kiên cố lắm, mà càng kiên cố càng bị cậy cửa, càng kiên cố càng bị lấy tài sản. Ủa vậy là gọi là giàu hay là nghèo? Bây giờ ở Sài Gòn đó, bây giờ người ta sống ở Sài Gòn mà Tết người ta muốn về quê đó, người ta làm một chục cái ổ khóa ở bên ngoài luôn. Người ta làm hả, nào là camera quay ghi hình, nào là ổ khóa điện tử, ta nói nhận diện qua cái khuôn mặt tùm lum tà la, rồi vân tay tùm lum tà la, mà cãi là cãi. Cái đó gọi là hòa bình đó hen, cái đó gọi là một đất nước hòa bình đó hen, mà bao nhiêu bạn trẻ vẫn u mê, bao nhiêu bạn trẻ vẫn gọi là mụ mị, không có nhìn ra được. Đó, thấy không? Nhìn lại đi, hỏi ông bà cha mẹ của mình đi, ngày xưa cách đây 10 năm, 20 năm á, thử coi thời trước sống làm sao, giờ sống làm sao. Ừ, nhà cửa ngày xưa nhà lá đó, bây giờ xây bê tông cốt thép đó, mà cục điện bây giờ không có cốt thép đâu, xi măng không. Rỗng tết ở bên trong, gió thổi một cái đồn ngã xuống cái sản phẩm của mình, đủ cho nó đổ mồ hôi lưỡi chứ anh chị. Làm doanh nghiệp đổ mồ hôi lưỡi chứ, phải không? Để mình đi tìm gặp cái đối tác để mình cung cấp cái sản phẩm bán ra đó, mình nói cũng muốn chết, hợp đồng, hộp điếp đủ thứ hết á. Vậy mà nó ngồi không có đánh thuế cho nó cao ngút ngàn luôn anh chị. Mà đánh thuế cao như vậy thì tiền đâu mà cái người giám đốc có trả cho cái người lao động cao được. Đánh thuế cho nhà nước cao quá thì giám đốc phải trả lương cho người lao động thấp. Mà trả lương cho người lao động thấp mà hàng hóa ở bên ngoài á là lãi mắc nữa, thì người lao động sẽ là người thiệt thòi. Người lao động lương thấp mà phải mua hàng hóa cao nữa anh chị, ai được lợi cuối cùng? Nhà nước được lợi, cái đảng cộng sản Việt Nam được lợi, lãnh đạo Việt Nam được lợi. Nó ngồi không, nó ăn đó thôi, nó lấy tiền nó bỏ vô trong túi của nó mua nhà, nó mua cửa ở nước ngoài cho con đi du học, rồi con đi nước ngoài ở luôn nè. Vậy mà cũng có người ngồi bên tôi, cũng có nhiều người ngồi bên cộng sản chửi tôi. Cái hệ quả của chúng ta là 40 mấy năm trời chúng ta quan tâm tới chính trị, để ngày hôm nay nó muốn làm gì nó làm, nó muốn vơ vét tiền thuế của chúng ta nó lấy, xong nó không lo là chúng ta bệnh tật con cái của chúng ta, bao nhiêu đứa trẻ khác không có liên quan tới chúng ta thiệt. Không liên quan thiệt, nhưng mà nó là con cháu của chúng ta, nó đáng tuổi con tuổi cháu của chúng ta, không im lặng được anh chị. Đâu có phải là Dương nhìn thấy những cái đứa trẻ kia bệnh tật, nó không phải con tao, ơi nó không phải cháu tôi, mắc gì tôi phải quan tâm? Nó phải người Việt Nam không? Nó phải máu đỏ da vàng không? Nó phải được sinh ra trên quê hương đất nước này không? Thì nó là con cháu của chúng ta.
nói với chúng ta là đồng bào ruột thịt thì sao mà im được. Ở xứ ngoài á, người ta tạo điều kiện để cho người dân lên tiếng, người dân người ta tiếp nhận cái quan điểm, cái ý kiến của người dân đóng góp. Ở tại Việt Nam không có, thì bắt buộc chúng tôi bên ngoài chúng tôi phải nói về Việt Nam cái kiểu này nè. Mà nói về Việt Nam kiểu này thì các bạn ở trong nước là cho tôi chống phá. Kệ, kệ, nói tôi chống phá tôi cũng chịu nữa, tôi nói hoài. Ừ. Trong khi ở Việt Nam đâu dám nói giống như tôi đâu, không, nói cũng phải nói mé mé thôi à. Nói lấp lửng, nói mé mé thôi chứ không dám nói sâu vào. Dám nói sâu không? Nói sâu là mai mai là nhận cái giấy mời liền. Nói sâu vô là ngày mốt nhận cái giấy mời liền, trong tù ngồi luôn. Vậy đó. Chửi mà như hát á. Nó, rồi anh chị thấy không? Nó, Dương cũng là người trẻ nha. Dương, anh chị thấy gần đây ở trong trong Facebook có những cái gương mặt trẻ lên tiếng không? Nó. Rồi anh chị có thấy Dương với người đó khác nhau không? Thấy khác nhau không? Hai người trẻ sinh ra và lớn lên trong cùng một môi trường. Ha. Hai người trẻ bằng tuổi với nhau, những gì bạn đó học, những là những gì Dương học, mà thậm chí bạn đó nghiên cứu lịch sử nhiều hơn Dương nữa. Tại sao cái quan điểm của Dương khác quan điểm của người bạn đó? Tại sao? Để cho các quý vị nhìn thấy rằng ngày hôm nay Dương ra nước ngoài, quý vị cho rằng là Dương là cộng sản cài cắm. Nó cái sự đào tạo của cộng sản Việt Nam đó, các bạn thấy cái gương bạn trẻ, cái bạn trẻ trong nước không? Khác nhau hoàn toàn so với những gì Dương thấy và Dương nói, không có giống nhau. Bởi vì Dương đi tìm cái giải pháp, bởi vì Dương sinh ra trong cái sự nghèo khổ, bởi vì Dương lớn lên trong cái sự chật vật. Dương đi học bằng đồng tiền của mình, cày cuốc cực khổ lắm để mà có tiền đi học. Rồi tất cả những gì Dương có sau này là do công sức của mình làm nên, không? Không có được sự trợ giúp của chính phủ gì hết. Dương đi tìm một cái giải pháp. Còn những người mà họ có điều kiện kinh tế sẵn sàng, ít khi nào họ nhìn thấy được những cái vấn nạn trong xã hội lắm. Ít khi nào họ thấy. Và họ không tìm cái giải pháp, tại vì họ nghĩ họ có tiền rồi đâu có gì đâu. Tao có tiền là có tất cả, tao dùng tiền để tao mua cái dịch vụ. Tại Việt Nam là họ dùng tiền, họ mua cái dịch vụ, họ nghĩ như vậy thôi. Cho nên ai cũng cắm đầu cắm cổ và đi làm kiếm tiền hết. Mà họ không nghĩ rằng nếu một ngày nào đó họ không làm ra tiền nữa thì sao? Họ không có tìm chỗ này anh chị, họ không có tìm chỗ này. Họ chỉ nghĩ là làm sao đi làm kiếm thật nhiều tiền cái đi. Nhưng mà họ không nghĩ rằng cái sức lực của họ, sức khỏe của họ nó cũng có giới hạn thôi. Rồi ngày mai đùng một phát đi ra đường bị xe, bị tai nạn giao thông, bị gãy chân, ngồi chỗ, tiền ở đâu ra? Mình có khỏe hoài được không? Mình đâu có khỏe hoài được. Nhưng mà nếu cái điều đó xảy ra tại ở bên đây, tại những xứ tư bản này, các bạn yên tâm mà nằm đó điều trị. Còn tại Việt Nam, nằm đó gãy chân một phát đi, cả gia đình khốn đốn, lận đận lao đao đi vay tiền, đi mượn tiền để mà điều trị cho mình. Nhưng mà những người có tiền á, họ đi có đi tìm giải pháp không? Không. Họ mới tìm giải pháp. Tại vì họ đã nghĩ rằng là họ đã có tiền là họ sẽ mướn người, họ sẽ mướn y tá, bác sĩ lo cho họ được, còn người nghèo thì sao? Còn những người họ không có điều kiện như vậy thì sao? Nhưng mà nghịch lý một cái là xã hội Việt Nam người nghèo nhiều lắm. Nghèo nhiều ơi là nhiều luôn. Tại vì sao? Cái tiền nó đổ vô dự án treo, tiền nó đổ vô công trình treo, nó công trình gọi là công trình về đường cát, gì đường cao tốc ở trên cao đi từ Sài Gòn ra bến ra Suối Tiên đó. Nó để đó là làm gì? Nó vừa cản đường của chúng ta nữa. Rồi ngoài Đồng Nai biết bao nhiêu dự án treo nữa, từ ở trong miền Nam mà đổ ra miền Bắc đi anh chị, đi tìm hiểu coi bao nhiêu cái dự án treo đó, để biết bao nhiêu dự án treo, đi tìm đi. Những bạn trẻ nào mà thích đi phượt á, tôi tin là các bạn đi phượt các bạn sẽ đi qua nhiều cái khu dự án treo, công trình treo mà nó bỏ dở trần, tôi tin điều này các bạn thấy. Và đi tìm hiểu xem những cái dự án đó họ đã đầu tư bao nhiêu tiền cho trong những cái dự án đó, tôi tin luôn. Tôi nói lần trước tôi làm livestream, tôi nói là có một cái dự án treo nó nằm ngay chỗ khu Bò Cạp Vàng đó. Tôi không biết bây giờ nó đập bỏ chưa, cái khu vực đó rộng lớn kinh khủng mà khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng. Bự ơi là bự luôn. Người bạn của tôi làm xây dựng ở trong đó, tôi có một cái cơ hội tôi đến đó. Bây giờ tôi không biết nó làm cái gì nữa, ai mở gần cái khu Bò Cạp Vàng đó, bên khu vực Đồng Nai sẽ thấy. Cho nên người dân ở Việt Nam nó nghèo nhiều hơn người giàu là như vậy á. Mà người giàu bây giờ có tiền họ cũng tìm cách ra nước ngoài rồi. Theo cái năm 2017 thống kê là có đến 40-50% về những cái người mà gọi là giống như những người đại gia, những người có tiền á, họ chuyển sang nước Mỹ, họ mua nhà, họ đầu tư bên Mỹ và họ định cư bên Mỹ. Nó chửi Mỹ ngụy đó, Mỹ ngụy lưu vong này, đến Mỹ cúc ngụy nhà mà bây giờ ra nước ngoài để định cư hết, mà nói ở nước ngoài khủng bố. Nó bây giờ đi vô bệnh viện, đi vô nhà thờ sợ bị khủng bố. Nó vậy mà tao nói hằng ngày người ta vẫn nạp hồ sơ đi xin visa sang Mỹ. Rồi bây giờ Mỹ phải tìm cách để mà tiễn 8.000 người từ bên Mỹ về Việt Nam nữa. Các bạn phải tư duy, chứ không thể nào mà các bạn nói
Hội Mỹ khủng bố, đi vô nhà thờ bị súng bắn, đạn bắn. Vậy mà tại sao vẫn có hàng triệu người ở Việt Nam không muốn đi? Bây giờ người ta nói hoài, bây giờ mà Mỹ mà nó mở cửa ra, nó đón nhận người Việt Nam, bảo đảm người ta đi hết luôn. Mà thậm chí những người đảng viên đảng Cộng sản là những người chạy trước. Tại vì Dương đã có một cái người bạn, họ làm trong đảng viên đảng Cộng sản, họ ra khỏi đảng, trời ơi, họ nó trầy da tróc giãy luôn. Đi vô đảng đã khó rồi mà mình rời khỏi đảng càng khó nữa. Trời ơi, ra nó khó lắm, nó sợ mình ra, mình phản đảng, mình ra nước ngoài á, mình định cư rồi mình sẽ bốc nói với những cái tổ chức đảng phái chính trị, rồi mình vô mình phản lại nó. Người bạn của Dương đang ở Na Uy nè. Nhưng hỏi là khi mà anh rời đó như thế nào, anh kể Dương nghe không hết hồn nữa thôi. Anh đi xong rồi anh đi về lại trong mấy năm trời, anh chị bị theo dõi dữ lắm luôn. Đi vô đảng cũng khó mà đi ra đảng khó còn khó nữa, khó kinh khủng luôn, nó hành cho mệt mỏi luôn, chứ đâu phải muốn ra đảng là dễ ra đâu. Ai ở trong đảng nói hiểu này với gì, ra đảng muốn ra đảng khó lắm, chứ không phải là muốn vô đảng là muốn ra là dễ đâu. Nó hoành hành cho lên bờ xuống ruộng luôn, làm cho xanh chành xanh lét luôn anh chị, chứ không có đơn giản đâu, không có dễ đâu. Đó, để anh chị nhìn thấy, gần đây anh chị thấy một cái gương mặt trẻ tại Việt Nam rồi ha. Dương với người đó bằng bằng tuổi với nhau đó. Dương với người đó bằng tuổi với nhau, chênh lệch nhau, chắc cái người đó với Dương chênh lệch nhau một vài tháng thôi. Mà cái tư tưởng của người đó với Dương hoàn toàn khác nhau hoàn toàn luôn. Cũng sinh ra và lớn lên, Dương chưa hề học lịch sử một ngày nào của Việt Nam Cộng Hòa dạy. Bạn kia cũng chưa học lịch sử một ngày nào của Việt Nam Cộng Hòa dạy, nhưng mà tại sao giữa Dương và người bạn đó có cái sự nhìn nhận khác nhau về xã hội? Bạn đó thành đạt chứ, nếu mà nói về bạn đó là người thành đạt, rất là thành đạt, nhưng mà nhìn nhận về xã hội hai người khác nhau hoàn toàn. Còn ai mà nói Dương được cộng sản đào tạo đó, thật sự ra cái bạn kia được cộng sản đào tạo đó, học trong môi trường đó, thấm nhuần cái tư tưởng của Hồ Chí Minh, tư tưởng của Mác Lênin luôn, còn Dương thì không. Dương sống thực tế, Dương thấy cái thời nào phải phát triển theo cái thời đó, chứ không thể nào mà vận dụng cái tư tưởng cũ đó đi vô trong cái xã hội hoài được. Ngày hôm nay khác, ngày xưa khác. Ngày hôm nay á, chúng ta không cần viết chữ đẹp. Chúng ta gửi một cái mail, chúng ta cần gõ máy vi tính cho nó nhanh. Chúng ta sử dụng máy vi tính nó thành thạo, chúng ta gõ rồi chúng ta gửi mail thì nó cũng sẽ có một cái văn bản với muôn vàn cái kiểu chữ chúng ta muốn định dạng ở trên đó, nó khác. Còn ngày xưa cách đây bao nhiêu chục năm trời chúng ta phải viết chữ, nó khác nhau, mỗi một giai đoạn nó khác nhau hết, nó không giống nhau. Cho nên Dương không muốn áp dụng cái tư tưởng cổ lỗ sĩ lạc hậu lỗi thời vô cái xã hội bây giờ. Cái đất nước của người ta bây giờ nó chạy marathon, nó chạy theo tốc độ gì đó, nó chạy rất là nhanh, còn Việt Nam của chúng ta nó đi ngược, đi ngược, đi ngược hoài. Đúng không? Anh chị không thể nào mà cái Đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào bắt cái người dân mà giống như sống trong cái thời ngày xưa được. Bây giờ gửi một phát inter, gửi mail của nó đi hả? Chứ không phải gửi giống như cái lá thư mà bao nhiêu tháng trời nó mới đi. Giờ nó khác rồi. Thì phải thay đổi để thích nghi, thích hợp với cái xã hội bây giờ để phù hợp với thế giới, chứ không có. Cứ bắt người dân phải học những cái tư tưởng lạc hậu lỗi thời. Mà nếu nói về cái tư tưởng Hồ Chí Minh, bây giờ có cái gì để mà học? Bây giờ trong khi Mỹ, Đức, trong khi Đức và Nhật sản xuất những cái chất liệu, ví dụ như xe hơi này kia nọ, chất lượng rất là tốt đúng không? Việt Nam sản xuất được cái gì? Ngoài cái tư tưởng, ngoài đã sản xuất ra những cái con người mang những cái đầu óc rất là không bình thường. Học những cái tư tưởng đó rồi để rồi đi ra ngoài xã hội phát triển cái gì, chế tạo những cái gì, sản xuất được cái gì, mang lại những thành quả gì, mang lại những cái sự phát triển kinh tế gì cho đất nước Việt Nam? Không có. Vậy thì tuổi trẻ Việt Nam bây giờ đang học cái gì? Đang học cái tư tưởng nó để ra làm cái gì? Cái tư tưởng nó đâu có sản xuất được cái gì? Cái tư tưởng nó không hề tạo ra cái sản phẩm gì để sản xuất ra ngoài thế giới được. Nhưng cái tư tưởng đó tạo ra cái sản phẩm phục vụ làm công cụ cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nó chỉ lẫn quẩn trong đó và nó làm cho cái đất nước của chúng ta không phát triển được, nghèo và nghèo. Cái tư tưởng nó không có phát triển được cái gì hết trơn. Không phát triển được. Mà cái tư tưởng anh chị bây giờ nhìn kỹ lại, ngày xưa Hồ Chí Minh có xe đạp để đi không? Ngày hồi ngày xưa Hồ Chí Minh có những cái máy móc thuận lợi giống như bây giờ không? Không. Thì bây giờ nó đã cổ để nó qua một bên đi tiếp tục để mà phát triển chứ. Làm gì mà cứ đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra rã ngày này qua ngày nọ, ra rã ngày này qua ngày nọ, để trong trường hoài như vậy, dạy hoài như vậy, dành thời gian đó dạy cho người ta cái ý thức tham gia giao thông đi, dạy cho người ta về cái ý thức trong cái xã hội đi, dạy cho người ta cái ý thức bảo vệ môi trường đi, không. Dạy học cái tư tưởng Hồ Chí Minh không, hết giờ. Hết ngày, hết năm luôn, bốn mấy năm trời.
rồi ra xã hội, ra thế giới, người ta nói, người ta hỏi cái này hỏi kia không biết, chứ hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh biết hết trơn, rành lắm, tư tưởng Mác Lênin rành lắm, mà nước ngoài người ta vứt vô sọt rác mà dột mất tiêu rồi, ghê không, nguy hiểm không, thương đất nước không, cái đó là sự thương của chúng ta đó, cái tình yêu thương của chúng tôi bên ngoài đó. Chứ không phải lên tiếng nói như vậy là nói xấu đất nước đâu. Các bạn muốn đất nước phát triển không? Các bạn nhìn đi, các bạn nói Syria chiến tranh. Xin lỗi các bạn nha, tôi có một cái người bạn là người Syria nè. Người bạn Syria nè. Người ta cho tôi coi những cái tấm hình ở Syria, nó đẹp lắm. Nó đẹp cực kỳ. Syria một đất nước rất là giàu. Giàu kinh khủng. Xe hơi, làn đường của nó rộng hơn làn đường bên Na Uy luôn. Xe hơi đi rất là nhiều luôn. Nhưng mà tại vì Syria có chiến tranh là bởi vì sao? Syria một đất nước rất là giàu. Nó có dầu nhiều. Và những cái nước lớn họ muốn đến đó để họ khai thác dầu. Chứ các bạn đừng nghĩ Syria chiến tranh đất rồi Syria nó nghèo khổ thua Việt Nam, không có đâu. Syria rất là giàu. Và có những cái công trình kiến trúc cổ của nó rất là nhiều ngàn năm. Tệ nhất là 4-5 ngàn năm. Đó. Cho nên các bạn đừng nói trời đó giống như Syria đó, này kia nọ nha. Ở Việt Nam giờ nghèo quá, không có dám, không có nước nào dám vô chiếm đâu nghe. Việt Nam cộng mẹ gì nó chiếm, cây cối, cây cổ thụ lâu năm chặt cha hết rồi. Không có đợi nước ngoài vô chiếm nữa đâu. Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản gì nó khai thác, nó bán cha nó rồi, nó khai thác thô, nó bán mẹ nó hết rồi. Bây giờ các bạn nói mà Việt Nam còn gì để bán cho nước ngoài, hoặc là còn gì để nước ngoài vô khai thác, các bạn nói tôi nghe đi. Ừ còn. Còn. Mà anh chị nói đi rồi tôi sẽ nói còn gì. Các bạn nói đi tôi sẽ nói Việt Nam còn gì để bán, tôi nói cho nghe. Bây giờ nói về rừng ha, còn không? Rừng còn không? À, tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam còn không? À, cá này kia nọ, biển đảo còn không? Nhưng mà còn những cái khác tôi nói cho nghe. Còn gì để mà cho nước ngoài nó vô nó chiếm không? Khí hậu Việt Nam thì bây giờ môi trường ô nhiễm trầm trọng. Bạn của tôi bên Mỹ mới về Việt Nam, mới đi lại Mỹ cách đây chừng tuần lễ 2 tuần nè. Bệnh nằm một đống bên Mỹ kìa. Chịu không nổi luôn. Cái môi trường hả? Khí bụi ô nhiễm dích trịch dích choạc luôn. Chịu không nổi, trời ơi, xe cộ. Giờ nằm đang nằm ở bên Mỹ kìa, đang nằm thở thoi thóp ở bên Mỹ kìa. Bạn Mỹ luôn. Ừ, còn nội tạng người thấy ghê chưa? Nó còn nội tạng người, nó máu người mà nó còn muốn lấy nữa, anh chị thấy không? Máu người mà nó còn muốn lấy, nó muốn khai thác, nó bán nữa, thấy ghê không? Còn cái quần đùi Trung Quốc là ông cố nội của Việt Nam đi qua mất, không mất tiền thu thuế, dân Việt Nam đi qua Trung Quốc mất tiền còn kiểu còn kêu anh ơi lấy tiền đi anh nữa. Ừ. Lụi tàn cả rồi. Nó còn lọt nó thôi không chị, nó có nhiều người nói đó. Còn đàn bà đẹp. Ở Việt Nam còn đàn bà phụ nữ đẹp. Đó, 43 năm giải phóng rồi giờ tới vấn đề xuất khẩu con người luôn. Xuất khẩu đàn bà đẹp. Xuất khẩu tuổi trẻ ở Việt Nam không có cơ hội để phát triển, phải xuất khẩu tuổi trẻ đi ra nước ngoài. Ở Việt Nam không có đất, khổ chưa. Ừ. Tài nguyên khoáng sản của dân, của chính mấy triệu đồng bào, nó khai thác, nó ăn cha mẹ nó hết rồi, nó muốn làm gì làm, nó muốn lấy khu đất đó để